Chương 657 không thể động. Triệu thị. Trương Huyền nhìn màn hình máy tính, kia từng hạng số liệu đối lập, đều biểu lộ Triệu thị tình huống hiện tại có bao nhiêu thảm, bất quá này cũng ở Trương Huyền đoán trước bên trong, toàn bộ Triệu thị nhất tộc đều bị hắn đổ, này Triệu thị tập đoàn còn lấy cái gì tồn tại. Lão bà, việc này ngươi thấy thế nào? Trương Huyền hỏi, muốn nghe xem Lâm Thanh Hạm ý kiến. Lâm Thanh Hạm nhăn mày liễu, khẽ lắc đầu, ta cảm thấy việc này không thích hợp. Triệu thị lúc trước ngang trời xuất thế, sau lưng tài lực hùng hậu, hiện giờ đột nhiên rơi đài, này thực không thích hợp, nhưng cố tình, lần này bánh kem thật sự là quá lớn, hiện tại ta cùng Tần Tổng hai người liên hợp, Ngân Châu không có bất luận cái gì một nhà xí nghiệp có thể cùng chúng ta chống lại, chỉ cần đôi ta nguyện ý ra tay thu mua, tuyệt đối có thể bắt lấy Triệu thị 80% hạng mục, chỉ cần hơi chút kinh doanh một chút, liền có thể lợi nhuận ít nhất 1 tỷ. Lão bà, nhịn đi, Trương Huyền vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm bả vai. Lần này sự, không đơn giản như vậy. Lâm Thanh Hạm vừa nghe lời này, thân thể chấn động, Trương Huyền lời này bên trong, ẩn chứa rất nhiều ý khác. Lâm Thanh Hạm lại nghĩ đến Trương Huyền mấy ngày hôm trước rời đi, ở hắn rời đi vài ngày sau, Triệu thị liền bắt đầu chiều đường xuống dốc đi, chẳng lẽ, việc này cùng Trương Huyền có quan hệ? Nếu là cái dạng này lời nói, này liền không phải bình thường thương chiến. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền đầu đi dò hỏi ánh mắt. Trương Huyền âm thầm gật gật đầu. Lâm Thanh Hạm trong lòng hiểu rõ, nếu liên lụy đến ngầm thế lực nói, lần này bánh kem lại đại, Lâm thị đều không thể chạm vào, bởi vì kia hậu quả, không phải một chút lợi nhuận là có thể đền bù. Đang đang hai tiếng vang lên, Lâm Thanh Hạm văn phòng môn bị người gõ vang. Tiến, Lâm Thanh Hạm hướng cửa hô một tiếng. Bí thư Lý Na đẩy ra văn phòng môn, đi đến. Bí thư Lý vừa vào cửa, đầu tiên là hướng ba người vấn an, theo sau nói, Trương tiên sinh. Chu thị Chu tổng gọi điện thoại tới, muốn cho ta trưng cầu một chút người ý kiến về Triệu thị sự. Trương Huyền vừa nghe, bật cười, Chu tự tiểu tử này, hiện tại thật là so với ai khác đều ngoan a, Triệu thị lớn như vậy khối bánh kem, ăn không ăn, đều đến muốn xem Trương Huyền bên này ý tứ, kia thực rõ ràng, nếu Lâm thị muốn động, bọn họ Chu thị liền xem đều không xem một cái. Trương Huyền hướng bí thư Lý nói cho Chu tự, thịt không phải hắn, canh cũng không thể uống. Này không phải Ngân Châu bất luận cái gì một cái xí nghiệp có thể chạm vào, bao gồm Lâm thị. Bí thư Lý gật gật đầu, không nói gì, đi ra ngoài. Bí thư Lý mới ra môn, Lâm Thanh Hạm thanh âm liền vang lên, ta thật không nghĩ tới, Chu tự có thể như vậy sợ ngươi, ngươi rốt cuộc đem hắn làm sao vậy, làm hắn liền trực tiếp cho ngươi gọi điện thoại cũng không dám, đường đường một cái Chu thị tổng tài, chủ động đi theo bí thư Lý liên hệ. Hắc hắc, Trương Huyền vò đầu cười, cũng không làm gì. Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, tiếng vọng lúc ấy Chu tự cho chính mình nhận sai một màn, ngày đó chính mình còn có điểm phát ngốc, đều không rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, còn tưởng rằng Chu thị có gì mưu nị, rốt cuộc đó là lúc trước Ngân Châu chỉ ở sau Lâm thị xí nghiệp a, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, là chính mình lão công đi tìm Chu tự đàm phán. Hồi tưởng phía trước, mới vừa nhận thức Trương Huyền thời điểm, mỗi ngày hướng Trương Huyền bãi trương mặt lạnh, xem đều không nghĩ nhiều liếc hắn một cái tình cảnh. Từng màn hiện lên Lâm Thanh Hạm trong óc, nghĩ lúc trước chính mình còn làm Trương Huyền cho chính mình rửa chân. Đây chính là đường đường địa ngục quân vương a. Lâm Thanh Hạm che miệng, phụt cười, trong mắt tràn ngập tràn đầy hạnh phúc cảm. Chu thị tập đoàn chung. Chu tự nghe trong điện thoại bí thư Lý truyền đến tin tức, bí thư Lý đem Trương Huyền nói, hoàn hoàn toàn toàn chuyển đạt cho Chu tự. Bí thư Lý, kia thật là cảm ơn ngươi, thỉnh hướng ta cùng Trương tiên sinh cùng với Lâm Tổng vấn an. Ở Chu tự phía sau. Ngồi một người thanh niên. Ta nói Chu tự, ngươi gì thời điểm biến như vậy túng, ta nhớ rõ ta xuất ngoại trước, các ngươi Triệu thị cũng không thế nào sợ Lâm thị a. Hiện tại như thế nào làm cái thu mua, đều phải hỏi Lâm thị ý kiến. Còn có, ngươi đường đường một cái Chu thị tổng tài, muốn tìm Lâm thị nói sự, trực tiếp gọi điện thoại cấp Lâm Thanh Hạm không phải xong rồi, còn liên hệ nàng bí thư. Thanh niên đầy mặt khó hiểu. Chu tự lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, Lâm thị thế lực. Không phải người ta có thể tưởng tượng. Nga, Lâm thị thế lực có bao nhiêu đại? Thanh niên tò mò. Chu tự suy nghĩ một chút, mở miệng nói như thế, Lâm thị nếu tưởng hủy hoại chúng ta Chu thị, chỉ cần một câu sự. Thanh niên bĩu môi, căn bản là không đem Chu tự lời nói để ở trong lòng, nếu Lâm thị thực sự có lợi hại như vậy, còn sẽ đãi ở nho nhỏ Ngân Châu. Chu tự bàn làm việc thượng máy bàn vang lên, Chu tự ấn cái loa tiếp nghe. Chu tổng. Hạ mệnh lệnh đi, tài chính đã toàn bộ đúng chỗ, 30 cái thao tác tay cũng đều chuẩn bị tốt, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng,
chúng ta lập tức triển khai thu mua, hiện tại Triệu Thị lộ ở bên ngoài tài nguyên, ít nhất có 1 tỷ, chúng ta có tin tưởng, chẳng sợ Lâm Thị tham dự tiến vào, chúng ta cũng có thể thu 300 triệu trở về. 300 triệu. Chu Tự nghe thấy cái này con số, thật là phi thường tâm động, một ngày thời gian, là có thể hợp lại 300 triệu a, này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi, nhưng Trương Huyền nói, làm Chu Tự không dám vọng động. Chu Tự hít sâu một hơi, sau chậm rãi phun ra, từ bỏ đi. Từ bỏ, điện thoại kia đầu người kinh ngạc một chút, Chu Tổng, đây chính là mấy cái trăm triệu a. Không thể như vậy từ bỏ a. Điện thoại kia đầu người có vẻ thực sốt ruột, mấy cái trăm triệu, liền như vậy từ bỏ. Ân, từ bỏ, Chu Tự gật đầu, Trương Tiên Sinh nói, lần này liền đừng nói thịt, liền canh đều không thể uống, chẳng sợ liền Lâm Thị đều không thể chạm vào chuyện này, tự nhiên có hắn đạo lý. Không thể từ bỏ, Chu Tự sau lưng thanh niên hô to một tiếng, theo sau hướng Chu Tự nói, Chu Tự, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn a. Lâm Thị nói như vậy, đơn giản là bọn họ muốn độc chiếm này khối bánh kem, ngươi thật đúng là ngây ngốc liền từ bỏ. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Thôi bỏ đi, Chu Tự lắc đầu. Chu Tự, ngươi có phải hay không ngốc a? Thanh niên vẻ mặt nóng nảy, 300 triệu a. Này không phải 3.000 vạn, là 300 triệu. Hơn nữa có thể hóa thành vốn lưu động, người hiểu đây là cái gì khái niệm sao? Ta hiểu, Chu Tự gật đầu, 300 triệu vốn lưu động có thể cho Chu Thị mang đến cái gì, hắn sao có thể không rõ ràng lắm, chính là. Đừng chính là a, mau động đi, mau, thanh niên bắt lấy Chu Tự hai vai, dùng sức hoảng, người đầu óc thanh tỉnh một chút a, người không cần bị Lâm Thị cái loại này biểu hiện giả dối mê hoặc, bọn họ thật như vậy lợi hại, sẽ chỉ có chục tỷ tài sản. Ta. Chu Tự bị nói có chút tâm động, dù sao cũng là 300 triệu. Người thường nếu một chút nhiều như vậy tiền, chỉ sợ sẽ bị kích thích ngất xỉu đi. Đừng động Chu Tự, trực tiếp bắt đầu thu mua. Thanh niên thấy Chu Tự còn ở trần chờ, lập tức đối trong điện thoại hô, hiện tại chính là có vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, vãn một giây chính là lớn lao tổn thất a. Có nghe hay không, bắt đầu thu. Thanh niên hướng trong điện thoại gào thét, nhưng điện thoại nội, chậm chạp không có hồi phục. Chương 658 thần bí tài chính. Thanh niên nghe trong điện thoại vẫn luôn không thanh, uy. Uy. Từ từ, điện thoại chung, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, không thích hợp, có chút không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Thanh niên nghi hoặc. Đàn hồi, không, không phải đàn hồi, Triệu Thị giá cổ phiếu, bị vài phương cách xù tài chính đánh sâu vào, sở hữu đều ở tốc độ tăng, điên trướng. So trước kia còn muốn cao, nếu chúng ta vừa mới động. Tuyệt đối sẽ bị này cổ đánh sâu vào ảnh hưởng, dẫn tới tài chính toàn bộ bộ lao. Trong điện thoại thanh âm mang theo may mắn. Nguyên bản còn ở do dự Chu Tự, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hỏi, nào mấy phương tài chính đánh sâu vào Triệu Thị định giá, là Lâm Thị sao? Không phải, tạm thời còn không biết bọn họ thân phận, những người này. Những người này cách làm, quá điên cuồng, bọn họ nhất định là điên rồi. Bọn họ không muốn sống tranh đoạt Triệu Thị cổ phiếu. Vì chiếm trước một chút thị trường số định mức, không tiếc lấy ra phía trước gấp 10 lần, 20 lần giá cả, này quả thực chính là thiêu tiền. Bọn họ đang làm cái gì a? Điện thoại kia đầu người, thanh âm càng lúc càng lớn, có thể thấy được hiện tại phát sinh sự tình, với hắn mà nói, có bao nhiêu chấn động. Chu Tự nghe trong điện thoại thanh âm, lại lần nữa ngây ra, lấy phía trước gấp 10 lần giá cả chiếm trước thị trường số định mức, kia chẳng phải là nói, nếu bọn họ hoàn toàn chiếm trước nguyên bản tổng tài sản chục tỷ Triệu Thị. Sở tiêu phí kim ngạch, đạt tới 100 tỷ, mà được đến thù lao, chỉ có 1 triệu thị, hao tổn 900 triệu, chỉ vì một cái thị trường số định mức. Là điên rồi sao? Không đúng, không đúng, điện thoại kia đầu thanh âm, lại lần nữa vang lên, thanh âm giữa, mang theo khiếp sợ, bọn họ không riêng gì chiếm trước Triệu Thị, bọn họ ở như tầm ăn lên, phía trước sở hữu thu mua quá Triệu Thị xí nghiệp công ty, đều ở bị này đó khổng lồ tài chính như tầm ăn lên, bọn họ hoàn toàn lấy bồi tiền phương thức. Chiếm trước những cái đó công ty thị trường số định mức, tìm hiểu nguồn gốc, hoàn toàn đưa bọn họ đánh sập, ta dám khẳng định, phía trước phàm là thu mua quá Triệu Thị cổ phiếu công ty, tất cả đều xong rồi. Bị như vậy không muốn sống chèn ép, đối phương áp dụng lấy 10 đổi một đấu pháp, bọn họ tuyệt đối xong rồi, không có khả năng xoay người, tại đây loại khổng lồ tài chính hạ, chẳng sợ Lâm Thị, đều đến nuốt hận. Trong điện thoại nói, làm Chu Tự há to miệng, nguyên lai, đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Tài chính bộ lao, không là vấn đề, này đó thần bí tài chính, là muốn đem sở hữu tham dự tiến vào người, hóa
hoàn toàn đánh sập a, đây là Triệu thị vui đùa sao? Chu Tự phía sau thanh niên từ, giờ phút này cũng cùng Chu Tự giống nhau, hắn không còn có thanh âm, nghe trong điện thoại truyền đến đổ vật, lăng ở nơi đó. Lâm Thị giữa, Lâm Thanh Hạm, Tần Nhu, cùng với Trương Huyền nhìn trước mắt màn hình máy tính, kia mấy chi khổng lồ tài chính lưu, giống như cự mãng giống nhau, ở toàn bộ Ngân Châu Thương Hải tán loạn, chứng kiến đến hết thảy, đều mở ra mồm to, toàn bộ cắn nuốt đi vào. Lão công, người đã sớm biết cái này sao? Lâm Thanh Hạm nhìn những cái đó tài chính lưu cắn nuốt phương thức, đều có điểm ngốc, liền giống như lấy 100 khối mua một cái giá gốc 9 đồng tiền một cân quả táo, sau đó đem toàn thành đều mua hết, tuy rằng mệt vô số tiền, nhưng đối phương có được toàn thành đều ở lấy ra tới bán quả táo. Trương Huyền gật gật đầu, phía trước Phí Lôi Tư nói cho ta. Lúc ấy Trương Huyền còn ở Mông Tỉnh giúp Giang Tĩnh Bình xét cấp bậc thời điểm, Phí Lôi Tư cấp Trương Huyền đánh quá điện thoại. Nói qua về một ít thần bí tập đoàn tài chính thu mua xí nghiệp sự, những cái đó tập đoàn tài chính ngay cả Phí Lôi Tư cũng không biết chi tiết, Trương Huyền liền hoài nghi, này đó tập đoàn tài chính có thị tộc bóng dáng, thu mua chỉ là bọn hắn muốn vào đời cách làm, hiện giờ xem ra, thật là như vậy, này đó thần bí tài chính, tuyệt đối thuộc về thị tộc. Một cái khổng lồ thị tộc, chỉ cần không giống Đường thị như vậy thảm, chẳng sợ Triệu thị thị tộc, cũng có như vậy nội tình, tiến hành như vậy thu mua. Rốt cuộc thị tộc truyền thừa xa xăm, không nói trong tay bọn họ nắm giữ đồ vật có bao nhiêu, chính là nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới, kia đều không phải một cái số lượng nhỏ, này từ Triệu thị thành lập cửu cung bát quái thành là có thể nhìn ra, cái loại này bút tích, không phải cái gì trăm tỷ xí nghiệp là có thể làm được. Trương Huyền híp mắt nhìn kia tài chính đổ hướng đi, hắn khẳng định, thị tộc làm như vậy, kia nhất định là muốn vào đời, thị tộc thần bí, người thường đối này sợ không biết, này dẫn tới thị tộc tồn tại cảm cực thấp. Bọn họ này phiên bốn phía thu mua, chiếm trước thị trường số định mức, là tưởng lấy một cái trực tiếp nhất phương thức, tại thế nhân trước mặt lộ diện. Trương Huyền hiện tại không dám khẳng định, này đó thần bí tập đoàn tài chính, là thuộc về một cái thị tộc, vẫn là nhiều thị tộc, nếu là một cái thị tộc nói, Trương Huyền còn có thể lý giải, rốt cuộc dã tâm thứ này, ai đều khả năng bắt đầu sinh, như vậy nhiều thực lực mạnh mẽ thị tộc, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ đều có thể ngăn chặn chính mình trong lòng dục vọng, rời xa thế tục. Nhưng nếu là nhiều thị tộc nói, vậy không phải cái gì chuyện đơn giản. Trương Huyền lắc lắc đầu, đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính rời đi, không hề đi quản chuyện này, dù sao thị tộc vào đời, nhất sốt ruột, khẳng định không phải chính mình. Trương Huyền đi vào công ty lầu 1, tìm được đang tự mình ở đại sảnh chơi mỗi ngày, bồi mỗi ngày chơi một cái buổi chiều, buổi tối thời gian, Trương Huyền cũng là thực hiện muốn thỉnh ăn cơm chiều hứa hẹn. Trương Huyền như vậy mang theo hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cùng với một cái đầy miệng ba ba mụ mụ mỗi ngày, đi đến nơi nào, đều có thể trở thành tiêu điểm. Đương người chung quanh phát hiện mỗi ngày kêu Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu đều kêu mụ mụ thời điểm, toàn hướng Trương Huyền đầu đi hâm mộ ánh mắt. Gần nhất vẫn luôn ở bận rộn Trương Huyền, cuối cùng là nhàn xuống dưới, ba ngày thời gian, hắn trừ bỏ không có việc gì đi xem cái kia mặt tiền cửa hàng trang hoàng tình huống, còn lại thời gian, đều mang theo mỗi ngày, ở Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền văn phòng tán loạn. Đối với Trương Huyền cái này nhàn hạ xuống dưới tình huống, Lâm Thanh Hạm cũng là cảm thấy vui vẻ, mỗi lần Trương Huyền ra cửa, nàng đều sẽ lo lắng không thôi, nhìn Trương Huyền nơi nơi bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, nàng cũng cảm thấy đau lòng. Ba ngày sau, Trương Huyền nhận được Phí Lôi Tư điện thoại, nói cái kia mặt tiền cửa hàng, thiết kế xong rồi, chờ Trương Huyền đi nghiệm công. Hiện tại đã tới rồi 9 tháng phân đế, không khí có chút hơi lạnh, trên đường cái, chẳng sợ lại ái tú dáng người người. Cũng đã từ bỏ đơn bạc quần áo, hơn nữa áo khoác. Trương Huyền đi vào chính mình môn cửa hàng trước, thiết kế sư đã chờ ở nơi này. Thiết kế sư nhìn đến Trương Huyền, cung kính nói, Trương tiên sinh, ngài đã tới. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn thoáng qua, môn cửa hàng trang hoàng, cùng chính mình lúc trước tuyển giống nhau như đúc, thủ công chất lượng cũng đều là thượng thừa, biên giác không có một chút tì vết, dù sao cũng là toàn cầu đứng đầu thi công đoàn đội, mấy thứ này. Vẫn là không có gì vấn đề. Đi vào mặt tiền cửa hàng nội, không có một chút mùi lạ, trang hoàng tức trụ cái loại này, căn bản không cần lo lắng formaldehyde, rốt cuộc chỉ là trang hoàng tài liệu giá cả, đều so cửa này mặt muốn quý. Không tồi, Trương Huyền vừa lòng gật gật đầu, vất vả các ngươi. Đây là hẳn là, thiết kế sư hơi hơi khom người, Trương tiên sinh, nếu không có khác vấn đề, ta liền trước rời đi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, vất vả. Chương 659 tiểu tâm đường trí hổ. Thiết kế sư cấp Trương Huyền chào hỏi, liền trực tiếp rời đi.
Trương Huyền đứng ở cửa tiệm, suy nghĩ một chút, hôm nay liền phải giữ cửa biển treo lên, thuận tiện tìm thời gian lại chiêu cái trước đài tới nhìn, khai công ty phải có cái khai công ty bộ dáng, sinh hoạt yêu cầu chính là nghi thức cảm sao. Tiểu tử, người này cửa hàng nhanh như vậy liền trang được rồi. Ngày đó phụ nữ trung niên vẻ mặt kinh ngạc hướng Trương Huyền nói, lúc này mới mấy ngày a, tốc độ cũng quá nhanh điểm, ai trang hoàng không phải 2-3 tháng, lại lượng thượng 1-2 tháng chạy vị, hắn này liền khai trương. Đúng vậy, trang hảo. Trương Huyền cười một chút, này đại tỷ mấy ngày nay rất nhiệt tâm, không có việc gì liền chạy tới cùng Trương Huyền nói chuyện phiếm vài câu, còn cấp Trương Huyền nói gì thời điểm người nhiều, gì thời điểm ít người, cấp Trương Huyền ấn tượng cũng không tệ lắm. Ta thiên, người này quá nhanh. Phụ nữ trung niên đi đến Trương Huyền trong tiệm, hít hít cái mũi, không ngửi được một chút formaldehyde vị, tiểu tử, người này tài liệu đều dùng tốt nhất đi, người nhìn xem người này trang hoàng, quá xinh đẹp, hoa không ít tiền đi. Phụ nữ trung niên vẻ mặt kinh diễm đánh giá Trương Huyền trong tiệm trang hoàng, từ lầu 1 đến lầu 2 nhìn một lần, mới lưu luyến đi ra. Tiểu tử, người này trang quá xinh đẹp, ta đều có điểm không nghĩ hồi ta kia trong tiệm. Phụ nữ trung niên bĩu môi, có chút ê ẩm cảm giác. Ha ha, Trương Huyền cười cười, đại tỷ, này trang hoàng lại hảo, không bằng sinh ý hảo a, ta xem nhà ngươi, mấy ngày nay mỗi ngày đều là chật ních, không đến cơm điểm đều có vài bàn khách đâu. Ha ha, phụ nữ trung niên nghe thấy cái này, trên mặt lộ ra vui mừng, này phố, đích đích xác xác liền nhà nàng sinh ý không tồi. Đúng rồi tiểu tử, phụ nữ trung niên đi đến Trương Huyền bên cạnh, kéo hạ Trương Huyền ống tay áo, nhỏ giọng nói, ngươi gần nhất cần phải cẩn thận một chút a, ngươi này khai công ty bảo an, cùng Đường Chí Hổ đối thượng, ta nghe nói, hắn chính là hỗn hắc bạch lưỡng đạo, ngươi này cùng hắn làm đồng hành, còn ở một cái trên đường, ly đến lại gần. Phụ nữ trung niên lời nói không hoàn toàn nói trắng ra, nhưng trong đó ý tứ, đã biểu hiện thực rõ ràng. Trương Huyền không thèm để ý nói, không có việc gì đại tỷ, chúng ta làm nghiệp vụ không giống nhau, lại không gì xung đột. Phụ nữ trung niên xem Trương Huyền này không thèm để ý bộ dáng, cũng biết người trẻ tuổi hỏa khí thịnh, ai cũng không phục, không ăn chút đau khổ là không được. Nàng thở dài, lắc lắc đầu, ai, tiểu tử, dù sao ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo đi. Ta sẽ, cảm ơn ngươi a đại tỷ. Trương Huyền hướng phụ nữ trung niên nói lời cảm tạ. Phụ nữ trung niên há miệng thở dốc, cũng không nói gì, chiều chính mình cửa hàng đi trở về. Phụ nữ trung niên mới vừa đi, một người thanh niên chạy chậm lại đây, hướng Trương Huyền cười nói, huynh đệ, người này cửa hàng trang mau a, đây là tính toán chạy nhanh buôn bán. Ân, Trương Huyền gật đầu, ngày mai liền buôn bán đi. Trương Huyền này công ty bảo an, khai lên chính là vì một cái cớ, một cái làm mọi người đều trong lòng biết rõ ràng có thể tiếp thu đồ vật, tự nhiên càng sớm buôn bán càng tốt. Nga, hảo đi, thanh niên gật gật đầu, kia chúc ngươi sinh ý thịnh vượng a huynh đệ. Thanh niên nói xong, đi nhanh chạy đi, thanh niên này, chính là Trương Huyền ngày đó nói chính mình muốn khai công ty bảo an khi, hướng Đường Chí Hổ nói chuyện người nọ. Thanh niên chạy đến Đường Chí Hổ trong tiệm. Đường Chí Hổ liền đứng ở cửa tiệm chờ. Thế nào, vừa thấy thanh niên chạy tới, Đường Chí Hổ vội vàng hỏi. Hỏi, lão Đường, tiểu tử này ngày mai liền khai trương. Gấp đến độ thực, xem ra là thực thiếu tiền a. Thanh niên đầy mặt ý cười. Ngày mai khai, Đường Chí Hổ nhìn Trương Huyền, cười lạnh một tiếng, ta làm hắn đời này đều khai không đứng dậy. Lần trước bị đoạt xe sự, Đường Chí Hổ báo cảnh, tới xử lý cảnh sát hỏi hắn xe ở đâu bị đoạt, làm hắn nói chi tiết thời điểm, Đường Chí Hổ ấp úng nói không rõ, rốt cuộc cùng ngày làm sự tình một chút đều không sáng rọi, thật nói ra, chính mình chỉ sợ cũng đến chọc một thân phiền toái, cuối cùng Đường Chí Hổ chỉ có thể ăn cái ám khuy, việc này không giải quyết được gì. Bất quá Đường Chí Hổ đương nhiên sẽ không liền như vậy tính, hắn đem chuyện này, từ đầu tới đuôi tính tới rồi Trương Huyền trên người. Đường Chí Hổ trong mắt mang theo âm ngoan thần sắc, còn khai công ty bảo an, ta rất muốn biết, đương ngươi này công ty bảo an bị người tạp, ngươi lấy cái gì khai đi xuống. Đường Chí Hổ nghĩ nghĩ, nếu muốn làm tiểu tử này, liền một chút đem hắn làm đến phiên không được thân. Đường Chí Hổ rối rắm nửa ngày, cuối cùng móc ra một chiếc điện thoại, đánh đi ra ngoài, uy, Long ca, là ta, Đường Chí Hổ, ta tưởng cầu ngài giúp một chút, ngài ngày mai có thể mang Thanh Diệp người tới một chuyến sao. Ở Đường Chí Hổ gọi điện thoại đồng thời. Ngân Châu Bệnh viện nội, một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh chung, Toàn Phong nằm ở trên giường bệnh, ngực vỡ vụn, làm hắn có đoạn thời gian yêu cầu tĩnh dưỡng. Bệnh viện phòng bệnh môn mở ra,
một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, xuất hiện ở cửa phòng bệnh, đi đến. Nằm ở trên giường Toàn Phong vừa thấy này trung niên nam nhân, vội vàng liền phải đứng dậy, nhưng xương ngực đau đớn, lăng là làm hắn không có lên. Được rồi, thương như vậy trọng, nằm xuống nói đi. Trung niên nam nhân đi đến Toàn Phong bên người, cầm lấy trên tủ đầu giường một cái quả táo, chậm rãi thức khởi ra tới, nói cho ta nghe một chút đi về hỏa tinh sự đi, người nói Ngân Châu Lâm thì có hỏa tinh. Đối, Toàn Phong gật đầu, lần trước cái kia tổ chức người tới, bắt cóc Lâm thị tổng tài Lâm Thanh Hạm, mục đích chính là hỏa tinh. Khẳng định sao, trung niên nam nhân đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào quả táo thượng. Khẳng định, tuyệt đối khẳng định, Toàn Phong thực tự tin đáp, lúc ấy cái kia tổ chức người mới vừa cho ta nói xong hỏa tinh sự, đã bị Trương Huyền cấp diệt khẩu. Trương Huyền lại là ai? Lâm thị tổng tài lão công, hắn có vài phần thực lực, chúng ta này chi tiểu đội, không phải đối thủ của hắn. Toàn Phong ánh mắt hơi hơi có chút ảm đạm. Ha ha, trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng, thực lực, ở lưỡi dao sắc bén trước mặt, không ai dám để thực lực. Hảo, người an tâm dưỡng bệnh đi, lần này hỏa tinh tới tay, các người này chi tiểu đội mọi người, đều nhớ công lớn. Toàn Phong nghe được lời này, ánh mắt lộ ra vui mừng, cảm ơn Trình phó đội. Toàn đầu gió trung Trình phó đội, cũng chính là cái này trung niên nam nhân, tên là Trình Thiếu, chính là toàn bộ lưỡi dao sắc bén đại đội phó đội trưởng, trưởng quản cả nước sở hữu lưỡi dao sắc bén phân đội nhỏ. Lưỡi dao sắc bén giữa, thực hành nghiêm hai phó thức, Trình Thiếu ở lưỡi dao sắc bén địa vị, có thể nói là một người dưới, vạn người phía trên. Được rồi, hôm nay ta tới sự tình, không cần cấp bất luận kẻ nào nói, minh bạch sao. Trình Thiếu nhìn mắt Toàn Phong, ở trong mắt hắn, mang theo nồng đậm hàn ý. Ở nhìn đến Trình Thiếu này ánh mắt nháy mắt, Toàn Phong cả người lông tơ đều không khỏi lập lên, liên tục gật đầu, minh bạch. Minh bạch. Hảo, người dưỡng bệnh. Trình Thiếu đem thước tốt quả táo phóng tới Toàn Phong đầu giường, theo sau đi rồi hai bước, đột nhiên vung tay, cũng không quay đầu lại vứt ra một phen thước ra đao. Này thước ra đao mang theo một cổ phá tiếng gió, thẳng tắp chát trên đầu giường quả táo thượng. Toàn Phong nhìn kia đầu giường quả táo, hung hăng nuốt khẩu nước bọt. Trình Thiếu đi ra bệnh viện phòng bệnh, cúi đầu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, Lâm thị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 660 Thanh Diệp lớn như vậy bộ tịch. Mấy ngày nay thời gian, bí thư Lý đã cùng Giang Tĩnh liên hệ, hơn nữa an bài người đem hàng thành an bảo buôn bán giấy chứng nhận làm xuống dưới. Trương Huyền tìm được Lâm Thanh Hạm. Nói cho nàng chính mình tính toán ở nàng công ty an bài một ít nhân thủ. Trực tiếp biên an bảo chức là được. Lâm Thanh Hạm hỏi Trương Huyền, người công ty khai đi lên. Trương Huyền cười một cái, hôm nay mới vừa trang hảo, tính toán ngày mai buôn bán. Yêu cầu ta mang những người này đi cho người cổ động sao? Lâm Thanh Hạm cười nói. Không cần, không cần. Trương Huyền liên tục xua tay, người dẫn người cổ động, ta cũng không dư thừa người cấp an bài A. Này 300 người bảo hộ các người ta đều cảm thấy không đủ đâu. Lâm Thanh Hạm che miệng trộm nhạc. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Trương Huyền ôm một khối viết có hàng thành an bảo 4 chữ bảng hiệu, đi đến chính mình cái kia buôn bán trước cửa phòng. Bảng hiệu là gỗ đào chế thành, vừa vặn cùng hoa hạ phong trang hoàng phong cách xứng đôi. Trương Huyền đi vào công ty trước cửa, mở ra cửa phòng, này chung quanh trụ đều là người thường, vì tránh cho khiến cho không cần thiết chú ý. Trương Huyền vẫn là tìm trương ghế dựa, đạp lên ghế trên, đem bảng hiệu an đi lên. Ha ha, này liền khai trương. Một đạo tiếng cười to, từ một bên truyền đến. Trương Huyền mới vừa quải hảo bảng hiệu, còn không có từ ghế trên xuống dưới, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái dáng người kiện thạc trung niên nam nhân đứng ở chính mình phía sau. Con báo đầu, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn người tới, đúng là Lâm Xuyên phụ thân, nguyên bản Thanh Diệp nhị đương gia, con báo đầu. Hiện tại lôi công thoái vị, đem Thanh Diệp giao cho Hàn Ôn Nhu, Hàn Ôn Nhu lại trực tiếp đương nổi lên phủi tay trưởng quầy, ném cấp Trương Huyền cũng thuận theo tự nhiên đem Thanh Diệp giao cho con báo đầu trưởng quản, có thể nói, hiện tại Thanh Diệp đương ra, chính là con báo đầu. Ha ha, ta nói như thế nào cũng là ngươi nhị cô phu, ngươi lão kêu ta trên đường danh hào không hào đi. Con báo đầu nói, Trương Huyền bĩu môi, ta sợ ta kêu nhị cô phu, ngươi không tiếp thu được. Con báo đầu cười cười, người nói cũng đúng, vẫn là con báo đầu nghe dễ nghe một chút, Tiểu Xuyên nghe hắn tỉ nói ngươi chuẩn bị khai công ty, ta còn suy nghĩ đến xem có hay không có thể hỗ trợ địa phương, kết quả ngươi nhanh như vậy liền giữ cửa bài đều treo lên, như thế nào, hôm nay khai trương. Ân,
Trương Huyền gật đầu, nói giỡn nói, sớm một chút khai trương đi, rốt cuộc nam nhân sao, nhiều ít đến có điểm chính mình sự nghiệp, bằng không còn lão bị người trở thành ăn cơm mềm a. Ngươi nếu là ăn cơm mềm, trên thế giới này liền không cái nào nam nhân là dựa vào chính mình. Con báo đầu lắc lắc đầu, chỉ chính mình phía sau, mới vừa xem ngươi tại đây treo thẻ bài, liền từ bên cạnh đính hai cái lãng hoa, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, khai trương đại cát. Đa tạ, Trương Huyền nhìn mắt con báo đầu phía sau, kia nơi nào là hai cái lãng hoa, phân biệt là hai viên tươi tốt cây thường xanh sao, ngụ ý phi thường không tồi, Trương Huyền cũng không cự tuyệt con báo đầu hảo ý, từ ghế trên nhảy xuống, đi qua đi, một tay một chậu, trực tiếp đem mỗi bồn trọng đạt 300 cân cây thường xanh lấy lên, nhẹ nhàng đi vào công ty giữa. Con báo đầu nhìn Trương Huyền kia nhẹ nhàng động tác, hít hà một hơi, hắn đến bây giờ đều có chút bội phục chính mình trước kia dũng khí, dám cùng người như vậy đối nghịch. Khoảng cách Trương Huyền công ty không xa đường Chí Hổ, vẻ mặt cười lạnh nhìn Trương Huyền nơi này, theo sau đi đến chính mình công ty trên lầu, cung kính hướng đang ngồi ở trên sofa hai người nói, Long ca, Hổ ca, người nọ tới. Bị đường Chí Hổ gọi Long ca cùng Hổ ca hai người, từ trên sofa đứng dậy, vỗ vỗ quần áo. Bị gọi Hổ ca người có 1m6, vẻ mặt hung ác, mà Long ca, kia cả người bạo khởi cơ bắp, làm người xem một cái liền sẽ trong lòng e ngại. Này Long ca cùng Hổ ca hai người, đúng là thanh diệp tay đấm, lúc trước dưới mặt đất hầm rượu cùng người đánh hắc quyền hai người, Hổ ca lúc trước còn cùng Trương Huyền khởi quá xung đột, nguyên bản có hy vọng có thể lên làm xã đoàn 4 bắt tay Long ca, cuối cùng trở thành một cái bình thường tiểu đệ, nhìn xem bãi. Hổ ca nhìn mắt đường Chí Hổ, mở miệng nói, người khác tới, ngươi chuẩn bị tốt đồ vật đâu. Tại đây, tại đây, đường Chí Hổ cười ha hả lấy ra một cái vali xách tay, đương cái dương mở ra. Bên trong phóng một sấp trăm nguyên tiền lớn. Đường Chí Hổ cúi đầu khom lưng nói, Long ca, Hổ ca, nơi này tổng cộng là 100 vạn, thỉnh các ngươi vui lòng nhận cho. Hành, tính ngươi có điểm ánh mắt, Hổ ca vỗ vỗ đường Chí Hổ mặt, theo sau đi nhanh hướng dưới lầu đi đến, hôm nay việc này, liền giao cho chúng ta, tiền trước thả ngươi này, sự thành lại đến lấy. Đa tạ, đa tạ, đường Chí Hổ liên tục khom lưng, tuy rằng lần này thỉnh hai người tới hoa 100 vạn, làm hắn cảm thấy thịt đau, nhưng tuyệt đối là đáng giá, hiện tại đường Chí Hổ là này phố duy nhất công ty bảo an, nếu lại thêm một cái, sinh ý khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, 1-2 năm thời gian, hao tổn tuyệt đối không đáng giá 100 vạn, huống chi, đường Chí Hổ hiện tại đối Trương Huyền ý kiến rất lớn, có thể làm thanh diệp hai vị đại ca ra tay giáo huấn một chút, lại dùng nhiều mười mấy vạn đều đáng giá. Long ca cùng Hổ ca đi ra đường Chí Hổ môn cửa hàng, đường Chí Hổ theo ở phía sau. Vẻ mặt đắc ý nhìn Trương Huyền môn cửa hàng, đồng thời móc di động ra, chuẩn bị ghi hình, đây chính là thanh diệp đại ca, làm ngươi còn không phải nhẹ nhàng. Đường Chí Hổ giờ phút này đều có thể nghĩ đến từ Trương Huyền kia vẻ mặt hoảng loạn cùng xin tha bộ dáng. Hai người công ty cách xa nhau không xa, Long ca cùng Hổ ca hai bước liền đi tới. Trương Huyền nâng hai bồn cây thường xanh, ở công ty lầu hai bên này nhìn xem, bên kia nhìn nhìn, rối rắm phóng tới nào. Con báo đầu thấy Trương Huyền bưng hai bồn thụ liền cùng cầm hai cái bao ni lông giống nhau nhẹ nhàng, liền buông xuống ý tứ đều không có khi, càng thêm bội phục chính mình trước kia dũng khí. Con báo đầu hướng Trương Huyền nói, vậy ngươi trước vội, ta liền đi trước, xã đoàn còn có một đống sự muốn xử lý. Con báo đầu đi đến lầu một, vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo mắng to thanh. Thảo, ai hắn sao làm ngươi tại đây khai công ty, cho chúng ta thanh diệp nói sao? Này mắng to thanh rành mạch truyền tiến con báo đầu trong tai. Vừa nghe thanh diệp hai tự, con báo thủ lĩnh còn không có lộ diện, theo bản năng ra tiếng hỏi, như thế nào, khai công ty còn phải cho các ngươi thanh diệp hội báo sao? Ngoài cửa Hổ ca cùng Long ca nghe thanh âm này có điểm quen tai, nhất thời lại nghĩ không ra, cũng không để ý, Hổ ca lớn tiếng trả lời, này phố, vẫn luôn là ta thanh diệp nói tính, chúng ta không đồng ý ngươi khai, ai hắn sao dám khai? À! Con báo đầu hừ lạnh một tiếng, ta như thế nào trước nay cũng không biết, thanh diệp có lớn như vậy bộ tịch. Hổ ca vừa nghe, đương trường mắng, người hắn sao? Ta hắn sao làm sao vậy? Con báo đầu thân ảnh, từ Trương Huyền công ty cửa xuất hiện. Đứng ở công ty cửa Long ca cùng Hổ ca nhìn đến con báo đầu, đột nhiên sửng sốt, cơ hồ đồng thời, hai người sắc mặt một mảnh trắng bệch, hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch, thanh âm này vì sao quen tai. Nguyên bản kiêu ngạo Hổ ca. Nhìn con báo đầu, run run rẩy rẩy không dám mở miệng, theo bản năng liền hướng Long ca phía sau trốn đi.
nhị, nhị đương gia, Long Ca gian nan nuốt nước miếng. A Long, người này lá gan không nhỏ a, ta liền nói gần nhất ta Thanh Diệp thanh danh như thế nào kém như vậy, hợp lại tất cả đều là ngươi làm. Chương 661 này không tính xong. Nhị đương gia, ta, Long Ca há miệng thở dốc, hắn ở người khác trước mặt dám kiêu ngạo, nhưng ở con báo đồ trang sức trước, lấy không ra một chút ngạo khí tới. Muốn nói dĩ vãng, Long Ca ở Thanh Diệp, địa vị vẫn là rất cao, lúc trước Long Ca, được xưng là Thanh Diệp đệ nhất cao thủ, chẳng sợ con báo đầu, đều cùng hắn vô pháp so sánh với, này cũng làm Long Ca thanh danh, ở Thanh Diệp không ai sánh bằng, chính hắn, đều đem chính mình coi như Thanh Diệp tứ đương ra tới nhìn. Nhưng lần đó ngầm tử trang cùng hắc lôi lồng sắt lôi đài, làm Long Ca minh bạch, chính mình này lại lấy kiêu ngạo thực lực, ở Thanh Diệp cái gì đều không phải, Thanh Diệp giữa, có siêu cấp cao thủ tọa chấn. Con báo lần đầu thân nhìn thoáng qua, nơi này sự, cũng không có kinh động trên lầu Trương Huyền, hiện tại phát sinh, cũng chỉ có thể xem như cá nhân vấn đề mà thôi, nếu kinh động Trương Huyền, liền không phải tưởng như thế nào giải quyết liền như thế nào giải quyết. Nhanh lên lăn, con báo diện mạo sắc không vui đối hai người nói. Long Ca cùng Hổ Ca không dám có một khắc dừng lại, đừng nói Đường Chí Hổ chỉ cho 100 vạn, chính là cấp 1000 vạn, hai người bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch con báo đầu ý tứ. Ở Ngân Châu, Thanh Diệp tưởng làm chết chính mình hai, dễ như trở bàn tay. Đường Chí Hổ bản thân đã lấy ra di động, chuẩn bị chụp được một màn này trò hay, nhưng hắn trong tưởng tượng trò hay còn không có bắt đầu, liền thấy Long Ca cùng Hổ Ca hai người, thấy quỷ giống nhau rời đi. Chạy xa Long Ca cùng Hổ Ca hai người, còn không rõ ràng lắm con báo đầu là cứu chính mình hai người một mạng, hai người bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy đen đủi, này tiếp cái sống, sao liền vận khí như vậy bối. Gặp phải con báo đầu đâu, này mặt sau còn không biết xử lý như thế nào chính mình hai người đâu. Hổ Ca ánh mắt khói mù lấy ra di động, trực tiếp bắt thông Đường Chí Hổ điện thoại. Giờ phút này Đường Chí Hổ đúng là đầy mình nghi hoặc, đột nhiên nhận được Hổ Ca điện thoại. Uy, Hổ Ca, ngài. Đường Chí Hổ, người hắn sao, quả thực chính là cái tang môn tinh. Hổ Ca tiếng gầm gừ vang lên. Hổ Ca rít gào làm Đường Chí Hổ trong lòng cực độ khó chịu. Nhưng trong giọng nói không dám biểu hiện ra mảy may, chỉ phải thật cẩn thận nói, Hổ Ca, này, ta không rõ, không rõ, không phải ngươi, lão tử có thể gặp phải nhị đương gia. Thảo, lão tử lần này cần ra gì vấn đề, bắt ngươi là hỏi. Hổ Ca nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đường Chí Hổ nghe trong điện thoại vội âm, khí ngực phập phồng, đồng thời trong lòng nghi hoặc cũng hiểu rõ, khó trách kia hai người chạy nhanh, nguyên lai là Thanh Diệp nhị đương gia tại đây. Chính là, hắn sao việc này có thể quái đến trên người mình. Đường Chí Hổ nghe nói qua, gần nhất Thanh Diệp đang ở chậm rãi truyền hình, rất nhiều chuyện đều không thể làm. Đường Chí Hổ rất xa thấy Thanh Diệp nhị đương ra rời đi Trương Huyền công ty, hắn cho rằng Trương Huyền là vận khí tốt, vừa vặn Thanh Diệp nhị đương ra đi ngang qua, đụng tới chuyện này, hắn ánh mắt âm trầm thấp giọng nói, tiểu tử, tính mạng ngươi hảo, bất quá ngươi đừng tưởng rằng việc này liền tính. Đường Chí Hổ một bên lầm bầm lầu bầu, một bên lại móc di động ra, uy, ca mấy cái, hôm nay đến phiền toái các ngươi giúp đỡ, có cái không biết trời cao đất dày tiểu tử, phiền toái các ngươi tới giáo huấn một chút. Đường Chí Hổ nói xong, đem điện thoại cắt đứt, cũng may chính mình không ngừng làm một tay chuẩn bị, kia Thanh Diệp người còn không có đem tiền lấy đi, chính mình cũng không có cái gì tổn thất, dù sao, hôm nay khẳng định không thể làm tiểu tử này tùy tùy tiện tiện liền khai trương. Trương Huyền đem kia hai bồn hoa dọn xong, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngoài cửa Long Ca cùng Hổ Ca hai người phát ra ra động tĩnh, cũng không có tránh được Trương Huyền lỗ tai, chỉ là Trương Huyền không nghĩ đi cùng hai người bọn họ nhiều so đo cái gì, đơn giản làm bộ cái gì cũng không biết, làm con báo đầu đi xử lý. Trương Huyền nhìn thấy bên ngoài sự đã giải quyết, đánh ra cái điện thoại, làm điều đến Ngân Châu tới 300 người, đến công ty nội thống nhất tiến hành công nhân đăng ký. Uy, có hay không người a? Này công ty ai a? Công ty lầu 1, truyền đến một đạo tiếng quát. Trương Huyền đi xuống lâu, nhìn đến một cái thủ đoạn mang kim biểu trung niên mập mạp, chính vẻ mặt không kiên nhẫn gõ quầy, thấy Trương Huyền xuống dưới, này mập mạp lộ ra một bộ coi khinh biểu tình, người chính là này lão bản. Ân, làm sao vậy? Trương Huyền gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, người này công ty bảo an có cái gì nghiệp vụ, cho ta một năm một mười liệt kê ra tới, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là nói không hảo, chọc đến ta không vui, ngươi hôm nay nhưng hảo quá không được. Mập mạp một bộ đại gia bộ dáng, hướng lầu một trên sofa ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Này mập mạp bộ dáng, chính là cái ngốc tử,
cũng có thể nhìn ra tới hắn là tìm phiền toái. Trương Huyền mày nhăn lại, ta này không có nghiệp vụ, cút đi. Mập mạp nguyên bản trong đầu, đang nghĩ ngợi tới nên dùng nói cái gì tới tìm phiền toái, kết quả vừa nghe Trương Huyền lời này, tức khắc sửng sốt, hắn sao cũng chưa nghĩ đến, này người trẻ tuổi có thể nói thẳng ra cút đi hai chữ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mập mạp có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Ta nói cút đi, không nghe minh bạch, Trương Huyền khó chịu nói. Thảo, tiểu tử, người hắn sao biết lão tử là ai sao? Lão tử là Trung Khánh Thương Vụ, người làm lão tử cút đi. Mập mạp nói ra Trung Khánh Thương Vụ bốn chữ thời điểm, trong mắt rất là tự hào. Trương Huyền bĩu môi, ta quản ngươi là nào, cút đi. Ngươi, mập mạp một phách sofa tay vịn, đột nhiên đứng lên. Ta làm sao vậy? Trương Huyền mặt mang tươi cười nhìn mập mạp, ngươi còn tưởng đối ta động thủ không thành. Động thủ, mập mạp nhìn hạ Trương Huyền dáng người, tự nhận chính mình động thủ tuyệt đối chiếm không đến cái gì chỗ tốt, hắn hừ lạnh một tiếng, đánh ngươi, đó là ô uế lão tử tay. Mập mạp nói xong, vung tay đi ra môn. Lúc này Trương Huyền công ty trước cửa, đứng không ít người, có mười mấy cái, những người này thống nhất mở ra Land Rover xe, xe liền ngừng ở ven đường, suốt một loạt, nhìn qua phi thường có khí thế, vừa thấy mập mạp đi ra, những người này lập tức hỏi. Thế nào? Này công ty hành sao? Có đáng tin? Mập mạp ánh mắt nhìn quét một vòng, oán hận nói, hành cái rắm. Liền hắn này công ty, bạch cấp lão tử tiền, lão tử đều sẽ không từ hắn này thỉnh người. Ngoài cửa những người đó cũng không hỏi phát sinh cái gì, thấy mập mạp nói như vậy, sôi nổi mở miệng. Kia xem ra chính là cái trên danh nghĩa công ty bảo an, không điểm cái gì thực lực, liền này cũng dám khai công ty bảo an. Cái gì trên danh nghĩa công ty bảo an a, chính là cái rác rưởi công ty. Thảo, rác rưởi an bảo, tên này có thể a. Ha ha ha, về sau đã kêu này rác rưởi an bảo đi. Ngoài cửa những người này, thanh âm rất lớn. Một chút liền khiến cho rất nhiều người chú ý, một ít đi ngang qua người, cũng dừng lại, nhìn náo nhiệt. Trương Huyền mở ra công ty môn, dọn trương chiếc ghế ngồi vào cửa tới, đối mặt cửa những người này nói, liền cùng không nghe được giống nhau, chờ chính mình người tới đưa tin. Tiểu tử, người nói người này rác rưởi an bảo, có người tới người này thỉnh người sao? Một người lưu trữ đầu chọc, trên đầu đều là xăm mình tráng hán hỏi, người này sẽ không đều là một đám yếu đuối mong manh gà con đi. Chương 662 ai dám cùng hắn hợp tác? Một đám người thấy Trương Huyền, kêu càng hung. Gà con, ha ha ha, ta xem cũng giống. Tới tới tới, chụp mấy chương chiếu, ca mấy cái lại tuyên truyền một chút, nhìn xem ai tới hắn này thỉnh người. Không tồi, tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, người kiên cường tư bản là cái gì? Vừa mới cái kia mang kim biểu mập mạp hướng Trương Huyền nói, liền lão tử Trung Khánh Thương Vụ đều không bỏ ở trong mắt. Lão tử làm ngươi ở Ngân Châu hỗn không đi xuống, có biết hay không, lão tử chỉ cần một câu, toàn bộ Ngân Châu, không có bất luận cái gì một cái xí nghiệp, sẽ từ ngươi này thỉnh người. Kim biểu mập mạp vẻ mặt tự tin. Hôm nay, lão tử liền đem lời nói thả ra đi, ai về sau dám đến này chó má hằng thành an bảo thỉnh người, chính là cùng chúng ta Trung Khánh Thương Vụ không qua được. Chúng ta thành định khoa học kỹ thuật cũng sẽ không cùng loại người này hợp tác. Hàng Thiệu Mậu Dịch cũng là. Bên ngoài từng đạo thanh âm, nhường đường quá rất nhiều người đều ở tò mò, nhà này công ty rốt cuộc sao hồi sự. Đường Chí Hổ ngồi ở chính mình công ty trước cửa, nhìn Trương Huyền công ty cửa phát sinh hết thảy, không ngừng cười lạnh. Những người này, chính là hắn tìm tới, mục đích chính là ở Trương Huyền khai trương ngày đầu tiên, liền đem hắn bôi đen, làm hắn này sinh ý vô pháp làm đi xuống, trải qua như vậy một nháo, đại gia lại ở trong vòng lấy tuyên truyền, hắn này công ty bảo an liền tính có thể khai đi xuống. Cũng tuyệt đối đừng nghĩ có cái gì sinh ý. Đứng ở Trương Huyền công ty cửa một đám người, mỗi người trên mặt mang theo ngạo khí, kêu ai muốn dám cùng cái này hằng thành an bảo hợp tác, ai từ nay về sau liền không phải chính mình bằng hữu, một bộ Ngân Châu ta lớn nhất bộ tịch. Trên phố này, còn lại một ít thương gia cũng đi ra, đương xem náo nhiệt giống nhau nhìn Trương Huyền công ty cửa phát sinh sự. Tiểu tử này, chọc lão đường, đừng nghĩ tại đây con phố hỗn đi xuống. Tên kia cấp đường Chí Hổ mật báo thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ai, một người tuổi hơi chút đại chút nam nhân thở dài, ta nói, đại gia môn cửa hàng khai ở bên nhau, cũng là duyên phận, làm buôn bán chú ý một cái hỏa khí sinh tài, các ngươi làm chuyện lớn như vậy ra tới, sẽ không sợ đá đến ván sắt. Ván sắt, thanh niên khinh thường cười, người cảm thấy tiểu tử này, sẽ là ván sắt.
hãy chờ xem, hắn này công ty, tuyệt đối khai không đứng dậy, nếu là ta gặp được loại sự tình này, cũng chưa mặt tại đây đãi đi xuống. Tuổi đại chút nam nhân lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Trương Huyền công ty cách vách phụ nữ trung niên, dẫn theo hai cái lãng hoa đi tới, nhìn đến Trương Huyền công ty trước cửa nhiều người như vậy, bước chân có vẻ có chút nhút nhát. Cái kia, tiểu tử, mới vừa nghe nói người hôm nay khai trương, sinh. Sinh ý thịnh vượng a. Phụ nữ trung niên nhìn thấy cửa nhiều như vậy người, nói chuyện thanh âm đều có chút phát run. Trương Huyền cười cười, từ trên ghế đứng lên, đi đến phụ nữ trung niên trước người, đem kia hai cái lãng hoa tiếp nhận, đại tỷ, đa tạ ngươi a. Không, không có việc gì, phụ nữ trung niên chiều đám kia người nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn hay không ta giúp ngươi. Phụ nữ trung niên chỉ chính mình di động, ở phụ nữ trung niên di động thượng, có đã đưa vào tốt báo nguy điện thoại, ý tứ thực rõ ràng, nếu Trương Huyền yêu cầu, nàng có thể hỗ trợ báo nguy. Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, không có việc gì đại tỷ. Hiện tại trường hợp này, căn bản là không bị Trương Huyền đặt ở trong mắt, huống hồ hắn này công ty làm ra tới, bản thân liền không phải làm buôn bán. Kia kim biểu nam nhân bước nhanh đi tới, liếc mắt phụ nữ trung niên, ta nói. Hắn này sinh ý còn có thể thịnh vượng. Mau đem ngươi lãng hoa để đi. Kim biểu nam nhân ánh mắt, dọa phụ nữ trung niên nhảy dựng, phụ nữ trung niên theo bản năng lui về phía sau hai bước, cấp Trương Huyền nói, tiểu huynh đệ, kia. Ta đây liền đi trước, ngươi vội a. Phụ nữ trung niên vừa ly khai vài bước, một đạo chúc mừng tiếng vang lên. Chúc mừng Trương Tiên Sinh, chúc mừng Trương Tiên Sinh, chúc Trương Tiên Sinh sinh ý thịnh vượng. Này một đạo chúc mừng thanh vang lên. Làm kim biểu nam nhân chờ một đám người, đồng thời chiều phát ra âm thanh người nhìn lại, chính mình đám người mới vừa nói ra ai dám cùng này Hằng Thành Thương Mậu hợp tác chính là không cho bọn họ mặt mũi nói, hiện tại liền có người tới chúc mừng, này hoàn toàn là cùng chính mình đám người không qua được sao. Một người ăn mặc tây trang trung niên nam nhân, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, nhìn đến cái này tây trang thân ảnh, Trương Huyền cũng có chút nghi hoặc, hắn trong ấn tượng không có như vậy một người a. Tây trang trung niên mang theo một bộ mắt kính, trong tay cầm một khối viết có sinh ý thịnh vượng bốn chữ bảng hiệu. Thảo, bốn mắt, người hắn sao ai a? Kim biểu nam nhân khó chịu hỏi một câu. Ta là Tôn Sùng là phát triển công ty hữu hạn. Tây trang trung niên trả lời một tiếng, cầm bảng hiệu, đi đến Trương Huyền trước mặt. Trương tiên sinh, lần trước y học giao lưu hội, chúng ta lão bản phi thường kính nể ngài nhân phẩm. Ngài kia một câu chỉ mong thế gian người vô bệnh, di tích giá thượng dược sinh trần. Khiến cho chúng ta lão bản cực đại cộng minh, hắn đem ngài lập làm người sinh cọc tiêu, này bảng hiệu tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng lại đại biểu một phần tâm ý. Trương Huyền gật gật đầu, thay ta đa tạ các ngươi lão bản. Này người khác tới tặng lễ, Trương Huyền cũng không có không thu làm người đi đạo lý. Trương Huyền này một câu nói lời cảm tạ, làm tây trang trung niên trên mặt tràn ngập vui mừng. Ta nói, các ngươi này cái gì Tôn Sùng là phát triển công ty hữu hạn. Là không nghĩ ở Ngân Châu lăn lộn đúng không? Kim biểu nam nhân bước nhanh đi tới, ta nói cho ngươi, ai hắn sao dám cùng tiểu tử này có hợp tác, chính là cùng chúng ta Trung Khánh Thương Vụ công ty không qua được. Trung Khánh Thương Vụ là thứ gì? Tây trang trung niên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không nghe nói qua, rất có danh khí sao? Trên thực tế, này Trung Khánh Thương Vụ công ty, ở Ngân Châu, thật là có không nhỏ danh khí, gần 100 triệu tài sản, trong ngành cũng coi như là trung thượng đẳng. Tây trang trung niên cũng là nghe nói qua, chẳng qua này Trung Khánh Thương Vụ cùng Lâm Thị so sánh với, vậy thật sự là quá không chớp mắt. Kim biểu nam nhân vừa thấy tây trang trung niên bộ dáng này, tức khắc giận dữ, bốn mắt, ngươi tin hay không lão tử một chiếc điện thoại, là có thể cho các ngươi công ty phá sản. Tây trang trung niên lắc lắc đầu, ngươi có thể thử xem. Hành, ngươi hắn sao không cho lão tử mặt mũi đúng không, ngươi liền cấp lão tử chờ hảo. Kim biểu nam nhân duỗi tay chỉ vào tây trang trung niên mũi, quát lớn. Tây trang trung niên không sao cả nhún vai, đi nhanh rời đi. Tây trang trung niên mới vừa đi, ở kim biểu nam nhân bọn họ phía sau, vang lên một trận loa thanh. Hắn sao, chó ngoan không cản đường, đều hắn sao đứng ở này làm gì đâu. Cút cho ta một bên đi. Cùng với này trận loa thanh, một trận tiếng quát mắng vang lên. Này tiếng quát mắng. Làm vây quanh ở Trương Huyền công ty cửa kim biểu nam nhân nhóm người này, đồng thời quay đầu lại. Ngươi hắn sao, kim biểu nam nhân mới vừa mắng một nửa, thanh âm đột nhiên ngừng, bởi vì hắn nhìn đến, kia trận loa thanh, là từ một chiếc Rolls Royce thượng truyền đến. Ta hắn sao làm sao vậy? Một người thanh niên,
từ Rolls-Royce ghế sau nhô đầu ra. Kim biểu nam nhân nguyên bản kiêu ngạo sắc mặt, vừa thấy thanh niên, lập tức trở nên tất cung tất kính, nguyên lai là Chu Thiếu A. Chương 663 sinh ý thịnh vượng. Vứt bỏ Lâm thị không đề cập tới, ngang trời xuất thế Triệu thị tuy rằng cường đại, nhưng tồn tại thời gian quá ngắn, Chu thị trừ bỏ ở Lâm thị trước mặt có vẻ thấp nhất đẳng ngoại, ở những cái đó tiểu xí nghiệp giữa, tuyệt đối là đại ca đại cấp bậc tồn tại, bao gồm Chu tự bản nhân, cũng là một cái thật thật tại tại nhị thế tổ, ở gặp được Trương Huyền lúc sau tuy rằng thu liễm rất nhiều, nhưng ở kia phía trước, có thể nói là hoành hành ngang ngược, ở kim biểu nam nhân những người này trong mắt, càng là uy vọng 10 phần. Chu tự tài xế vì Chu tự mở cửa xe, Chu tự từ xe sau đi xuống. Chu tự hướng kim biểu nam nhân vẫy vẫy tay, kim biểu nam nhân vội vàng cúi đầu khom lưng chiều Chu tự chạy chậm qua đi, bồi một trương gương mặt tươi cười hỏi, Chu thiếu, có gì phân phó? Có gì phân phó? Chu tự nheo lại đôi mắt, theo sau giơ lên bàn tay, một cái tát chiều đến kim biểu nam nhân trên mặt. Này một cái tát chiều thanh âm thanh thúy, kim biểu nam nhân che lại chính mình sườn mặt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Chu tự. Biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Chu tự hừ lạnh một tiếng, hỏi. Không biết, còn thỉnh Chu thiếu báo cho. Kim biểu nam nhân thấp hèn đầu. Chu tự nâng lên chân, một chân thật mạnh đá vào kim biểu nam nhân trên bụng, thảo ngươi sao? Đánh ngươi đều là nhẹ. Chu tự này một chân, cấp kim biểu nam nhân đá liên tục lui về phía sau vài bước, quăng ngã ngồi dưới đất. Nhìn Chu tự động thủ, những cái đó phía trước cùng kim biểu nam nhân cùng nhau kêu gào. Có loại ngân châu ta lớn nhất khí thế người, giờ phút này liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút, tất cả đều thật cẩn thận nhìn Chu tự, đồng thời trong lòng suy đoán, Chu thiếu vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hỏa. Chu tự đá phiên kim biểu nam nhân sau, thu liếm chính mình trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, đi đến chính mình xe bên, từ cốp xe lấy ra hai cái tử lụa đỏ bố che lại hộp, bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, đi vào Trương Huyền trước người, mở miệng nói, Trương tiên sinh, hôm nay vừa mới biết ngài khai trương. Chuẩn bị không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi. Chu tự đem lụa đỏ bố xốc lên, một cái hộp giữa, phóng một con kim long, từ vàng dòng điêu khắc, mà một cái khác hộp, là một con sinh động như thật phượng hoàng, từ thượng đẳng mỹ trạm ngọc khắc mà thành. Trương tiên sinh, này kim long ngọc phượng, là ta phía trước cố ý thỉnh đỉnh cấp đại sư điêu khắc ra tới, lần này một vì chúc mừng Trương tiên sinh ngài khai trương đại cát, nhị là vì cảm tạ Trương tiên sinh phía trước đề điểm, nếu không phải ngài. Chỉ sợ cũng không có Chu thị. Chu tự nói để điểm sự, chính là mấy ngày trước các xí nghiệp lớn tranh mua Triệu thị cổ phiếu sự. Ha ha, người kêu ta thanh tiên sinh, ta cũng không thể nhìn ngươi Chu thị liền như vậy biến mất. Trương Huyền gật gật đầu. Đa tạ Trương tiên sinh, Chu tự trên mặt vui vẻ, hướng phía sau phất phất tay, tới, đem đồ vật bỏ vào đi. Chu tự tài xế vội vàng đi lên trước tới, tiếp nhận kia đối kim long ngọc phượng. Chu tự đối Trương Huyền thái độ, làm kim biểu nam nhân một chúng, mở to hai mắt nhìn, Chu tự là ai, bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá, đây chính là ngân châu lớn nhất nhị thế tổ A, kia tuyệt đối không sợ trời không sợ đất, thủ hạ một đám tay đấm, càng là hoành hành ngang ngược, liền thanh diệp đều đến lễ nhượng ba phần, lúc này thế nhưng cùng như vậy một cái tiểu tử khách khách khí khí, còn một ngụm một cái ngài kêu, hơn nữa xem tiểu tử này, một chút đều không để bụng Chu thiếu. Bị Chu tự đá phiên trên mặt đất kim biểu nam nhân luống cuống tay chân bò dậy, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Cùng kim biểu nam nhân cùng nhau những người này, cũng đều cảm giác không khí có chút phát lạnh, một ít người, thậm chí đều bắt đầu sinh ra phải đi ý tưởng. Đang lúc những người này ở suy đoán Trương Huyền thân phận thời điểm, cách đó không xa, lại có một đạo thanh âm vang lên. Phía trước kia chiếc lao tư, là Chu thị xe đi, đừng chống đỡ. Chạy nhanh cấp làm một chút. Thanh âm này một vang, kim biểu nam nhân đám người đồng thời cả kinh, này ai a, dám cùng Chu thị nói như vậy. Ở bọn họ nghĩ đến, Chu tự tuyệt đối sẽ trực tiếp mắng to trở về, kết quả, liền thấy Chu tự thực khách khí trả lời, hiện tại liền di, hiện tại liền di. Chu tự tài xế mới vừa cầm lễ vật vào cửa, Chu tự không dám chần chờ, tự mình chạy đến điều khiển vị thượng, đem xe khai đi. Mặt sau, là mấy chiếc Audi A6. Này mấy chiếc xe chậm rãi xử đến Trương Huyền công ty trước cửa, cửa xe mở ra. Liền thấy cuối cùng một chiếc Audi A6 thượng, một người dáng người cao gầy, thân xuyên màu đỏ rực áo gió nữ nhân đi xuống tới, nữ nhân có một đầu tóc dài, tinh xảo ngũ quan không thể bắt bẻ. Sinh ý thịnh vượng, ta cũng vừa rồi nghe rõ hạm nói người hôm nay khai trương, liền đưa hai cái bồn cảnh đi. Audi trên dưới tới nữ nhân,
đúng là Tần Nhu. Này lại ai a? Kim biểu nam nhân nhìn đến Tần Nhu đám người, nhỏ giọng toái toái thì thầm, hắn ở kỳ quái, đây là cái nào công ty người, vừa mới dám như vậy cùng Chu Thị nói chuyện. Là Hằng Viễn người, Kim biểu nam nhân bên người một người, nhíu mày, ta nhận thức nữ nhân này, đúng là Hằng Viễn thương mậu tổng tài, Tần Nhu. Hằng Viễn thương mậu, Kim biểu nam nhân một chút không có nhịn xuống, kinh hô ra tới, gần nhất Hằng Viễn thương mậu thanh danh, thật sự là quá thịnh, vốn là bắt được duy nhất một cái mậu dịch thông đạo, hiện tại lại truyền ra cùng Lâm Thị hợp tác, tuyệt đối là Ngân Châu đầu sỏ chi nhất. Như vậy một tin tức, làm Kim biểu nam nhân mày nhăn càng khẩn, hắn tưởng không rõ, liền tại đây khai cái tiểu công ty bảo an người, như thế nào cùng Hằng Viễn thương mậu còn có Chu Thị này hai cái đầu sỏ có liên hệ. Tần Tổng, phiền toái đưa xong rồi, cũng cho chúng ta vào đi thôi. Một đạo thanh thúy thanh âm, ở Tần Nhu đoàn xe phía sau vang lên, đó là thuần một sắc màu đen chạy băng băng, biển số xe đều là Liền Hào, kêu gọi, là Lâm Thanh Hạm bí thư, Lý Na. Tần Nhu che miệng cười, hướng Trương Huyền nói, chính cung nương nương tới lạc, ta liền đi trước. Tần Nhu hướng Trương Huyền vẫy vẫy tay, mang theo chính mình đoàn xe hướng phía trước phương chạy tới. Thuần một sắc màu đen chạy băng băng, ngừng ở Trương Huyền công ty trước cửa. Lâm Thị xe, Lâm Thị cũng tới, Kim biểu nam nhân trừng lớn đôi mắt, Lâm Thị ở Ngân Châu, thật sự là quá cụ đại biểu tính, chẳng sợ chỉ là công ty bảng số xe, đều bị người nhớ rõ rành mạch. Sao có thể, Lâm Thị cùng tiểu tử này cũng có quan hệ. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào a? Một đám nghi vấn, ở Kim biểu nam nhân đám người trong lòng hình thành, bọn họ trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo, phóng càng lúc càng lớn. Chạy băng băng cửa xe mở ra, Lâm Thanh Hạm tự trên xe đi xuống, nàng mặc một cái cùng Tần Nhu tương đối ứng áo khoác, hai nữ nhân hiện tại ở tại một khối, mặc quần áo phong cách cũng phi thường tiếp cận. Bất đồng với Tần Nhu kia cổ bình dị gần gũi cảm giác, Lâm Thanh Hạm vừa xuống xe, liền tự mang một loại khí tràng, làm người có một loại vô pháp nhìn thẳng cảm giác. Lâm Thanh Hạm, đây là Lâm Thanh Hạm, Lâm Thị người cầm lái, nàng thế nhưng tự mình tới. Sao, tiểu tử này không phải là cái gì quan nhị đại đi? Quan nhị đại cũng vô pháp làm Lâm Thanh Hạm tự mình ra mặt a. Hắn rốt cuộc là ai a? Kim biểu nam nhân dùng nuốt nước miếng, này mẹ nó liền Lâm Thanh Hạm đều tự mình ra mặt. Lâm Thanh Hạm về phía trước đi rồi hai bước, đi vào Trương Huyền trước mặt, ở Kim biểu nam nhân đám người không dám tin tưởng trong ánh mắt, vãn trụ Trương Huyền cánh tay, lão công, khai Trương đại cát, ngươi nói, ta đưa ngươi cái gì hảo đâu. Chương 664 các ngươi là đá đến ván sắt. Lâm Thanh Hạm nói, giống như một viên trọng bàng bom ném nhập đám người giữa. Kim biểu nam nhân đám người, giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Lão công, người nam nhân này, là Lâm Thị Tổng Tài Lâm Thanh Hạm lão công. Này hắn sao cũng quá không thể tưởng tượng đi. Kim biểu nam nhân thật sự vô pháp tưởng tượng, Trương Huyền thế nhưng có như vậy thân phận, nhưng hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Chính mình vừa mới, công nhiên chào phúng Lâm Thị Tổng Tài lão công. Kim biểu nam nhân tuy rằng vừa mới một bộ Ngân Châu hắn lớn nhất khí thế, nhưng đối mặt Lâm Thị, hắn vẫn là tương đương có tự mình hiểu lấy, kia làm chính mình kiêu ngạo tư bản, chính mình thường xuyên treo ở bên miệng Trung Khánh thương vụ, cùng Lâm Thị so sánh với thí đều không phải. Ngồi ở chính mình công ty đường Chí Hổ, nhìn trước mắt phát sinh sự tình, sắc mặt trắng bệch, Chu Thị, Hằng Viễn, Lâm Thị, mỗi một cái, đều là có thể đem hắn coi như con kiến nghiền áp tồn tại. Trương Huyền nhìn trước mắt này trận trưởng. Không cần tưởng, kia khẳng định là Lâm Thanh Hạm đem chính mình muốn khai công ty sự truyền ra đi. Trương Huyền nhìn đến, ở Lâm Thị đoàn xe phía sau, còn đi theo rất nhiều tiểu công ty, nghĩ đến đều là kỳ hảo. Trương Huyền cười khổ một chút, lão bà, không cần thiết làm này đó, người cũng biết, ta này công ty bảo an. Sinh hoạt sao, tổng phải có chút nghi thức cảm, ta lão công khai công ty, ta cái này đương thê tử, sao có thể cái gì đều không tỏ vẻ đâu. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền ngọt ngào cười. Theo sau lấy ra một hộp hoa hồng, này hoa hồng không có cành cây, tổng cộng có 9 đóa, trang ở trong suốt hộp quà chung, hộp thượng còn tiêu có 999 khối giá bán. Trương Huyền nhìn đến Lâm Thanh Hạm lấy ra này hộp hoa hồng khi, bật cười, lão bà, người cũng thích này tiểu nữ hài thích đồ vật a. Lâm Thanh Hạm lấy ra này hộp hoa hồng, đúng là trên mạng truyền thực hỏa vĩnh sinh hoa. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền mắt trợn trắng, người có ý tứ gì, ta liền không phải tiểu nữ hài bái. Không đúng, không phải ý tứ này. Trương Huyền liên tục xua tay. Hừ,
Lâm Thanh Hạm Kiều hừ một tiếng, đem này hộp Vĩnh Sinh Hoa giao cho Trương Huyền trong tay. Cảm ơn lão bà, Trương Huyền cười hắc hắc, hắn ánh mắt hướng chung quanh quét một vòng, nghi hoặc nói, mỗi ngày kia nha đầu đâu, hai người đều ra tới, nàng không đi theo cùng nhau ra tới. Nàng đi viện phúc lợi tìm Thôi viện trưởng chơi, Lâm Thanh Hạm giải thích một tiếng. Trương Huyền gật gật đầu. Chu Tự từ một bên đi tới, đi đến Kim Biểu nam nhân trước người, mở miệng nói, ta vừa mới nghe, các ngươi nói, ai cùng Trương Tiên Sinh hợp tác, chính là cùng các ngươi Trung Khánh Thương Vụ không qua được đúng không? Hiện tại ta liền tính toán cùng các ngươi Trung Khánh Thương Vụ không qua được, ngươi tính toán thế nào? Còn có vừa mới cái kia cái gì Thành Định Khoa học Kỹ thuật, còn có gì Hàng Thiệu Mậu Dịch, các ngươi như vậy kiêu ngạo, có hay không tính toán đối ta Chu Thị làm điểm cái gì a? Chu Tự rất rõ ràng, đem vừa mới ở Trương Huyền công ty cửa kêu gào mấy người tất cả đều chỉ ra tới. Những người này nghe Chu Tự nói, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Chu thiếu, hiểu lầm a. Kim Biểu nam nhân liên tục nhận sai, trong lòng đều mau đem Đường Chí Hổ hận chết, nếu không phải hắn, chính mình tạp khả năng quán thượng việc này a. Hiểu lầm, Lâm Thanh Hạm sắc mặt băng hàn, hướng Bí Thư Lý Na nói, Bí Thư Lý, đem ở đây những người này, tất cả đều nhớ kỹ, hơn nữa lấy chúng ta Lâm Thị danh nghĩa lên tiếng, phàm là cùng bọn họ có chút hợp tác, từ nay về sau, chúng ta Lâm Thị, một mực không tiếp đãi. Bí Thư Lý Na gật gật đầu, đem chúng ta Hằng Viễn cũng hơn nữa đi, Tần Nhu bỏ thêm một câu, ta Chu Thị cũng là, Chu Tự không quên chính mình. Hiện tại ra tiếng, là Ngân Châu lớn nhất tam gia xí nghiệp, khi bọn hắn đồng thời phong sát một cái xí nghiệp sau, cái kia xí nghiệp, sẽ không lại có bất luận cái gì đường sống. Trước mắt trường hợp, làm Kim Biểu nam nhân một chúng, sắc mặt liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau, khó coi tới rồi cực hạn. Những người này, cơ hồ theo bản năng quay đầu, toàn đem ánh mắt chiều Đường Chí Hổ nhìn lại, này hết thảy sự tình, đều là hắn làm ra tới. Lúc này Đường Chí Hổ, sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, hắn nào dám lại ngồi ở chính mình công ty cửa, vội vàng chui vào trong công ty mặt, đem đại môn đóng lại. Nhưng đóng lại đại môn, cũng ngăn không được Kim Biểu nam nhân một chúng tức giận, bọn họ huynh đệ tình nghĩa, đều là thành lập ở rượu thịt phía trên, hiện tại ra như vậy chuyện này, ai còn quản cái gì tình ý không tình ý. Đường Chí Hổ, người hắn sao cấp lão tử lăn ra đây. Kim Biểu nam nhân vào tới Đường Chí Hổ công ty trước cửa, một chân đá vào Đường Chí Hổ công ty kia pha lê trên cửa lớn, vốn là không phải dùng để phòng trộm pha lê đại môn, bị Kim Biểu nam nhân một chân đá vỡ ra. Ở Kim Biểu nam nhân đi đầu hạ, mọi người tất cả đều vào tới Đường Chí Hổ công ty nội, lớn tiếng quát mắng, tìm Đường Chí Hổ tính sổ. Bên kia, cái kia tuổi hơi chút đại điểm nam nhân đối bên người thanh niên nói, nhìn dáng vẻ, các ngươi lần này đích đích xác xác là đá đến ván sắt ha, ngươi liền cầu nguyện nhân ra không cùng ngươi so đo đi, nếu không. Nam nhân nói còn chưa dứt lời, lắc lắc đầu, nhưng ý tứ đã biểu hiện thực rõ ràng. Kia thanh niên cẳng chân đều ở nhũn ra. Nơi này phát sinh sự tình, đối Đường Chí Hổ tới nói, có thể là một cái tỉ mỉ kế hoạch âm mưu, đối Kim Biểu nam nhân một chúng tới nói, thay đổi bọn họ nửa đời sau, nhưng đối với Trương Huyền tới nói, bất quá là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Rất nhiều tiểu nhân công ty người phụ trách đều tới hướng Trương Huyền chúc mừng, Trương Huyền này công ty, đại khái là Ngân Châu nhất có bài mặt buôn bán phòng, chỉ là đưa tới lãng hoa cùng bồn cảnh, đều mau đem Trương Huyền công ty cửa tài ra một cái hoa viên nhỏ tới. Một cái khai trương nghi thức, sinh sôi từ Trương Huyền không tính toán làm, vẫn luôn làm tới rồi giữa trưa thời gian, Lâm Thanh Hạm đám người mới từng cái rời đi. So với Trương Huyền bên này long trọng khai trương đội hình, Đường Chí Hổ công ty, đã sớm bị phẫn nộ Kim Biểu nam nhân một chúng tạp một mảnh rách nát. Trương Huyền an bài 300 người, cũng theo thứ tự tới công ty đưa tin, tiến hành rồi tư liệu điền, mấy thứ này căn bản không cần Trương Huyền nhiều nhọc lòng, hắn sở kêu tới những người này, mỗi một cái đều là tinh anh. Kỷ luật nghiêm minh. Thu phục hết thảy sự tình sau, đã là buổi chiều 2 điểm, Trương Huyền đơn giản chuẩn bị đem công ty môn đóng lại, vừa mới chuẩn bị đóng cửa, Trương Huyền nhận được Giang Tĩnh điện thoại. Trương tiên sinh, mới vừa nghe nói người hôm nay khai trương, điện thoại chúc phúc có chút đã muộn, còn thỉnh thứ lỗi a. Giang Tĩnh tiếng cười, ở điện thoại chung vang lên. Trương Huyền cố ý trách cứ nói, không được, thứ lỗi không được, người nói như thế nào cũng là ta lão bản, này công ty khai trương. Người trước tiên không gọi điện thoại tới chúc phúc, khẳng định có sai, lần tới đến mời ta ăn cơm. Ha ha, Trương tiên sinh, người nói như vậy đã có thể chiết sát ta, bất quá thỉnh ăn cơm là nhất định, đúng rồi, có chuyện lần trước quên cho người nói.
Như thế nào? Giang Tĩnh nói, năm sao công ty bảo an, một năm một bình xét cấp bậc, nhưng đồng thời mỗi năm cũng đều có nhiệm vụ, đặc biệt là chi nhánh công ty, cho nên người bên kia, một năm cần thiết muốn hoàn thành 36 thứ bình xét cấp bậc an bảo nhiệm vụ, bình xét cấp bậc mới có thể tiếp tục giữ lại. Còn có này cách nói, Trương Huyền nghi hoặc nói, hắn còn trước nay không nghe nói qua. Chương 665 không xứng có được. Giang Tĩnh giải thích nói, Trương tiên sinh, cái này cũng không ở phía chính phủ phân chia giữa, người không biết cũng là bình thường, thuộc về một loại trong nghề tiềm quy tắc, bất quá mỗi năm 36 thứ bình xét cấp bậc nhiệm vụ, bình quân mỗi tháng cũng liền 3 cái, không khó hoàn thành, rốt cuộc năm sao an bảo sao, mỗi cái tỉnh, cũng liền như vậy một hai nhà, nhiệm vụ khó khăn cụ thể bình xét cấp bậc ta từ từ sẽ chia ngươi. Hành, Trương Huyền gật đầu. Cùng Giang Tĩnh kết thúc trò chuyện sau, Trương Huyền không khỏi cảm thán, này thật là thế giới thủ cố định lý a, được đến cái gì, phải trả giá cái gì, nhiệm vụ mặc cho vụ đi, bằng không hoàn thành không được một giáng cấp, phía chính phủ lại có lấy cớ tới nói chuyện. Vốn dĩ Trương Huyền là nghĩ quá mấy ngày lại đi chiêu cái trước đài, nhưng hiện tại xem ra, đến mau chóng, tổng không thể chính mình vẫn luôn canh giữ ở trong công ty đi. Trương Huyền đem công ty môn đóng lại, hắn nhớ rõ quá hai ngày, giống như có một cái mùa thu thông báo tuyển dụng sẽ, còn rất đại, đến lúc đó đi chiêu cá nhân đi. Nhìn hạ thời gian, Trương Huyền tính toán đi trước cấp viện phúc lợi bọn nhỏ mua điểm đồ vật, sau đó đi đem mỗi ngày tiếp trở về. Trương Huyền đi bộ đi hướng thương trường, ở mau vào thương trường môn thời điểm, Trương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân, theo sau chiều ngầm gara đi đến. Ngầm gara có vẻ râm mát, đỗ xe rất nhiều, Trương Huyền chân đạp lên trên mặt đất, mang theo tiếng vang. Hảo, trực tiếp xuất hiện đi. Trương Huyền ở đi đến một cái không có thăm dò vị trí khi, đột nhiên dừng lại. Ha ha, cảnh giác tính còn rất cường sao. Một đạo cười lạnh thanh, từ Trương Huyền phía sau vang lên, đây là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, ăn mặc màu đen tác chiến ủng, chính vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Trương Huyền, đúng là lưỡi dao sắc bén đại đội phó đội trưởng, Trình Thiếu. Trương Huyền nhún vai, này không cảnh giác cũng không có biện pháp a, người này một đường, ít nhất có 3 lần đối ta dậy rồi sát ý, ta có thể làm sao bây giờ? Không có khả năng đem cổ vươn đi làm ngươi giết đi. Trình Thiếu hừ lạnh một tiếng, họ Trương, ngươi thiếu tại đây cho ta miệng lưỡi trơn tru, ta biết ngươi có chút thực lực, nhưng không sợ nói cho ngươi, ngươi kia cái gọi là thực lực, đặt ở chúng ta lưỡi dao sắc bén trong mắt, cái gì đều không tính. Lưỡi dao sắc bén, Trương Huyền trong lòng cười, ở Dương Hải Phong trước khi chết nói cho toàn phong hỏa tinh sự khi, Trương Huyền liền biết lưỡi dao sắc bén sẽ đi tìm tới, vốn dĩ Trương Huyền dự tính lưỡi dao sắc bén người 3 ngày trước nên tới rồi, không nghĩ tới hôm nay mới đến. Trương Huyền cố ý hỏi, lưỡi dao sắc bén người, tìm ta làm gì? Ta nhưng không phạm cái gì pháp đi. Trình Thiếu cười nhạo, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch, các ngươi Lâm thị, bất quá là một cái dân làm xí nghiệp, nhưng cố tình cầm không nên thuộc về các ngươi đồ vật, cụ thể là cái gì, ta tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết, giao ra đây đi. Dựa vào cái gì, Trương Huyền khó hiểu, chúng ta Lâm thị đồ vật, liền lý nên giao cho các ngươi lưỡi dao sắc bén. Không tồi, Trình Thiếu gật đầu, từ hôm nay trở đi, đó chính là chúng ta lưỡi dao sắc bén đổ vật, không thuộc về các ngươi Lâm thị, giao ra đây đi. Trương Huyền nhìn Trình Thiếu, lâm vào trầm mặc, hắn ở tự hỏi một sự kiện. Trình Thiếu uy hiếp nói, họ Trương, ta khuyên ngươi suy xét rõ ràng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần vọng tưởng cùng chúng ta lưỡi dao sắc bén đối nghịch, kia hậu quả, không phải các ngươi một cái nho nhỏ Lâm thị có thể gánh vác. Thực lực của ngươi, đặt ở lưỡi dao sắc bén trước mặt, cũng cái gì đều không phải. Hành đi, Trương Huyền thở phào một hơi, đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ta yêu cầu thời gian làm người đi lấy, sớm nhất ngày mai có thể giao cho ngươi. Ngày mai, Trình Thiếu đôi mắt nheo lại, đánh giá Trương Huyền, đồng thời cũng ở tự hỏi Trương Huyền lời này chân thật tính. Trương Huyền nói, ngươi nếu biết hỏa tinh, hẳn là liền minh bạch kia đồ vật quý trọng trình độ, ta như thế nào đều không thể mang ở trên người, ngày mai buổi sáng, ta giao cho ngươi, như thế nào? Trương Huyền thấy Trình Thiếu vẫn là một bộ không tin bộ dáng, lại lần nữa nói, yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Lượng ngươi cũng không dám. Trình Thiếu hừ lạnh một tiếng, ngày mai, ta sẽ tìm ngươi, chỉ cần ngươi dám ra vẻ, kia hậu quả, không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy. Trình Thiếu nói xong, đi nhanh rời đi. Trương Huyền nhìn Trình Thiếu bóng dáng, móc di động ra, tương lai, mang một tiểu khối hỏa tinh tới Ngân Châu, đối. Hơn nữa đem tin tức thả ra đi,
Quang Minh Đảo đem hỏa tinh giao cho lưỡi dao sắc bén bảo quản. Trương Huyền chịu đem hỏa tinh giao cho lưỡi dao sắc bén, tự nhiên không phải một mảnh hảo tâm, hiện giờ, cái kia kêu thần thánh thiên quốc thế lực đột nhiên xuất hiện, làm Trương Huyền suy nghĩ, này thần thánh thiên quốc mục đích rốt cuộc là hỏa tinh, vẫn là Quang Minh Đảo. Rốt cuộc lúc trước trên đảo trận chiến ấy, bọn họ tới người, thực lực cường đại đến hoàn toàn có thể đem hỏa tinh lấy đi, cuối cùng lại là rời đi, cái này làm cho Trương Huyền khó hiểu, đối phương là ở thác đại, vẫn là có khác mục đích. Lúc này đây, lưỡi dao sắc bén vừa vặn chủ động đụng phải tới, dùng bọn họ tới thử xem thần thánh thiên quốc thái độ, cũng không tệ lắm. Trương Huyền rời đi gara, dựa theo nguyên kế hoạch đi thương trường mua vài thứ, đi viện phúc lợi nhìn xem bọn nhỏ, chờ Lâm Thanh Hạ mau tan tầm thời điểm, đem mỗi ngày tiếp trở về, mua chút đồ ăn, về đến nhà liền chui vào trong phòng bếp. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu một hồi về đến nhà, liền nhìn đến ngồi ở trên sofa nhìn phim hoạt hình mỗi ngày, cùng với ở trong phòng bếp bận trước bận sau Trương Huyền. Trong phòng bếp lan tràn ra mùi hương, làm Lâm Thanh Hạm trong lòng tràn ngập ra ấm áp cảm, nhưng nàng lại không biết, như vậy nhật tử có thể liên tục bao lâu, bởi vì nàng rõ ràng, Trương Huyền tùy thời đều khả năng lại lần nữa rời đi, đi làm một ít chính mình sợ không hiểu biết nguy hiểm sự tình, cho nên, hiện tại mỗi một phút cùng Trương Huyền ở bên nhau thời gian, Lâm Thanh Hạm đều sẽ hảo hảo đi quý trọng. Ngày hôm sau sáng sớm, một chiếc tư nhân phi cơ ở Ngân Châu rớt xuống, một thân màu trắng hán phục Tương Lai đi ra sân bay. Tương Lai đè lại chính mình tai nghe, lão đại, ta tới rồi, ngươi ở đâu? Ta cho ngươi nói cái địa chỉ. Lúc này Trương Huyền, đang định ở chính mình công ty giữa, Tương Lai theo địa chỉ tìm lại đây. Lão đại, ngươi này sao, cho người ta trước mặt đài đâu? Tương Lai nhìn đến đang ngồi ở công ty cửa, cùng cái môn thần giống nhau Trương Huyền. Cái gì trước đài, này rõ ràng là ta tân khai công ty được không? Trương Huyền trợn trắng mắt, ngươi quay đầu lại cấp bạch chỉ bọn họ nói hạ, có gì hơi chút khó khăn điểm an bảo nhiệm vụ, cho ta giới thiệu một chút, ta này một năm đến tiếp 36 cái nhiệm vụ đâu. Ân, Tương Lai gật gật đầu, nàng từ trong túi móc ra một khối chỉ có móng tay lớn nhỏ hỏa tinh. Này một khối, đại khái chiếm cứ Quang Minh Đảo tổng sản lượng 1%. Tương Lai ở lấy ra hỏa tinh thời điểm, cố ý nhìn mắt Trương Huyền, ở Trương Huyền trong mắt, xuất hiện một mặt tham lam, này mặt tham lam chợt lóe rồi biến mất, liền Trương Huyền chính mình cũng chưa chú ý tới, lại bị Tương Lai rõ ràng bắt giữ tới rồi. Lão đại, người như thế nào đột nhiên muốn này hỏa tinh a? Tương Lai cũng không có trước tiên đem hỏa tinh giao cho Trương Huyền, mà là hỏi. Hiện tại Tương Lai cũng tiến vào ngự khí, thả nàng đối khí cảm ứng, phi thường chi nhanh nhạy, ở tiến vào ngự khí sau, Tương Lai trước tiên, chính là đem hỏa tinh một lần nữa nghiên cứu một lần, ở kia màu đỏ khí thể chung, nàng được đến cực kỳ kinh người kết luận. Chương 666 bảo hộ thượng nhất mạn. Trong Tương Lai quen thuộc khí, hơn nữa hiểu biết khí nguyên lý sau, nàng đem hỏa tinh chung năng lượng, tiến hành rồi nhiều loại nguyên tố lấy ra cùng kết hợp, cuối cùng phát hiện, ở hỏa tinh năng lượng giữa, tràn ngập một loại cực kỳ cường đại mặt trái cảm xúc, này một tiếp cận thần học phát hiện, làm Tương Lai có một loại khó có thể tiếp thu cảm giác, nhưng lại ở chân thật phát sinh. Ngày hôm qua Trương Huyền cấp Tương Lai gọi điện thoại thời điểm, Tương Lai liền có chút lo lắng, ở vừa mới nhìn đến Trương Huyền trong mắt kia cổ tham lam khi, trong lòng lo lắng càng thêm lợi hại, nàng đến bây giờ, cũng chưa tưởng hảo muốn hay không đem chuyện này nói cho Trương Huyền, màu đỏ khí thể chung mang theo mặt trái cảm xúc, thả sẽ bởi vì một ít ảnh hưởng mà vô hạn phóng đại. Nếu đem này nói cho Trương Huyền trong đầu đối này màu đỏ khí thể nghi ngờ, đều khả năng trở thành loại này mặt trái cảm xúc chất dinh dưỡng. Do đó đối Trương Huyền sinh ra lớn hơn nữa ảnh hưởng. Tương Lai nghĩ nghĩ, lại lần nữa đem hỏa tinh thu lên. Làm Tương Lai nhẹ nhàng thở ra chính là, ở chính mình thu hồi hỏa tinh đồng thời, Trương Huyền cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhìn dáng vẻ, kia màu đỏ khí thể chung mặt trái cảm xúc là không có biện pháp ảnh hưởng đến Trương Huyền. Hiện tại chỉ có thể chính mình mau chóng đem này màu đỏ khí thể nghiên cứu thấu triệt. Trương Huyền hướng Tương Lai nói, này hỏa tinh không phải ta muốn, là lưỡi dao sắc bén muốn. Lưỡi dao sắc bén, Tương Lai nghi hoặc, lưỡi dao sắc bén gì thời điểm dám to gan như vậy, hỏi lão đại ngươi muốn đổ vật. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, người tới. Trương Huyền thanh âm vừa ra, Trình Tiếu thân ảnh, xuất hiện ở Trương Huyền công ty trước cửa. Trình Tiếu ở Trương Huyền cùng Tương Lai trên người nhìn quét liếc mắt một cái, theo sau nói, đồ vật đâu? Trương Huyền hướng Tương Lai chu chu môi, Tương Lai đem kia khối chỉ có móng tay cái lớn nhỏ hỏa tinh đem ra. Trong Tương Lai lấy ra hỏa tinh nháy mắt, Trình Tiếu đồng tử co rụt lại,
trong mắt nhảy ra cực nóng quang mang, liền như vậy một tiểu khối hỏa tinh, trong đó ẩn chứa năng lượng, là tương đương thật lớn. Lấy tới, Trình Thiếu quát chói tai một tiếng, giơ ra bàn tay. Tương Lai nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau đem kia tiểu khối hỏa tinh chiều Trình Thiếu trong tay phóng đi. Không đợi Tương Lai buông hỏa tinh, Trình Thiếu chờ tay đem hỏa tinh chưa bao giờ tới trong tay đoạt lại đây, theo sau liền giống như nhìn chính mình yêu nhất người giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay này một tiểu khối hỏa tinh. Thế nào, ta nói không lừa ngươi liền sẽ không lừa ngươi, hiện tại đồ vật đã là của ngươi. Trương Huyền nhún vai. Trình Thiếu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Huyền, tính ngươi thức thời. Trình Thiếu nói xong, không có nhiều làm dừng lại, đi nhanh rời đi, biến mất ở Trương Huyền hai người tầm mắt giữa. Nhìn Trình Thiếu rời đi bóng dáng, Tương Lai mở miệng nói, lão đại, ngươi ngày hôm qua làm ta thả ra cái kia tin tức, hiện tại lại thật sự đem hỏa tinh giao cho lưỡi dao sắc bén người, là muốn dùng bọn họ tới thử ai sao? Không tồi, Trương Huyền gật đầu, video ghi lại sao? Ghi lại, hiện tại thả ra đi, Tương Lai dò hỏi. Phóng, Trương Huyền không chút do dự nói. Bên kia, Trình Thiếu bắt lấy hỏa tinh sau, trước tiên rời đi, hắn trong lòng phá lệ kích động, không nghĩ tới, đơn giản như vậy, liền đem người này người đều muốn chí bảo, lấy ở chính mình trong tay. Chỉ cần này hỏa tinh chính mình có thể giao đi lên, này lưỡi dao sắc bén đội trưởng vị trí, tuyệt đối là chính mình. Từ nay về sau, chính mình không bao giờ dùng ở trên đầu đỉnh phó chức hai chữ. Nghĩ đến đây, Trình Thiếu một khắc đều không nghĩ ở lâu, chỉ nghĩ nhanh lên trở về. Đêm này phân công lao ôm ở trên đầu mình. Tương Lai đưa xong đồ vật sau, cũng liền trực tiếp rời đi. Trương Huyền canh giữ ở công ty, đại khái giữa trưa thời gian, nhận được bí thư Lý Na điện thoại, Lý Na nói cho Trương Huyền, mới vừa nhận được thông chi, từ ngày mai buổi sáng có một cái mùa thu thông báo tuyển dụng sẽ triển khai, liên tục 3 ngày thời gian. Vấn đề này, là Trương Huyền ngày hôm qua cố ý hỏi Lý Na, làm Lý Na cho chính mình chú ý một chút. Trương Huyền làm Lý Na cho chính mình an bài một cái thông báo tuyển dụng vị trí, nhìn mắt không có gì người công ty đại môn, Trương Huyền lắc lắc đầu, tướng môn khóa lại, đi Lâm Thị tìm Lâm Thanh Hạm đi. Chờ Trương Huyền đến Lâm Thị thời điểm, vừa vặn là cơm trưa điểm, mấy người cũng liền cùng nhau ăn cái cơm trưa. Đúng rồi lão công, cơm trưa gian, Lâm Thanh Hạm lấy ra một văn kiện túi bãi ở Trương Huyền trước mặt trên bàn, người công ty bảo an vừa vặn khai trương, giúp ta đem người này bảo hộ một chút bái. Hành A, Trương Huyền không hề nghĩ ngợi phải trả lời, đem Lâm Thanh Hạm lấy ra văn kiện nhìn thoáng qua, ở Lâm Thanh Hạm lấy ra văn kiện thượng, có một nữ nhân ảnh chụp, nữ nhân này ngũ quan tinh xảo, dáng người cũng coi như cao gầy, đứng ở một trương thảm đỏ thượng, phía sau là mẫu liên hoan phim logo. Qua, đây là thượng nhất mạng sao, minh tinh hạng nhất A, Tần Nhu nhìn đến Trương Huyền trong tay văn kiện thời điểm, phát ra kinh ngạc thanh âm. Thượng nhất mạng, một đường nữ minh tinh. Không nghe nói qua a. Trương Huyền vẻ mặt ngốc vòng, hắn cơ hồ sẽ không xem phim truyền hình cùng game show, đối với cái gì minh tinh hạng nhất linh tinh đều không rõ ràng lắm. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, liền ngươi hôm nay thiên chạy ngược chạy xuôi, ảnh đế bãi ngươi trước mặt ngươi cũng không nhận ra được a. Lần này công ty ra tân sản phẩm, chuyên môn tìm thượng nhất mạn tới đại ngôn, đối phương tuy rằng mang theo bảo tiêu, bất quá này công ty quản lý vẫn là hy vọng chúng ta cho nàng cung cấp bảo hộ. Cung cấp gì bảo hộ? Một cái diễn kịch, còn có người muốn bắt cóc nàng a. Trương Huyền một trận vô ngữ, nếu hắn là bọn bắt cóc, tùy tiện trói cái phú hào đều so trói cái minh tinh hiếu thắng. Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, chúng ta hai bên công ty hợp tác, nhân gia có yêu cầu này, chúng ta làm theo thì tốt rồi, đối phương hành trình tin tức ta đã phát đến ngươi di động thượng, này liền phiền toái ngươi Trương tổng lạp. Trương Huyền che chán, tuân mệnh, Lâm tổng. Trương Huyền nhìn mắt, cái này thượng nhất mạn phi cơ là buổi chiều 2 giờ rưỡi, ăn qua cơm trưa, hắn liền chiều sân bay chạy đến. Chờ Trương Huyền đến sân bay thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến, sân bay tòa nhà đợi chuyến bay, đã tụ quá nhiều người, toàn bộ đều là tuổi trẻ gương mặt, những người này ở tòa nhà đợi chuyến bay chung kéo biểu ngữ, mặt trên viết thượng nhất mạn ta yêu ngươi linh tinh nói. Qua, nhìn đến không có, thượng nhất mạn 2 cái giờ trước chuyên môn tuyên bố tin tức, nói nàng 2 giờ rưỡi là có thể xuống phi cơ. Lập tức là có thể nhìn thấy nàng, hảo kích động a. Một người tuổi trẻ nữ hài cầm di động, kích động cùng bên cạnh người ta nói. Không biết có hay không cơ hội hòa thượng một mạn bắt tay. Hảo khẩn trương a. Một đám người thanh âm, truyền tiến Trương Huyền trong tai. Trương Huyền nhìn mắt lối ra vị trí, kia rậm rạp vây đều là người, nếu trong hoàn cảnh này,
có người muốn đối cái này thượng nhất mạn động thủ, liền Trương Huyền mọi người mà nói, hắn có 20 cái có thể không bị người phát hiện phương pháp. Một bên kêu làm người cung cấp bảo hộ, một bên đại biên độ tuyên truyền chính mình hành tung, thật đúng là mâu thuẫn a. Trương Huyền tìm cái ghế massage, thoải mái dễ chịu nằm xuống, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Nửa giờ sau, đang lúc Trương Huyền ở ghế massage thượng có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác khi, một trận tiếng thét chói tai, từ lối ra địa phương vang lên. Trương Huyền từ ghế massage thượng đứng lên, chiều lối ra phương hướng nhìn lại. Chương 667 minh tinh cái giá. Lối ra địa phương, một đám người phát ra cuồng nhiệt tiếng thét chói tai, hưng phấn múa may trong tay viết có thượng nhất mạn ba chữ biểu ngữ. Đường lối ra đại môn mở ra, bốn gã mang theo kính râm, thân xuyên màu đen Âu phục bảo tiêu, vẻ mặt người sống chớ tiến bộ dáng, đi tuốt đàng trước phương. Những cái đó nhiệt tình truy tinh tộc điên cuồng vươn xuống tay, bị vài tên bảo tiêu vô tình đẩy ra, tuy là như vậy, các nàng trong miệng còn kêu thượng nhất mạn ta yêu ngươi linh tinh nói, trong mắt kia mặt cuồng nhiệt, làm Trương Huyền nhìn đến đều cảm thấy có chút kinh hãi. Một người thân cao có 1m7, mang to rộng kính râm tuổi trẻ nữ nhân từ lối ra đi ra, dù cho một trương kính râm chặn nàng hơn phân nửa khuôn mặt, Trương Huyền cũng có thể nhận ra, đây là chính mình lần này phải bảo vệ đối tượng, một đường nữ tinh, thượng nhất mạn. Ở thượng nhất mạn phía sau, đi theo thượng nhất mạn trợ lý, là cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân, mang mắt kính, dẫn theo bao cùng lữ hành dương, vừa đi, một bên đối trở tại lối ra trước phen hô to, đừng chụp, không cho phép chụp. Đừng chụp. Thượng nhất mạn trợ lý phía sau, còn đi theo 4 gã bảo tiêu. Này tổng cộng 8 gã bảo tiêu đi ra ngoài tư thế, Trương Huyền cảm thấy mau đuổi kịp ngày đó tới tìm chính mình hoa hạ lãnh đạo, hắn đứng ở cách đó không xa, nghe thượng nhất mạn trợ lý ở kia hô to đừng chụp, cảm thấy kỳ quái, nghe này đó phen nói, không phải thượng nhất mạn ở ứng dụng mạng xã hội nói cho đại gia chính mình vài giờ sẽ xuất hiện ở Ngân Châu sân bay, hiện tại lại mang đại kính dâm, còn kêu không cho người chụp. Trương Huyền lắc lắc đầu, thật sự làm không rõ ràng lắm này đó cái gọi là minh tinh trong đầu tưởng chính là gì, hắn ánh mắt quét mắt đám người. Không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm, chiều thượng nhất mạn đi qua. Thượng nhất mạn đi ra lối ra, ở 8 gã bảo tiêu dưới sự bảo vệ, gỡ xuống kính râm, có chút không kiên nhẫn nhìn bốn phía, Chu trợ lý, này Lâm thị người đâu? Ta hiện tại liên hệ, Chu trợ lý lấy ra di động, đang chuẩn bị bắt thông điện thoại. Tới, nhường một chút, phiền toái nhường một chút a. Trương Huyền đi đến một chúng bảo tiêu trước người, cái kia, ta là Lâm thị phái tới tiếp cơ. Vị này chính là thượng nhất mạn đúng không, xin theo ta tới. Thượng nhất mạn nhìn mắt Trương Huyền, đương nàng phát hiện tới chỉ có Trương Huyền một người khi, trên mặt có chút giận dữ, như thế nào, Lâm thị khiến cho ngươi một người tới. Ách, Trương Huyền sửng sốt một chút, theo sau hỏi, này tiếp người, còn phải muốn vài cá nhân tới sao? Xe có thể ngồi xuống không phải được rồi sao? Thượng nhất mạn vừa nghe lời này, chán ghét chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, đôi tay ôm ở trước ngực. Không hề ra tiếng. Chu trợ lý đi ra, mở miệng nói, ta nói, các ngươi Lâm thị có ý tứ gì a? Có phải hay không không muốn cùng chúng ta một mạn hợp tác, nói cho ngươi, chúng ta một mạn hành trình, đó là an bài tràn đầy, có thể tới là cho các ngươi mặt, hiện tại lập tức an bài 10 chiếc xe lại đây. 10 chiếc xe không có, liền một chiếc, ái có ngồi hay không? Trương Huyền bĩu môi, hắn tới trên đường, tra xét một chút về cái này thượng nhất mạn tư liệu. Tham diễn quá mấy bộ phim truyền hình, tuy rằng đều là vai chính, cần phải nói danh khí, cũng không có kêu một đường như vậy đại. Trương Huyền ở trên thế giới lang bạt nhiều năm như vậy, minh tinh cũng gặp qua rất nhiều, có chút so thượng nhất mạn phải có danh khí nhiều minh tinh, cũng không có nàng lớn như vậy bài. Ở Trương Huyền trong mắt, cái gọi là minh tinh, bất quá chính là lên sân khấu phí quý một chút con hát. Bất quá cũng không quý đến nào đi mà thôi. Rốt cuộc Trương Huyền thân phận, có thể nói là hào môn trung hào môn. Liền châu Âu hoàng thất, đều đến xem hắn ánh mắt. Mà bình thường minh tinh, đừng nói ở hoàng thất trong mắt, chính là ở trúc gia cái loại này cổ võ thế gia trong mắt, cũng chính là cái người thường mà thôi, loại này thân phận thượng sai biệt, chú định làm Trương Huyền vô pháp minh bạch thượng nhất mạn ngạo khí. Một chiếc xe, ngươi cho ta thượng nhất mạn là cái gì? Khai một chiếc xe tới đón ta. Thượng nhất mạn vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Trương Huyền, đương phát hiện có fan xem ra khi... Lại vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Được rồi, đừng nét mực, ta đi lái xe, các ngươi tới cửa chờ. Trương Huyền nói xong, không có dư thừa vô nghĩa, lo chính mình hướng đi bãi đỗ xe. Thượng nhất mạn nhìn Trương Huyền này phúc thái độ, kia khí càng là không đánh một chỗ tới,
đôi tay phản cắm ở bên hông, tức chết ta, này ta không tiếp, nói cho kia cái gì Lâm thị, ái tìm ai tìm ai. Một mạn, đừng nhúc nhích giận, đừng nhúc nhích giận. Chu trợ lý vội vàng ra tiếng khuyên can, này Lâm thị cùng công ty thiêm hiệp nghị, người này nếu không chụp, công ty bên kia chúng ta cũng không hảo giao đãi a, khiến cho người này trước kiêu ngạo đi, chờ chúng ta đem chụp xong, lại tìm hắn phiền toái cũng không muộn, một cái tài xế mà thôi, không cần thiết cùng loại này hạ đẳng người chí khí. Thượng nhất mạn ngực phập phồng, sau một lúc lâu, mới thở phào một hơi ra tới, hành, liền trước làm hắn kiêu ngạo. Thượng nhất mạn một hàng 10 người, đi đến tiếp cơ lâu xuất khẩu, mới ra môn, một chiếc dài hơn Bentley ngừng lại. Lái xe đúng là Trương Huyền. Trương Huyền diêu lái xe cửa sổ, hướng ngoài xe thượng nhất mạn một hàng mở miệng, lên xe. Thượng nhất mạn đi đến Bentley cửa xe trước, lặng lặng đứng ở nơi đó, Chu trợ lý đứng ở thượng nhất mạn phía sau. Ở Trương Huyền trong mắt, này hai người liền cùng ngây ngốc ở nơi đó giống nhau. Chờ gì đâu, lên xe a. Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng. Như thế nào lên xe? Thượng nhất mạn đôi mắt chiều Trương Huyền nhìn lại. Cái gì như thế nào lên xe? Trương Huyền bị thượng nhất mạn vấn đề này cấp hỏi kẹt. Cửa xe đóng lại, ngươi làm ta lên xe. Thượng nhất mạn lộ ra một bộ buồn cười biểu tình. Trương Huyền nghe lời này, khóe miệng vừa kéo, ngươi kéo một phen môn không phải khai. Thượng nhất mạn mày nhăn lại, dùng một loại đặc biệt khó hiểu ánh mắt nhìn Trương Huyền, ngươi làm ta kéo cửa xe. Trương Huyền thề, nếu lần này chính mình không phải tới giúp Lâm Thanh Hạm tiếp cái này thượng nhất mạn, đừng nói là cái gì minh tinh, chính là cái hoàng thất công chúa, cũng tuyệt đối cho nàng đánh thành đầu heo. Trương Huyền đi xuống xe, đi vào Bentley nơi cửa sau, kéo ra cửa xe, hiện tại có thể. Không ánh mắt đồ vật, cần thiết chúng ta một mạn mở miệng ngươi mới biết được nên làm gì sao. Chu trợ lý mắng một tiếng. Được rồi, quay đầu lại cùng cái kia cái gì Lâm thị nói một chút. Làm đem hắn khai trừ thì tốt rồi, không cần thiết cùng loại người này so đo. Thượng nhất mạn khinh phiêu phiêu nói một câu, xem cũng lại không xem Trương Huyền liếc mắt một cái, cúi đầu chui vào thân xe nội. Chu trợ lý đào Trương Huyền liếc mắt một cái, chờ thu thập đồ vật cút đi. Chu trợ lý nói xong, cũng ngồi vào bên trong xe, tám gã bảo tiêu, phân biệt kéo ra cửa xe, ngồi vào trong xe. Trương Huyền bĩu môi, chạy đến chủ điều khiển đem xe phát động. Đương tới Lâm thị thời điểm, Lâm thị xã giao đoàn đội, đã ở công ty cửa chờ đợi, nhìn đến cái này xã giao đoàn đội, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, muốn cho chính mình phụ trách tiếp đãi cái này thượng nhất mạn, chính mình không nhất định có thể nhẫn tới khi nào đi. Xe dừng lại hạ, Lâm thị xã giao đoàn đội lập tức đi lên trước tới, chủ động đem cửa xe kéo ra. Thượng tiểu thư, một đường mệt nhọc, vất vả, xã giao giám đốc, phát ra dễ nghe thanh âm. Lâm Thanh Hạm từ một bên đi đến Bentley phòng điều khiển trước, người như thế nào một người liền đi tiếp người. Chương 668 cùng ta hồi đội. Trương Huyền nghe Lâm Thanh Hạm hỏi chuyện, lão bà, ta tiếp người từ trước đến nay đều là một người tiếp a. Lâm Thanh Hạm tay ngọc nhẹ bụng chán đầu, ta chuyên môn an bài xã giao bộ người cùng ngươi cùng nhau, kết quả ngươi một người liền đi, cái này thượng nhất mạn ở trong vòng là có tiếng cái giá đại, hai ngươi không phát sinh gì xung đột đi. Xung đột không có. Nhưng thật ra ngươi nói cái giá, ta cảm giác được, ta phía trước thấy quốc gia tổng lý, cũng không nàng này cái giá. Lâm Thanh Hạm che miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe một bên vang lên một trận tiếng thét chói tai. Ta mặc kệ, liền cái kia tài xế, các ngươi chính mình nhìn làm, ta không nghĩ tái kiến hắn. Tiếng thét chói tai chủ nhân, chính là thượng nhất mạn. Lâm Thanh Hạm ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn Trương Huyền, đây là ngươi nói không phát sinh xung đột. Ách, Trương Huyền nhún vai, khả năng đôi ta đối xung đột định nghĩa không giống nhau đi. Hảo hảo, bên này trước giao cho ta xử lý đi, đêm nay ta cùng Tần Tổng liền không quay về ăn cơm, đến bồi thượng nhất mạn, người cùng nàng chi gian quan hệ, hôm nay vẫn là không cần tái kiến hảo. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền phất phất tay, đi nhanh chiều một bên đi đến. Ngày đó thiên đâu, Trương Huyền ngồi xe hỏi một tiếng. Mỗi ngày cùng chúng ta cùng nhau, Lâm Thanh Hạm cũng không quay đầu lại trả lời. Hành đi. Trương Huyền đem xe phóng hảo sau, đơn giản về đến nhà, hưởng thụ một cái nhàn nhã buổi chiều. Tiến ra môn, Trương Huyền liền thu được một cái tin tức, nhìn tin tức nội dung, Trương Huyền nằm đến trên giường, cảm thán một tiếng, ai, nhàn nhã thời gian khả năng lại không nhiều ít a. Trương Huyền thu được tin tức, là tương lai phát lại đây, tương lai nói cho Trương Huyền, hiện tại rất nhiều ngầm thế lực,
đều đã biết Quang Minh Đảo đem một tiểu khối hỏa tinh không ràng buộc tặng cho lưỡi dao sắc bén sự. Ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội, đã có rất nhiều thế lực tìm tới lưỡi dao sắc bén tổng bộ, nhưng cố tình không thấy cái kia thần thánh thiên quốc bóng dáng. Bên kia, Trình Thiếu ở bắt được hỏa tinh sau, trước tiên làm, chính là hồi kinh, hắn không có chút nào chần chờ, cưỡi nhanh nhất nhất ban phi cơ. Bao gồm toàn phong này một tiểu đội lưỡi dao sắc bén thành viên, mang theo còn không có khỏi hẳn miệng vết thương, cùng Trình Thiếu cùng nhau hồi kinh. Buổi chiều 3 giờ nửa, Trình Thiếu mấy người thân ảnh xuất hiện ở kinh thành sân bay, Trình Thiếu đã chuẩn bị tốt nhiệm vụ đăng báo, trong túi này một tiểu khối hỏa tinh, chính là chính mình bình bộ thanh vân tư bản. Mà toàn phong đám người, ở tới trên đường, cũng đều nghĩ tới chính mình lần này sẽ có như thế nào công lao. Trương Huyền a Trương Huyền, ngươi thật đúng là một cái bảo khố. Sử Vân cười lạnh một tiếng, lần này tuy rằng bị cái kia Trương Huyền bày một đạo, nhưng lại làm hắn mất đi quan trọng nhất hỏa tinh, kết quả là, chiếm được tiện nghi, vẫn là chính mình. Trình Thiếu khóe miệng lộ ra một nụ cười, vừa muốn đi ra sân bay, vài đạo thân ảnh, xuất hiện ở Trình Thiếu trước người, đem Trình Thiếu đám người bao quanh vây quanh. Trình Thiếu, một đạo hét lớn một tiếng vang lên. Trình Thiếu đám người chiều hét lớn một tiếng chủ nhân nhìn lại. Vương đội, toàn phong bảy người, đồng thời thân thể chấn động, nhìn người nói chuyện. Vương An, Trình Thiếu mày nhăn lại, ngươi tới làm gì? Xem ngươi này tư thế, là chuyên môn tới đổ ta. Trình Thiếu trong miệng Vương An, chính là lưỡi dao sắc bén đại đội tổng đội trưởng, lưỡi dao sắc bén một tay. Vương An thân biên, còn đi theo 5 tên lưỡi dao sắc bén tinh anh đội viên, giờ phút này Trình một cái nửa vây quanh đội hình, đem Trình Thiếu mấy người đường đi lấp kín. Trình Thiếu, cùng ta hồi đội, Vương An quát lớn một tiếng. Dựa vào cái gì, Trình Thiếu trong mắt xuất hiện một mạt khinh thường, giờ phút này ở Trình Thiếu trong lòng, này lưỡi dao sắc bén đại đội đội trưởng, đã không phải họ Vương, mà là chính mình, tự nhiên không cần thiết lại nghe Vương An. Dựa vào cái gì, Vương An nhìn chằm chằm Trình Thiếu, bằng đây là mệnh lệnh, cùng ta hồi trong đội. Ta muốn nói không đâu, Trình Thiếu nắm tay nhéo lên. Vương An ánh mắt tức khắc sắc bén, vậy lăn ra lưỡi dao sắc bén. Trình Thiếu nhéo lên nắm tay càng thêm dùng sức, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương An, ở hắn phỏng đoán, Vương An khẳng định là được đến cái gì tiểu đạo tin tức, biết chính mình đối hắn địa vị có uy hiếp, chuyên môn làm ra việc này tới âm chính mình một phen. Trình Thiếu ngực không ngừng phập phồng, nhìn chằm chằm Vương An mười mấy giây, theo sau đem nắm tay buông ra, hảo, ta cùng ngươi hồi đội. Lưỡi dao sắc bén tổng đội, cũng không ở kinh thành, mà là ở Vân Tỉnh rừng mưa giữa. Một trận chuyên dụng phi cơ trực thăng, ở kinh thành sân bay cất cánh, Trình Thiếu cùng với toàn phong một đội người, còn không có ra kinh thành sân bay, liền lại lần nữa lên không. Phi cơ trực thăng nội, Vương còn đâu cabin chung dạo bước, ánh mắt phân biệt đảo qua toàn phong này một đội người, thanh âm trầm thấp mở miệng nói, các ngươi lần này trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, còn làm cái gì? Toàn phong, người tới hội báo lần này hành trình, không cần có một chút để sót, bất luận cái gì một chút đều không được. Vương An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Toàn Phong. Toàn Phong theo bản năng nhìn mắt Trình Thiếu, đương nhìn đến Trình Thiếu kia cái ra dấu im lặng sau, hít sâu một hơi nói, Vương đội, chúng ta lần này liên tục đuổi bắt đào phạm 4 tòa thành thị, cuối cùng ở Ngân Châu đem đào phạm đánh gục, trong lúc 3 lần. Chọn trọng điểm nói, Vương An đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ta nói chính là, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, các ngươi còn làm cái gì? Toàn Phong trả lời, Vương đội, nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng ta liền ở Ngân Châu bệnh viện dưỡng thương. Đúng không, Vương An lại đem ánh mắt nhìn về phía Toàn Phong kia chi tiểu đội còn lại mấy người, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ dưỡng thương bên ngoài, các ngươi cái gì cũng chưa làm. Sử Vân mấy người qua lại đối diện vài lần, sôi nổi lắc đầu. Hảo, Vương An vỗ vỗ tay, Trình Thiếu, ngươi lần này đi Ngân Châu, vì cái gì? Trình Thiếu kiểu một cái chân bắt chéo ngồi ở trên chỗ ngồi, các đội viên bị thương. Ta đi tiếp bọn họ trở về, có sai sao? Vương An cười lạnh một tiếng, tiếp người cũng nên là về đơn vị đi, người đem người cho ta nhận được kinh thành đi. Vương An, người rốt cuộc có ý tứ gì? Trình Thiếu đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng Vương An, người là cố ý cùng ta không qua được. Khi nào, ta Trình Thiếu cách làm, cũng đến phiên người Vương An tới quản. Người phải có cái gì bất mãn, liền lôi ra tới, ta Trình Thiếu tiếp theo. Vương An nhìn Trình Thiếu dáng vẻ này. Lắc lắc đầu, ta đối với ngươi không có một chút bất mãn, chẳng qua. Chẳng qua cái gì, Trình Thiếu đi phía trước đi rồi một bước, gần gũi nhìn chằm chằm Vương An. Vương An cười cười,
từ từ ngươi sẽ biết. Vương An đám người cưỡi này giá võ thẳng tốc độ thực mau, lưỡi dao sắc bén tổng bộ ở Vân Tỉnh vị trí cực kỳ ẩn nấp, chẳng sợ Vân Tỉnh người địa phương, cũng không biết kia có một chi lưỡi dao sắc bén đại đội, tuy rằng lưỡi dao sắc bén có phía chính phủ bối cảnh, nhưng nói như thế nào cũng là một chi ngầm thế lực, tự nhiên sẽ không ở người thường trước mặt dễ dàng lộ diện. Vân Tỉnh rừng mưa giữa, có một chỗ thiên hố bốn phía, nhiều là nơi hiểm yếu, rất nhiều địa phương, cũng đều bị phía chính phủ nghiêm cấm, không cho phép người tiến vào. Thiên hố bốn phía có thác nước phi lạc, một mảnh ngân bạch giữa, chính là lưỡi dao sắc bén tổng bộ. Lưỡi dao sắc bén tổng bộ, chia làm trên mặt đất cùng ngầm hai cái bộ phận, đường phi cơ trực thăng đi vào hôm nay hố phía trên khi, có thể nhìn đến, toàn bộ thiên hố, đã sụp xuống một nửa, khói đặc tự lưỡi dao sắc bén tổng bộ giữa dâng lên. Chương 669 dám lấy quang minh đảo đồ vật. Kia nồng đậm khói đen xông thẳng phía chân trời, lưỡi dao sắc bén căn cứ trên mặt đất kiến trúc, toàn bộ biến thành phế tích. Trên phi cơ toàn phong đám người, ngơ ngác nhìn căn cứ chung một màn. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngay cả Trình Tiếu, lúc này cũng là nhìn chằm chằm phi cơ phía dưới căn cứ, hai mắt đăm đăm. Lại xem Vương An biểu tình, phảng phất đã sớm biết việc này giống nhau. Phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống, nguyên bản tại đây chung quanh, là một bộ tuyệt mỹ cảnh sắc, lúc này thiên hố sụp đổ, thác nước chặn, nguyên bản thanh sơn tú thủy, biến thành phế tích bùn lầy, ở trong không khí, còn có nồng đậm mùi thuốc súng. Mọi người đi xuống phi cơ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn phòng ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đây chính là lưỡi dao sắc bén tổng bộ A, như thế nào biến thành cái dạng này? Vương An đi tuốt đàng trước phương, quay đầu lại nhìn Trình Tiếu tám người, ta cuối cùng hỏi lại một lần, các ngươi lần này ở Ngân Châu, rốt cuộc còn làm chút cái gì? Vương đội, chúng ta thật không hiểu ngươi nói chính là có ý tứ gì A. Một người toàn phong tiểu đội đội viên đầy mặt nôn nóng mở miệng nói. Không hiểu, Vương An trà sát ngón tay, ta đây cho các ngươi nhắc nhở một chút, các ngươi có ai, cầm không nên thuộc về chính mình đồ vật. Vương An lời này vừa ra, toàn phong tiểu đội 7 người đồng thời chấn động, Trình Thiếu sắc mặt cũng trở nên có chút mất tự nhiên lên, hắn phía trước liền phỏng đoán Vương An có thể là bởi vì hỏa tinh mới đem chính mình ngăn lại tới, hiện tại vừa nghe, quả thật là như vậy. Vương An ánh mắt nhìn quét mấy người, ta hy vọng các ngươi hảo hảo cùng ta nói. Trình Thiếu lắc lắc đầu, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương An trong mắt xuất hiện một mặt thất vọng, nếu các ngươi không muốn nói, kia cũng đừng trách ta. Trình Tiếu thân thể nháy mắt căng chặt, họ Vương, ngươi tưởng đối ta động thủ sao? Đối với ngươi động thủ, Vương An lắc lắc đầu, yên tâm, đối với ngươi động thủ không phải ta, mà là bọn họ. Vương An trong miệng bọn họ hai chữ rơi xuống nháy mắt, ba đạo thân ảnh, đột nhiên đánh úp lại, thẳng đến Trình Tiếu mà đi. Này ba đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, sở mang đến uy thế, làm Trình Tiếu sắc mặt kịch biến. Trình Tiếu căn bản không kịp tự hỏi quá nhiều. Thân thể dùng sức hướng phía trước một phát, trên mặt đất một cái quay cuồng, tránh thoát này ba đạo thân ảnh đột nhiên tập kích. Trình Tiếu lúc này mới có thời gian chiều kia ba đạo thân ảnh nhìn lại, cắn răng nói ra này ba đạo thân ảnh thân phận, đảo quốc ẩn sát, ma di quốc thần khải, ý quốc khôi thủ. Ở vừa mới chiều Trình Tiếu đánh tới ba đạo thân ảnh trên người, có rõ ràng tiêu chí. Đang xem thanh ba người sau, Trình Tiếu hướng Vương An quát, Vương An. Ngươi liền như vậy mặc kệ hắn thực lực quốc gia lực tùy ý ở lưỡi dao sắc bén ra tay. Không phải hắn mặc kệ, là hắn quản không được. Lại một đạo thanh âm vang lên, theo sau, liên tiếp mấy đạo thân ảnh, dừng ở Trình Tiếu trước người, đem Trình Tiếu bao quanh vây quanh. Trình Tiếu ánh mắt ở này đó nhân thân thượng nhất nhất đảo qua, trong miệng niệm ra bọn họ thân phận, Pháp quốc ánh sáng mặt trời, Anh quốc thánh thần, châu Âu kỵ sĩ sẽ. Này đó xuất hiện ở Trình Tiếu người bên cạnh. Bọn họ ở bổn quốc thân phận, đều cùng hoa hạ lưỡi dao sắc bén là tề bình, hiện giờ nhiều người như vậy, đồng thời tụ tập ở lưỡi dao sắc bén, lại xem lưỡi dao sắc bén này sụp xuống thiên hố, đã trở thành phế tích trên mặt đất căn cứ, hơi chút có điểm đầu óc người đều có thể nghĩ đến, cùng những người này thoát không được quan hệ. Hơn 10 đạo thân ảnh đem Trình Tiếu vây quanh, nhìn này đó thân ảnh, Trình Tiếu liền tâm tư phản kháng đều sinh không ra. Trình Tiếu đứng dậy, lớn tiếng nói, các ngươi đơn phương phá hư quy củ. Sấm ta lưỡi dao sắc bén tổng bộ, đã trái với thế giới ngầm điều ước. Ha ha, ma di quốc thần khải người nọ mở miệng nói, hiện tại các ngươi lưỡi dao sắc bén, chỉ sợ đã không ở thế giới ngầm điều ước bảo hộ trong phạm vi. Một cái lập tức liền phải hủy diệt tổ chức, nói chuyện gì điều ước.
quả thực buồn cười. Một người lại một người mở miệng, nghe được Trình Tiếu như lọt vào trong sương mù, có ý tứ gì, lưỡi dao sắc bén hủy diệt. Trình Tiếu nhìn mắt Vương An, phát hiện Vương An chính vẻ mặt hàn ý nhìn chính mình. Vương An, người thân là lưỡi dao sắc bén đội trưởng, liền mặc kệ những người này tùy ý ra vào lưỡi dao sắc bén tổng bộ sao. Trình Tiếu, người tự tiện đánh vỡ thế giới ngầm cân bằng, vì lưỡi dao sắc bén dẫn địch, người có biết hay không, ta có thể ở kinh thành sân bay liền làm thịt ngươi. Vương An vẻ mặt âm hàn đi rồi đi lên, ta cho ngươi cơ hội, hiện tại đem đồ vật giao ra đây. A, à, ha ha, Trình Tiếu cười lạnh, Vương An, ta thật thế ngươi cái này lưỡi dao sắc bén đại đội đội trưởng cảm thấy hổ thẹn, ta bất quá cầm một khối hỏa tinh, ngươi nói cho ta chính là ở vì lưỡi dao sắc bén dẫn địch. Trình Tiếu đem tay bỏ vào trong túi, theo sau, một viên chỉ có móng tay cái lớn nhỏ hỏa tinh, bị hắn lấy ra tới, tại đây hỏa tinh xuất hiện nháy mắt. Vây quanh ở Trình Tiếu chung quanh mọi người trong mắt, tất cả đều lộ ra một mặt tham lam chi sắc, bất quá tại đây tham lam càng sâu chỗ, lại là thật sâu kiêng kỵ, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, này khối hỏa tinh, không thuộc về ở đây bất luận cái gì một cái thế lực. Trình Tiếu đem này khối hỏa tinh cầm trong tay, như thế nào, Vương An, ta phải đến này khối hỏa tinh, làm ngươi trong lòng bất an. Cảm thấy ngươi đội trưởng vị trí giữ không nổi. Vương An nghe Trình Tiếu nói, yên lặng lắc đầu. Xem ra ngươi còn không biết, ngươi cách làm, có bao nhiêu sai lầm. Sai lầm, Trình Tiếu cười cười, ta bắt được hỏa tinh, là làm sai. Đối, Vương An hét lớn một tiếng, làm sai, 10 phần sai. Buồn cười, Trình Tiếu hét lớn một tiếng, ta lấy phát cáo tinh, vốn là công lao một kiện, ở ngươi trong mắt, chính là 10 phần sai. Ngươi lấy hỏa tinh không tồi, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, từ quang minh đảo trong tay, đem hỏa tinh lấy tới. Đó là ngươi có thể nhúng chàm đồ vật sao? Vương An lớn tiếng chất vấn. Quang Minh Đảo, nghe thế ba chữ, Trình Tiếu trong mắt không khỏi lộ ra một mặt kính sợ, cái gì Quang Minh Đảo? Trình Tiếu, không cần lại trang, mà gì quốc thần khải người lấy ra một khoản di động, truyền phát tin một đoạn video, video chung, đúng là Trình Tiếu chưa bao giờ tới trong tay cướp đi hỏa tinh một màn. Quang Minh Đảo hỏa tinh, là phụng hiến cấp thế giới, cũng không phải cấp lưỡi dao sắc bén một nhà độc hưởng. Ta hy vọng các ngươi giao ra đây. Thần khải người ta nói. Giao ra đây đi, ẩn giết người cũng mở miệng. Này hỏa tinh, các ngươi đã cầm mấy cái giờ, đủ lâu rồi, nên cho chúng ta. Một chúng thế lực mở miệng, bọn họ tuy rằng như vậy nói, nhưng không ai, là thật sự muốn này khối hỏa tinh, bởi vì đại gia rất rõ ràng, này khối hỏa tinh, rơi xuống bất luận cái gì một phương trong tay, đều sẽ chọc đến tập thể công kích, trên thế giới này có thể trưởng quản hỏa tinh. Chỉ có Quang Minh Đảo, đây là một loại không nói gì ăn ý, nhưng hiện tại lưỡi dao sắc bén hành vi, chính là ở đánh vỡ loại này ăn ý. Trình Tiếu, người từ Quang Minh Đảo Vĩnh Hằng Vương giới chủ nhân trong tay lấy đi hỏa tinh, người thật là ra ngoài ta dự kiến a. Vương An nhìn chằm chằm Trình Tiếu. Trình Tiếu trong lòng hoảng hốt, ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta rõ ràng là từ Lâm Thị Tập Đoàn trong tay lấy tới đồ vật. Vương An hạ giọng, Lâm Thị Tập Đoàn cầm lái giả Lâm Thanh Hạp. Chính là Quang Minh Đảo đảo chủ phu nhân, địa ngục quân vương thê tử. Chương 670 ta không cần. Cái gì? Trình Tiếu, cùng với toàn phong tiểu đội 7 người, đồng thời chấn động. Vương An nói, Lâm Thanh Hạm là địa ngục quân vương thê tử, kia chẳng phải là nói, trượng phu của nàng Trương Huyền, chính là vị kia địa ngục quân vương. Cái này đáp án xuất hiện ở Trình Tiếu 8 người trong lòng, lại làm cho bọn họ không muốn đi tin tưởng. Trương Huyền. Chính là địa ngục quân vương, cái kia được xưng trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Mà gì quốc thần khải người mở miệng, Trình Tiếu, ngươi là ta đã thấy, cái thứ nhất dám từ Vĩnh Hằng Vương giới chi chủ trong tay đoạt đồ vật người, ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng thực lực của ngươi, cùng ngươi dũng khí, kém quá xa. Vĩnh Hằng Vương giới, Trình mơ ước đến tương lai thân ảnh, ở hắn trong đầu, kia bất quá chính là một cái vừa mới thành niên tiểu nha đầu, thế nhưng... Thế nhưng là Quang Minh Đảo vương giới người sở hữu, cái kia Trương Huyền, thật sự chính là ma vương Sa Tăng. Trình Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua, toàn phong tiểu đội 7 người, cũng vừa vặn chiều Trình Tiếu xem ra, này 8 người trong mắt, tất cả đều mang theo sợ hãi, bọn họ mỗi người, nhưng đều là cùng Trương Huyền kêu gào quá. Trình Tiếu cùng Sử Vân, cùng với toàn phong này 3 người, càng là mở miệng uy hiếp quá Trương Huyền. Uy hiếp địa ngục quân vương. 3 người cẳng chân bụng đều ở phát run. Trình Tiếu, người có biết hay không, người đem này khối hỏa tinh lấy vào kinh thành hậu quả là cái gì? Vương An chất vấn nói.
hậu quả, nguyên bản kiêu ngạo Trình Thiếu, giờ phút này môi đánh run run, chính mình thật muốn đem hỏa tinh giao lên rồi, phía chính phủ biết này hỏa tinh là đến từ Quang Minh đảo sau, có thể hay không giao ra đây? Đáp án khẳng định là sẽ không, nếu phía chính phủ giao ra đây, chẳng phải là nói liền thừa nhận một ít đồ vật, cần phải không giao, này hỏa tinh là thế giới các quốc gia đều nhìn chằm chằm đồ vật, kết quả là chỉ có Hoa Hạ phía chính phủ có, kia thế giới các quốc gia sẽ vui sao? Đến lúc đó đã phát sinh hậu quả, căn bản là không phải chính mình có thể thừa nhận lợi hại. Nghĩ vậy, Trình Thiếu phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sợ ướt nhẹp, hắn nhìn chính mình trong tay này tiểu khối hỏa tinh, nơi nào vẫn là cái gì chí bảo, rõ ràng chính là một khối phỏng tay khoai lang, trừ bỏ Quang Minh đảo bên ngoài, ai đều không thể chạm vào. Trình Thiếu trong lòng sợ hãi, sở hữu ngạo khí, ở cùng Quang Minh đảo dính dáng sau, toàn bộ biến mất. Vương đội, ta cái này, Vương An hừ lạnh một tiếng, Sa Tăng đại nhân đem hỏa tinh mượn ngươi chơi một chút, còn không mau còn trở về. Trình Thiếu vừa nghe lời này, nơi nào còn không rõ Vương An ý tứ, vội vàng gật đầu đáp, ta hiện tại liền đi còn, hiện tại liền đi. Trình Thiếu nói, liền hướng trên phi cơ phóng đi. Vương An nhìn mắt còn đứng tại đây Toàn Phong tiểu đội, quát, các ngươi cũng đi theo đi. Toàn Phong bảy người không dám chần chờ, vội vàng chiều phi cơ trực thăng thượng chạy tới. Đãi tám người rời đi, Vương An nhìn ở đây các quốc gia thế lực, mở miệng nói, các vị, ta phó đội lấy phát cáo tinh, chỉ là chỉ đùa một chút, ta cũng đương các người hôm nay tới, là cùng ta lưỡi dao sắc bén chỉ đùa một chút, hiện tại vui đùa khai xong, có phải hay không nên rời đi. Các quốc gia thế lực người tới trong mắt, lộ ra ăn ý tươi cười, không có dư thừa vô nghĩa, xoay người rời đi. Đang ở Ngân Châu Trương Huyền, lúc này đã thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, lâm vào mộng đẹp giữa. Chờ Trương Huyền một giấc ngủ dậy thời điểm, nhìn bầu trời còn sáng lên, có chút phát ngốc, nhìn hạ biểu mới phát hiện, đã là ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, cái này làm cho Trương Huyền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chính mình ngày hôm qua hẳn là buổi chiều về đến nhà, mơ mơ màng màng ngủ, lần này ngủ 16-17 tiếng đồng hồ. Hơn nữa bây giờ còn có loại không ngủ đủ cảm giác. Trương Huyền từ trên giường bò dậy, đi vào phòng khách vừa thấy, trong nhà ba nữ nhân quả nhiên đều đã đi rồi. Ở dương giữ nhiệt để lại hai cái chiên trứng. Trương Huyền trong lòng chảy quá một tia ấm áp, đem chiên trứng nhét vào trong miệng, tùy ý rửa mặt một phen, liền ra cửa. Hôm nay buổi sáng, có một cái đại hình mùa thu thông báo tuyển dụng sẽ muốn tổ chức, Trương Huyền mới ra môn, liền nhìn đến, ở nhà mình trước cửa, suốt đứng một loạt tám người, có chút nhân thân thượng còn đánh băng vải. Này tám người, đúng là ngày hôm qua từ lưỡi dao sắc bén tổng bộ tới rồi Trình Thiếu đám người. Ở nhìn đến Trương Huyền ra cửa thời điểm, Trình Thiếu tám người theo bản năng chạm thẳng tắp, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn Trương Huyền, lúc trước, bọn họ chỉ đương Trương Huyền là một cái hơi chút có chút cổ võ thực lực thương nhân, căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng hiện tại, bọn họ cũng không dám như vậy suy nghĩ, vị này, chính là toàn bộ thế giới ngầm thiên A. Đứng ở đằng trước Trình Thiếu, đối Trương Huyền xiểm xiểm cười, mở miệng nói, Trương tiên sinh, ngài nghỉ ngơi tốt. Tối hôm qua Trình Thiếu tám người liền tới rồi. Kết quả nghe Lâm Thanh Hạm nói Trương Huyền ở nghỉ ngơi, bọn họ tám liền đứng ở Trương Huyền trước ra môn đợi một đêm. Trương Huyền nhìn tám người liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, như thế nào, các ngươi lại cảm thấy ta Lâm thị thứ gì hẳn là thuộc về các ngươi. Trương Huyền nói, hướng biệt thự trong đại viện chu chu môi, coi trọng cái nào, trực tiếp lấy, kia xe thể thao, xe đạp, đều xem các ngươi tâm tình, chúng ta Lâm thị là không dám cùng lưỡi dao sắc bén đấu a. Trương Huyền lắc lắc đầu. Đi ra đại viện. Trương tiên sinh, Trương tiên sinh. Trình Thiếu thấy Trương Huyền phải đi, vội vàng chạy chậm đến Trương Huyền trước người, đem kia khối hỏa tinh lấy ra tới. Trương tiên sinh, ngài xem ngài này nói, chúng ta nào dám lấy ngài đồ vật a? Này còn không phải là cùng ngài chỉ đùa một chút sao, này hỏa tinh còn ngài. Chả ta, Trương Huyền nhìn đến Trình Thiếu này tư thái, liền biết, đối phương nhất định đã biết chính mình thân phận, rốt cuộc chính mình nơi này được đến tin tức. Lưỡi dao sắc bén tổng đội bị thế giới các quốc gia thế lực liên hợp lại hủy hoại một nửa, hắn nhìn mắt Toàn Phong bảy người, đường ánh mắt đảo qua Toàn Phong cùng Sử Vân trên người thời điểm, Toàn Phong cùng Sử Vân hai người, đều bày ra một bộ xấu hổ tươi cười, ngày đó liền hai người bọn họ đối Trương Huyền kêu gào tàn nhẫn nhất, phóng tàn nhẫn lời nói nhiều nhất. Đúng đúng đúng, Trình Thiếu liên tục gật đầu, này hỏa tinh còn ngài, chỉ là một cái vui đùa, hy vọng ngài đừng để ý. A, à, Trương Huyền khẽ cười một tiếng. Thực sự có ý tứ, người lúc ấy muốn hỏa tinh thời điểm, các loại uy hiếp ta, sợ tới mức ta đại thật xa đem người kêu tới,
đem hỏa tinh cho ngươi, hiện tại ngươi lại nói chỉ là một cái vui đùa, ngươi này có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ a? Trương Huyền nhìn chằm chằm Trình Thiếu. Ở Trương Huyền dưới ánh mắt, Trình Thiếu chỉ cảm thấy chính mình giống như rơi vào hầm băng giống nhau, toàn thân đều ở mạo khí lạnh, Trương tiên sinh, không phải ý tứ này, ta. Ngươi cái gì, này hỏa tinh lúc trước là ngươi muốn, liền đưa ngươi, ngươi muốn trả ta, kia nhưng chính là đánh ta mặt. Trương Huyền nói xong, trực tiếp phủi tay. Nguyên bản ở Trương Huyền nghĩ đến, này lưỡi dao sắc bén sao cũng có thể đấu tranh một chút, rốt cuộc Hoa Hạ chính là lưỡi dao sắc bén địa bàn, kết quả không nghĩ tới, này lưỡi dao sắc bén người cầm lái, căn bản là không cho chính mình lợi dụng bọn họ cơ hội, đương trường làm người đem hỏa tinh đưa về tới, căn bản không để bụng mặt mũi linh tinh sự, cái này mặt mũi, không phải đối Quang Minh đảo, mà là đối cùng lưỡi dao sắc bén đồng cấp mặt khác tổ chức. Lưỡi dao sắc bén này quang côn cách làm Trương Huyền còn có chút trở tay không kịp, này còn không có đạt tới chính mình muốn hiệu quả đâu. Hỏa tinh ngươi cầm, ta không cần. Trương Huyền phủi tay liền đi. Chương 671 Hằng Thành thông báo tuyển dụng. Lưỡi dao sắc bén mấy người nhìn Trương Huyền phủi tay liền đi bộ dáng, tức khắc tất cả đều luống cuống, vội vàng đi nhanh đuổi theo đi. Trương tiên sinh, cầu xin ngài, ngài liền thu hồi đi thôi. Không cần, Trương Huyền cũng không quay đầu lại. Trương tiên sinh, phía trước là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần cùng chúng ta so đo, Trương tiên sinh, Trương tiên sinh. Trình Tiếu đi theo Trương Huyền phía sau, không ngừng nói. Chính đại bước sau băng Trương Huyền, đột nhiên ngừng nện bước, mãnh vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trình Tiếu. Trong nháy mắt này, Trình Tiếu cảm giác chính mình bị một đầu vừa mới thức tỉnh tiền sử cự thú theo dõi, kia như núi lớn khuynh đảo áp lực, làm chính mình lời nói đến yết hầu. Lại chết sống phun không ra, hai chân đều không khỏi run. Trương Huyền nhìn Trình Tiếu, gần từng chữ một nói, ta đã nói rồi, không cần. Các ngươi không cần đem ta nói đương nói giỡn. Trương Huyền nói xong, quay đầu rời đi. Trương Huyền đầu mới vừa xoay qua đi, Trình Tiếu hai chân mềm nhũn, ngã ngồi đến trên mặt đất, mồm to thở hổn hển, trong mắt tràn đầy kính sợ nhìn Trương Huyền bóng dáng, đây là ma vương Sa Tăng sao? Chỉ là một ánh mắt. Khiến cho chính mình có loại vô pháp thở dốc cảm giác. Trình đội, hiện tại làm sao bây giờ a? Toàn Phong vẻ mặt khóc tang đi lên trước tới. Trình Tiếu lắc lắc đầu, tình huống hiện tại, hắn một chút biện pháp đều không có, thậm chí ở Trương Huyền kia một ánh mắt dưới, hắn liền lại trực diện Trương Huyền dũng khí đều không đủ, cấp vương đội hội báo đi. Toàn Phong bảy người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong mắt toàn là phức tạp chi sắc. Nếu không phải lúc trước chính mình đám người làm như vậy nhiều chuyện ra tới, nào có hiện tại phiền toái. Đối với lưỡi dao sắc bén những người này muốn như thế nào làm, Trương Huyền một chút hứng thú đều không có, hắn hử tiểu khúc, đi vào Ngân Châu trung tâm triển lãm. Trung tâm triển lãm, là ngày thường tổ chức xe phòng triển địa phương, chiếm địa 16 vạn mét vuông, chia làm 5 cái triển khu, mỗi cái triển khu 2 tầng, lần này mùa thu thông báo tuyển dụng sẽ có thể ở chỗ này cử hành, có thể thấy được này quy mô to lớn. Bí thư Lý Na nói cho Trương Huyền, đây là năm nay mùa thu lớn nhất một lần thông báo tuyển dụng biết. Chờ Trương Huyền đến nơi đây thời điểm, toàn bộ trung tâm triển lãm đã là biển người tấp nập, nhận lời mời người tuổi giai đoạn, từ thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, mãi cho đến 4-5 chục tuổi đều có, đại gia mang theo chính mình lý lịch sơ lược, tìm kiếm nhất thích hợp chính mình cương vị. Mà thông báo tuyển dụng công ty, cũng là lớn lớn bé bé, Lâm Thị, Chu Thị, Hằng Viễn, cùng với bình thường tiệm cơm, nhà ăn, đều có. Lâm Thị loại này xí nghiệp lớn sở chiếm cứ vị trí, chính là trung tâm triển lãm nhất thấy được địa phương, cũng là tiến đến ứng viên nhiều nhất địa phương. Lâm Thị ở Ngân Châu Thị Thanh danh vẫn là đãi ngộ, muốn nhận đệ nhị, không có bất luận cái gì một cái xí nghiệp dám nhận đệ nhất. Trương tiên sinh, người đã đến rồi. Trương Huyền đi vào bên này thời điểm, Lâm Thị cùng Hằng Viễn tiến đến thông báo tuyển dụng người, đều cùng Trương Huyền chào hỏi. Ân. Trương Huyền gật đầu ý bảo, hướng Lâm Thị nhân sự bộ Trần Giám Đốc hỏi thanh, ta triển vị ở đâu đâu? Trần Giám Đốc cấp Trương Huyền chỉ một chút, ở một cái thực thấy được vị trí, viết Hằng Thành An Bảo 4 cái chữ to. Trương Huyền nhìn mắt, chính mình này Hằng Thành An Bảo thông báo tuyển dụng triển vị, đều mau đuổi kịp toàn bộ Lâm Thị 1/3, cũng có chút quá lãng phí, phải biết rằng, ở cái này trung tâm triển lãm, trừ bỏ cực thiên nào đó miễn phí triển vị ngoại, còn lại mỗi một cái triển vị. Kia đều là tiền a, thiếu không thiếu tiền là một chuyện, lãng không lãng phí, là mặt khác một chuyện. Cái kia Trần Giám Đốc, ta liền chiêu một người, không dùng được lớn như vậy triển vị,
ngươi an bài người đi kia đi, ta chính mình tìm một chỗ hảo. Trương Huyền cấp Trần giám đốc nói một tiếng, chính mình đi qua đi, đem bí thư lý cấp chuẩn bị tốt triển giá cùng với ghế dựa, tất cả đều phóng tới trên bàn, thống nhất ôm đến bên cạnh đi. Trần giám đốc cũng không nhiều cùng Trương Huyền khách khí, đều là một nhà xí nghiệp, không có như vậy nhiều khách sáo đổ vật, an bài người đi đem cấp Trương Huyền lưu vị trí dùng tới. Trương Huyền ôm một cái bàn, ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng coi trọng một cái miễn phí triển vị, ở kia ngồi xuống. Dù sao là chiêu một cái trước đài, ngồi nào đều được. Bất quá, Trương Huyền phát hiện chính mình có chút xem nhẹ hiện tại người trẻ tuổi tâm tính, chính mình bày ra lương tháng 3.500 tiền lương, suốt ngồi hai cái giờ, đều không có một người lại đây hỏi một chút. Vốn dĩ Trương Huyền cho rằng một lát liền có thể thu phục sự, mãi cho đến giữa trưa cơm điểm, cũng không chiêu thượng nhân. Bí thư Lý Na vốn dĩ ý tứ, là trực tiếp làm Lâm Thị chiêu cá nhân, phái đến Trương Huyền kia đi là được, bất quá Trương Huyền không có đồng ý, hắn này hàng thành an bảo tính chất cùng bình thường công ty bảo an không giống nhau, nhận người, ít nhất đến tâm tính quá quan, phương diện này đồ vật, Trương Huyền vẫn là tính toán tự mình khảo hạch. Giữa trưa tới rồi cơm điểm, trung tâm triển lãm cũng không thấy ít người, Trương Huyền đợi một giữa trưa, nhưng thật ra chờ tới mấy người. Đối lương tháng 3.500 tiền lương cũng tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá đều bị Trương Huyền cự tuyệt. Bởi vì Trương Huyền sở yêu cầu văn bằng, cần thiết ở nghiên cứu sinh trở lên. Có bệnh A, nghiên cứu sinh tốt nghiệp tới cấp ngươi trước mặt đài. Là Lâm Thị không hảo vẫn là Hằng Viễn không tốt. Chính là, ta xem ngươi điên rồi, này liền cùng dùng 600 đồng tiền muốn đi mua chạy băng băng S600 giống nhau, si tâm vọng tưởng. Ta xem ngươi chiêu đi, ngốc tử mới đến ngươi này. Bị Trương Huyền cự tuyệt người, ở Trương Huyền thông báo tuyển dụng vị trước, lớn tiếng mở miệng. Nghe những người này nói, Trương Huyền không có ra tiếng phản bác, hắn cũng biết, chính mình 3.500 tiền lương, muốn chiêu cái nghiên cứu sinh tương đối khó, Trương Huyền cũng không kém chút tiền ấy, hắn đem tiền lương áp đến trình độ này, là có nguyên nhân. Lớn lớn bé bé thông báo tuyển dụng sẽ, Trương Huyền tham gia quá rất nhiều, trên thế giới này muôn hình muôn vẻ nhân tài, Trương Huyền cũng gặp qua quá nhiều. Hắn cái này cách làm, mục đích chính là muốn tìm cái loại này độc tinh một mặt nhân tài. Ở Trương Huyền trong mắt, cái này công ty trước đài, đều không phải là chỉ là một cái bình thường trước đài công tác, cái này Hằng Thành An bảo Ngân Châu chi nhánh công ty, sớm muộn gì ở Ngân Châu, sẽ biến thành phòng làm việc giống nhau tồn tại, mà lần này sở tuyển trước đài, muốn ở trong thời gian rất ngắn, có được một mình đảm đương một phía năng lực. Nhân tài, trước nay đều không phải bốn phía mời chào tới, mà là ở trong sinh hoạt khai quật. Tích lũy, đây cũng là Trương Huyền cho tới nay làm việc thói quen. Vẫn luôn ngồi vào buổi chiều 4 điểm, trung tâm triển lãm rất nhiều người tìm việc làm, đều biết có một cái tên là Hằng Thành công ty bảo an, dùng 3.500 lương tháng, chiêu một cái có nghiên cứu sinh văn bằng trước đài, phàm là biết tin tức này người, đều sẽ không lưu tình chút nào mắng thượng một tiếng não tàn. Trương Huyền nhìn thời gian, còn kém một giờ, hôm nay thông báo tuyển dụng sẽ liền kết thúc, hắn lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ. Lần này thông báo tuyển dụng sẽ, không có chính mình yêu cầu nhân tài A. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị hôm nay liền như vậy tính thời điểm, một cái nhìn qua có chút nhút nhát nam sinh, trong tay cầm một chương bị hắn niết có chút nhăn ba lý lịch sơ lược, cúi đầu đã đi tới. Ngươi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi nơi này là nhận người sao? Trương Huyền nhìn cái này nam sinh động tác, liếc mắt đối phương lý lịch sơ lược thư, khóe miệng hơi hơi một liệt, nhìn dáng vẻ, chính mình giống như tìm được người muốn tìm. Chương 672 Tổ Huyền. Trương Huyền nhìn về phía cái này có chút nhút nhát nam sinh, tên gọi là gì? Nam sinh trả lời, Tổ Huyền. Trương Huyền lấy qua Tổ Huyền lý lịch sơ lược nhìn thoáng qua, nói, công tác là công ty trước đài, lương tháng 3.500, có thể tiếp thu sao? Có thể, có thể. Tổ Huyền liên tục gật đầu, nhút nhát trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. U, này không phải Tổ Huyền sao? Chính là, như thế nào tại đây đâu? Đây chính là chúng ta toán học thiên tài A, như thế nào một tốt nghiệp liền tìm cái trước đài công tác. Một bên, vang lên vài đạo trào phúng thanh âm. Trương Huyền hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy một đám cả trai lẫn gái, chính vẻ mặt cười nhạo nhìn Tổ Huyền, xem này đàn cả trai lẫn gái bộ dáng, đều là vừa tốt nghiệp học sinh. Tổ Huyền gãi gãi đầu, tìm không thấy công tác. Kia khẳng định tìm không thấy, liền ngươi loại này con mọt sách, ai chịu muốn ngươi. Ngươi liền thích hợp cả đời đãi trong trường học, trở thành lão sư trong miệng tấm gương, ha 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 ha. Những cái đó học sinh không chút nào che giấu chính mình tiếng cười. Đi lạc,
nhìn đến chúng ta toán học thiên tài tìm được lương tháng 3.500 công tác, ta cứ yên tâm lạc. Một người nam sinh phất phất tay, chiều bên kia đi đến, đồng thời không quên nói, Nga, đúng rồi, chúng ta vừa mới thông qua Lâm Thị thi viết, không có ngoại ý muốn nói, về sau khả năng liền ở Lâm Thị đi làm, chậc chậc chậc, kia thực tập tiền lương liền 3.500, còn có năm hiểm một kim, tiền cảnh càng là không thể hạn lượng, không giống nào đó người. Tổ Hiển nghe được bọn họ nói, đem cúi đầu, không rên một tiếng. Trương Huyền lấy ra một chương hỏi cuốn, cùng với một cây bút nước, phóng tới Tổ Hiển trước mặt, tới, đem cái này điền hảo, nếu không có vấn đề nói, người đã bị tuyển chọn. Tổ Hiển nhìn mắt Trương Huyền lấy ra hỏi cuốn, cơ hồ không có tự hỏi, liền động bút viết đi xuống. Trương Huyền nhìn Tổ Hiển động tác, khóe miệng mỉm cười độ cung càng lúc càng lớn. Ở Tổ Hiển lý lịch sơ lược thượng, tuy rằng là nghiên cứu sinh bằng cấp, nhưng mặt trên cũng rất rõ ràng viết đến, Tổ Hiển điểm, trừ bỏ toán học là mãn phân bên ngoài, còn lại đều là không đạt tiêu chuẩn, đây là nghiêm trọng thiên khoa, nhưng bởi vì Tổ Hiển toán học thiên phú thật sự là quá hảo, trường học mới phá lệ làm hắn sinh nghiên. Trương Huyền yêu cầu nhân tài, chính là Tổ Hiển loại này, ở một cái phương diện, có được viễn siêu thường nhân thành tựu thiên tài. Ở Trương Huyền thế giới quan chung, một người bằng cấp, tuy rằng không thể quyết định một người thành tựu, nhưng lại có thể quyết định hắn đang xem đãi sự tình mặt trên thấy xa, cùng với hắn ở đối đãi một chuyện thượng tư duy logic năng lực. Đây cũng là Trương Huyền lót nền yêu cầu nghiên cứu sinh bằng cấp nguyên nhân, đồng dạng, hắn cũng phải tìm một cái ở đơn phương đặc biệt cố chấp người, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể phù hợp Trương Huyền cái này hàng thành an bảo chi nhánh công ty tồn tại quan hệ. Trương Huyền lấy ra này phân hỏi cuốn, không có cố định đáp án, cũng không có Trương Huyền nhất định vừa lòng đáp án, hắn sở xem, cũng không phải Tổ Hiển có thể cấp ra cái dạng gì đáp án, mà là xem, Tổ Hiển ở đối này đó quyết sách tính để mục đáp lại khi thái độ, là do dự không quyết đoán, vẫn là quả cảm quả quyết, Trương Huyền muốn, là người sau, vừa lúc, Tổ Hiển biểu hiện ra ngoài, cũng không phải do dự không quyết đoán. Đến nỗi 3.500 tiền lương, là Trương Huyền cố ý vẽ ra một cái phân giới điểm, đồng thời cũng là một cái dùng để sàng chọn phân chia tuyến, có thể lấy nghiên cứu sinh bằng cấp tới lựa chọn Trương Huyền tháng này tân 3.500 công tác người, là rất rõ ràng chính mình hiện tại nhất yêu cầu gì đó người, giống như là Tổ Hiển, hắn biết rõ, chính mình hiện tại chỉ cần một phần công tác, rồi sau đó mặt yêu cầu cái gì, còn lại là ở bắt được công tác này sau mới có thể đi suy xét vấn đề. Mà còn lại người, thì tại bắt được một phần công tác phía trước, liền sẽ trước suy xét công tác này sẽ cho chính mình mang đến cái gì, có cái dạng nào tăng lên. Này hai loại ý tưởng, đều không có bất luận vấn đề gì, thả nghiêm túc tới lời nói, đệ nhị loại phương pháp, mới là chính xác nhất, nhưng Trương Huyền vừa lúc yêu cầu có được đệ nhất loại ý tưởng người. Đương một người minh bạch chính mình lập tức nghĩ muốn cái gì, có được quả quyết quyết sách năng lực, đồng thời ở một phương diện có được thành tựu thời điểm, chỉ cần có một cái tốt ngôi cao, người này trong tương lai thành tựu, là vô pháp đánh giá. Vừa lúc, Trương Huyền có thể cung cấp như vậy một cái ngôi cao. Thực mau, Tổ Hiển đem Trương Huyền lấy ra hỏi cuốn điền hảo, chờ đợi kết quả. Trương Huyền xem cũng không xem này hỏi cuốn liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng nói, người trúng tuyển, theo ta đi. Nghe được lời này, Tổ Hiển ánh mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn, đi theo Trương Huyền phía sau. Trương Huyền mang theo Tổ Hiển, bay thẳng đến Lâm Thị thông báo tuyển dụng địa điểm đi đến. Vừa mới ra tiếng chào phúng Tổ Hiển mấy người, tất cả đều đứng ở Lâm Thị bên này, mỗi người đều lãnh một chương bảng biểu, chính sắc mặt hưng phấn ghé vào trên bàn điền. Đương nhìn đến Tổ Hiển chiều bên này đi tới thời điểm, những người này tất cả đều nhìn về phía Tổ Hiển. Nhìn dáng vẻ, chúng ta toán học đại thiên tài công tác là định ra. Tâm tắc, ta còn tưởng rằng đại thiên tài hôm nay có thể tìm cái gì công tác đâu, kết quả là chính là cái trước đài A, 3.500 tiền lương đủ làm gì đâu. Tiền lương thiếu nhưng thật ra không có việc gì, chủ yếu đương một cái trước đài có thể như thế nào. Cả đời đều là một cái trước đài. Đủ loại thanh âm vang lên, tràn ngập trào phúng ý vị. Tổ Hiển đi theo Trương Huyền phía sau, một câu không cổ họng, đối với này đó trào phúng thanh âm, nhìn như không thấy. Trương Huyền đồng dạng cũng tự động che chắn những người đó trào phúng thanh, hướng Lâm thị trưởng phòng nhân sự vẫy vẫy tay, Trần Giám Đốc, ngươi tới một chút. Nhân sự bộ Trần Giám Đốc lập tức chạy chậm lại đây, Trương Tiên Sinh, ngươi nói. Cái này Tổ Hiển, ngươi giúp ta cấp an bài một chút nhập chức thủ tục, ở ta trong tiệm, lương tháng 3.500, đúng rồi. Trương Huyền đột nhiên xoay người, nhìn về phía Tổ Hiển, nhà ngươi ở đâu? Tường Họa Huyền, Tổ Hiển nói cái tiểu khu danh.
Trương Huyền thoáng tự hỏi một chút, liền nghĩ đến kia tiểu khu ở đâu, khoảng cách công ty vẫn là khá xa, lại hỏi, người sẽ lái xe sao? Tổ Hiền gật gật đầu, sẽ. Trương Huyền hướng Trần Giám Đốc phất tay, vậy lại cấp xứng chiếc xe, mỗi tháng 800 khối du bổ, cứ như vậy. Tốt, Trần Giám Đốc gật đầu, đi đến Tổ Hiền trước mặt, Tổ tiên sinh, thỉnh bên này. Vừa mới chào phúng Tổ Hiền những người đó, ngồi ở bên cạnh, há to miệng, bọn họ vừa mới, đều nhìn đến Trương Huyền cái kia thông báo tuyển dụng vị, lúc ấy trong đầu tưởng chính là, người này khẳng định là người điên, là cái não tàn, lấy 3.500 lương tháng chiêu một cái nghiên cứu sinh bằng cấp trước đài. Cái này làm cho bọn họ xem đều lười đến chiều Trương Huyền kia nhiều xem một cái, nhưng không nghĩ tới, người này, thế nhưng là Lâm Thị. Hơn nữa xem hắn đối trưởng phòng nhân sự hạ mệnh lệnh bộ dáng, địa vị hẳn là không thấp. Một người học sinh nhìn không được hỏi bên cạnh Lâm Thị công nhân, anh em, hắn là ai a? Sao Trần Giám Đốc đều nghe hắn? Lâm Thị công nhân trả lời, đó là Trương Tiên Sinh, chúng ta Lâm Tổng Lão Công, Trương Tiên Sinh tuy rằng ở công ty đợi đến thời gian không dài. Nhưng hắn làm quyết định, chúng ta Lâm Tổng đều đến nghe, cho nên các ngươi về sau ở công ty, nhưng đến đánh bóng đôi mắt. Chương 673 lại làm sự. Nghe tên này Lâm Thị công nhân nói, Tổ Hiền này đó đồng học, các mở to hai mắt nhìn, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái kia ngồi ở trong một góc nhận người Trương Huyền, bị chính mình trong lòng mắng não tàn người, có như vậy địa vị, nếu sớm biết rằng, chính mình đã sớm đi nhận lời mời, này trực tiếp cấp chính là Lâm Thị đãi ngộ. Lại còn có xứng xe, quan trọng nhất chính là, chiêu này tới cũng không phải là bình thường công nhân A, mà là vị này Trương Tiên Sinh bí thư giống nhau tồn tại, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Một đám cùng Tổ Hiển giống nhau có nghiên cứu sinh bằng cấp người, giờ phút này ruột đều hối thanh, chính mình vừa mới, như thế nào liền không biết đi lên hỏi một chút đâu. Bọn họ không biết chính là, bọn họ liền tính đi hỏi, cũng sẽ không bị Trương Huyền tuyển thượng. Trương Huyền yêu cầu, là có chút cố chấp người. Thực hiển nhiên, bọn họ không phải. Chờ Tổ Hiển xử lý xong nhập chức thủ tục sau, Trương Huyền mang theo Tổ Hiển đi ra trung tâm triển lãm, chiều chính mình kia môn cửa hàng đi đến. Trên đường, Trương Huyền cấp Tổ Hiển nói chủ yếu công tác nội dung, tỉ như tiếp một ít nhiệm vụ, bảo trì bình xét cấp bậc linh tinh, đồng dạng Trương Huyền đem Giang Tĩnh cho chính mình phát tới kia bộ bình xét cấp bậc, cấp Tổ Hiển nhìn thoáng qua. Bình xét cấp bậc tổng cộng chia làm 5 sao, mà làm 5 sao an bảo hằng thành. Mỗi năm ít nhất là tiếp 12 cái 5 sao nhiệm vụ, 24 cái 4 sao nhiệm vụ, loại này nhiệm vụ, không có cố định bình xét cấp bậc phương thức, đương ghi vào hệ thống sau, mới có thể thống nhất cho điểm. Nói tóm lại, chính là công ty bảo an trong nghề đối với một ít không quải chiêu bài công ty thiết khảm. Trương Huyền phát hiện, Tổ Hiền đối loại này nhiệm vụ bình xét cấp bậc, lý giải phi thường thấu triệt, toán học phương diện thiên phú, làm hắn tư duy logic năng lực viễn siêu thường nhân. Kể từ đó, Trương Huyền cũng là hoàn toàn yên tâm xuống dưới, có Tổ Hiền ở trong tiệm nhìn, sàng chọn nhiệm vụ, liền không cần chính mình quá nhiều nhọc lòng, hằng thành an bảo, có thể hoàn toàn tự chủ vận chuyển lên. Hiện tại, Trương Huyền an bài 300 người, không trốn tránh phía chính phủ tầm mắt, lấy một loại quang minh chính đại phương thức bảo hộ Lâm Thanh Hạm đám người, mà chính hắn, cũng có thể an tâm đi làm chuyện khác, tỉ như, điều tra thần thánh thiên quốc. Buổi chiều 6 giờ, Trương Huyền lảo đảo lắc lư hướng ra đi tới. Còn ở trên đường, liền nhận được Lâm Thanh Hạm điện thoại. Lão công, người hiện tại tới một chút Hồng Kiều Hối, ra điểm sự. Lâm Thanh Hạm thanh âm giữa, mang theo một tia nôn nóng. Ta lập tức đến. Hồng Kiều Hối, ở Ngân Châu coi như là đỉnh cấp tư nhân hội sở, Hồng Kiều tập hợp cộng chia làm lầu 3, một vài lâu sẽ đối ngoại mở ra, lầu 3 tắc chỉ có cụ bị nhất định thân phận người, mới có thể tới. Toàn bộ Hồng Kiều Hối, trang hoàng tráng lệ huy hoàng. Nơi này thực thi hội viên chế, muốn ở chỗ này tiêu phí, chỉ là một năm hội phí phải 15 vạn, cái này cũng chưa tính còn lại một ít tiêu phí. Trương Huyền đi vào Hồng Kiều Hối thời điểm, Hồng Kiều Hối trước cửa bãi đỗ xe thượng, đình đầy siêu xe. Màu đỏ thắm đại môn, cho người ta một loại phú quý bức người cảm giác. Trương Huyền đi vào hội sở đại môn, bí thư Lý Na đã ở cửa chờ, nếu không Hồng Kiều Hối này hội viên chế cơ chế, Trương Huyền là không có biện pháp tiến vào. Thanh Hạm làm sao vậy? Trương Huyền vừa thấy bí thư Lý, liền mở miệng hỏi nói. Bí thư Lý lắc lắc đầu, là về thượng nhất mạn sự, hôm nay tại đây triệu khai phóng viên cuộc họp báo, nàng. Bí thư Lý lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Lâm Thanh Hạm thanh âm từ hội sở truyền ra tới, Trương Huyền tới sao? Thanh âm rơi xuống, vẻ mặt nôn nóng Lâm Thanh Hạm liền xuất hiện ở Trương Huyền trong mắt.
Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm phất phất tay, lão bà, làm sao vậy, cái kia thượng nhất mạn lại làm yêu. Vừa đi vừa nói chuyện đi, Lâm Thanh Hạm đi lên trước tới, giữ chặt Trương Huyền cánh tay, hướng hội sở đi tới, thượng nhất mạn phía trước diễn quá một bộ phim truyền hình, sắm vai một cái bác sĩ nhân vật, mới vừa phóng viên phỏng vấn thời điểm, nàng nói chính mình bản thân liền có y học bản lĩnh, sau đó. Trương Huyền nhướng mày, sau đó phóng viên hiện trường đưa ra vấn đề, nàng trả lời không lên. Ân, Lâm Thanh Hạm nhấp nhấp môi, gật đầu đáp, phóng viên ngươi cũng biết, đối thoại đề mẫn cảm độ rất cao, hiện tại tất cả đều bắt lấy về thượng nhất mạn y thuật đề tài. Trương Huyền bĩu môi, nữ nhân này, thật đúng là có thể làm sự tình. Đi theo Lâm Thanh Hạm, một đường đi vào hội sở lầu 3, ở lầu 3 cửa, đã vây quanh vô số phóng viên, cầm microphone cùng camera. Trương Huyền nhìn một vòng, không có nhìn thấy thượng nhất mạn bóng dáng. Những phóng viên này lo chính mình hướng camera nói, đương hồng minh tinh thượng nhất mạn, tự phơi có y học bản lĩnh, lúc trước đóng vai bác sĩ khoa ngoại một góc, cũng là bản sắc biểu diễn, sau đó, thượng nhất mạn sẽ ở các vị trước mặt triển lãm, thỉnh các vị rửa mắt mong chờ. Một cái lại một cái phóng viên, có ở ghi hình, có ở phát sóng trực tiếp. Lâm Thanh Hạ mang theo Trương Huyền, từ lầu 3 cửa sau đi vào. Hội sở lầu 3, từ mật tính cực cường, chia làm một đám cách gian. Giờ phút này, Trương Huyền mới vừa tiến lầu 3 đại sảnh, liền nghe một cái Lâm thời phòng hóa trang truyền đến thượng nhất mạn tức giận mắng thanh, cùng với Lâm thị xã giao giám đốc thanh âm. Thượng nữ sĩ, người trước không cần gấp, chúng ta mau chóng xử lý chuyện này. Xử lý, các ngươi xử lý như thế nào? Thượng nhất mạn chỉ vào xã giao giám đốc, lớn tiếng mắng chửi, thật muốn không thông, ngươi loại người này là như thế nào làm xã giao, phóng viên nên hỏi cái gì? Không nên hỏi cái gì, người cũng chưa an bài được chứ. Ân, ai làm cho bọn họ đề những cái đó vấn đề. Nhưng thượng nữ sĩ, người đột nhiên nói chính mình hiểu y, này cũng không ở chúng ta kế hoạch. Ta như thế nào làm, dùng đến ngươi tới nói sao? Thượng nhất mạn phẫn nộ thanh âm vang lên, hiện tại, là ngươi nếu muốn ngươi nên xử lý như thế nào chuyện này, mà không phải chất vấn ta vì cái gì nói những lời này. Các ngươi là thùng cơm sao? Từng đợt tiếng quát mắng truyền tiến Trương Huyền trong tai, Trương Huyền mày nhăn lại, này thượng nhất mạn tính tình, thật đúng là không nhỏ, hắn đẩy ra phòng hóa trang môn, đi vào phòng, nhìn đến thượng nhất mạn đang nằm ở một trương trên ghế nằm, hai cái tuổi trẻ nữ hài đứng ở nàng phía sau vì nàng xoa bả vai. Lâm thị xã giao đoàn đội liền đứng ở thượng nhất mạn trước người, đều thấp đầu. Sao lại thế này? Trương Huyền lớn tiếng hỏi. Ngươi là từ đâu ra? Thượng nhất mạn vừa thấy Trương Huyền. Lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy, các ngươi Lâm thị lão bản đâu? Ta không phải nói làm đem này tài xế khai sao? Như thế nào còn không khai? Lâm thị xã giao đoàn đội hai mặt nhìn nhau. Đi theo Trương Huyền phía sau vào nhà Lâm Thanh Hạm, cũng là mày liễu hơi nhíu, ra tiếng nói, chúng ta Lâm thị làm cái gì, còn không phải ngươi có thể tả hữu, vẫn là nói hiện tại vấn đề đi, tính toán xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Thượng nhất mạn vẻ mặt tức giận. Các ngươi Lâm thị không biết xấu hổ hỏi ta xử lý như thế nào. Ta mặc kệ, lần này sự tình, các ngươi Lâm thị cho ta giải quyết, nên như thế nào cấp truyền thông nói, các ngươi chính mình nhìn làm, ta chỉ cần kết quả. Bí thư Lý, Trương Huyền hét lớn một tiếng, đi cấp những cái đó truyền thông nói, thượng nhất mạn là vì bác trong mắt, cố ý nói chính mình hiểu y, kỳ thật cái gì đều không biết, mau đi. Ngươi dám, thượng nhất mạn phía sau Chu trợ lý một cái bước nhanh đi rồi đi lên. Chương 674 tưởng như thế nào không khách khí. Chu trợ lý ánh mắt nhìn quét Lâm thị một đám người, lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi ai dám đem việc này nói ra đi, đừng trách ta không khách khí. Nga, Trương Huyền nhẹ giọng cười, ngươi tưởng như thế nào cái không khách khí pháp. Chu trợ lý biểu tình một đốn, nàng thật đúng là không biết, chính mình có biện pháp nào có thể đối Lâm thị không khách khí, vừa mới câu nói kia, bất quá là kiêu ngạo quán, thuận miệng liền nói ra tới. Bí thư Lý, đi. Trương Huyền lại lần nữa phân phó một tiếng. Thấy bí thư Lý thật sự liền hướng đi ra ngoài, thượng nhất mạn tức khắc liền nóng nảy, giống lớn nói, ta nói cho các ngươi, có một số việc, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hiện tại làm số ta thượng nhất mạn, đối ai đều không tốt, đừng quên, các ngươi Lâm thị mới nhất sản phẩm, vẫn là ta tới đại ngôn, ta quá không tốt, các ngươi đồng dạng có hại, tương phản, ta thanh danh càng tốt, đối với các ngươi chỗ tốt cũng càng nhiều. Đại gia hiện tại là cột vào một cây tuyến thượng châu chấu. Chu trợ lý đồng thời cũng mượn cơ hội xuống đài, hướng Lâm Thanh Hạm nói, Lâm Tổng, đại gia hiện tại là hợp tác quan hệ,
làm buôn bán sao, quan trọng nhất là hòa khí sinh tài, đều là ra tới kiếm cơm ăn, không cần thiết làm như vậy cương, ta tưởng, cùng với tại đây tranh cái cao thấp, còn không bằng ngẫm lại vấn đề này giải quyết như thế nào. Lâm Thanh Hạm có chút khó xử nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, lần này đại ngôn phí, Lâm Thị không phải thảo không dậy nổi, cũng không sợ mệt, chỉ là nếu ra chuyện này về sau, Lâm Thị lại muốn tìm người khác tới đại ngôn, chỉ sợ trong nghề một chốc đều sẽ không có người dám cùng Lâm Thị hợp tác, này đối Lâm Thị mặt sau phát triển, cũng không phải cái gì tốt tin tức. Trương Huyền thở dài, không hề hé răng. Lâm Thanh Hạm đối Trương Huyền xin lỗi cười, theo sau xoay người, hỏi hướng xã giao bộ giám đốc, hiện tại trên mạng thế nào, chú ý độ cao sao? Xã giao bộ giám đốc sắc mặt ngưng trọng gật đầu, chú ý độ dị thường cao, cảm giác có người lần này cố ý ở sau lưng quạt gió thêm củi. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, ngẫm lại cũng là, chưa từng có cái nào đương hồng minh tinh, làm trò như vậy nhiều truyền thông mặt, đem nói như vậy mãn, lúc này đây, một chút đã bị người chú ý tới, cây to đón gió, muốn làm thượng nhất mạn xuống đài người cũng không ở số ít. Thượng nhất mạn mở miệng, ta thuyết minh một chút, mặc kệ chuyện này chú ý độ cao không cao, chẳng sợ chỉ có một người nhìn, cũng không thể liền như vậy tính, cần thiết phải nghĩ biện pháp cho ta hoàn mỹ giải quyết. Các người đi bệnh viện tìm chút trường hợp nói là ta làm cũng đúng, bằng mau tốc độ cho ta mua được y học viện cũng đúng, này đó là các ngươi Lâm Thị sự. Lâm Thanh Hạm đi đến Trương Huyền bên người, lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng, lão công, nếu không ngươi giúp giúp nàng. Trương Huyền cười khổ một chút, lão bà, không phải ta không muốn giúp nàng, mà là chuyện này, ta vô pháp giúp a, ta nhưng thật ra có thể tìm cái dịch dung đại sư tới, làm một cái thật sự hiểu y người giả trang nàng. Nhưng hiện tại thời gian cũng không kịp, ta tìm người lại đây ít nhất đến muốn nửa ngày thời gian. Này không cần, Lâm Thanh Hạm vẫy vẫy tay, ngươi nghe điểm những phóng viên này vấn đề, thông qua tai nghe nói cho nàng là được. Này liền hành, tận lực hỗn qua đi đi, Lâm Thanh Hạm thở dài một tiếng, ai cũng không thể tưởng được, nàng đột nhiên liền ở truyền thông phía trước nói ra nói như vậy, nàng ứng dụng mạng xã hội fan là một chút chướng không ít, chú ý độ cũng mau đăng đỉnh hot search. Hành đi lão bà, Trương Huyền đáp ứng rồi xuống dưới. Lão công, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Hạm bắt lấy Trương Huyền tay, ngọt ngào cười. Cùng Trương Huyền sau khi nói xong, Lâm Thanh Hạm lại đi đến một bên, đem kế hoạch cấp Thượng Nhất Mạn nói một chút. Thượng Nhất Mạn nghe được chính mình thế nhưng muốn cùng Trương Huyền hợp tác, sắc mặt thật không đẹp, đôi tay ôm ở trước ngực nói, làm hắn từ từ nói chuyện thời điểm, đừng nói cái gì vô nghĩa, nghe được hắn thanh âm, sẽ làm ta cảm giác ghê tởm. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, cố nén trong lòng tức giận, nếu Lâm Thị, không phải nàng ra ra cả đời này tâm huyết, nàng hiện tại nhất định sẽ lớn tiếng nói cho Thượng Nhất Mạn, làm nàng cút đi. Trương Huyền bĩu môi, lấy qua bí thư lý truyền đạt tai nghe, không có lại nhiều cùng Thượng Nhất Mạn nói một lời, thẳng đi đến một bên đợi đi. Thượng Nhất Mạn cũng đem headset hảo, sửa sang lại hạ dung trang, trên mặt treo lên một mạt mỉm cười, mở ra phòng hóa trang môn, đi ra lầu ba đại sảnh. Xuất hiện ở các phóng viên màn ảnh hạ, giờ khắc này Thượng Nhất Mạn, hoàn toàn không có vừa mới kia phúc kiêu ngạo bộ dáng. Các vị, thật sự xin lỗi, vừa mới một mạn thân thể có chút không thoải mái, hiện tại đã điều chỉnh tốt, các vị có vấn đề nói, thỉnh vấn đề đi, bất quá thời gian chỉ có 10 phút, thỉnh các vị phóng viên các bằng hữu không cần đề chút quá mức rườm rà vấn đề nga. Chu trợ lý cũng là một bộ hòa ái bộ dáng xuất hiện ở màn ảnh hạ. Một mạn. Người nói người đã từng chuyên đọc ngoại khoa y học phương diện, nhưng người lý lịch, không có bất luận cái gì về phương diện này ký lục a. Một người phóng viên đặt câu hỏi. Thượng Nhất Mạn hơi hơi mỉm cười, về y học phương diện thư, ta đều là ở thời gian nhàn hạ tự học, bởi vì ta người này, từ nhỏ tâm nguyện, chính là làm một người bác sĩ. Qua, tự học, một mạn cũng quá tuyệt vời đi. Kia cần thiết bổng a. Lần này hội chiêu đãi ký giả chung, không riêng tất cả đều là phóng viên. Còn có Thượng Nhất Mạn fan, nghe tới Thượng Nhất Mạn như vậy sau khi trả lời, lập tức vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Thượng Nhất Mạn nghe các fan truyền đến thét chói tai cùng kinh hô, trên mặt tươi cười càng hơn vài phần. Một mạn, xin hỏi, một người bệnh ở động mạch vành người bệnh ở toàn ma chuyến về tả phổi cắt bỏ thuật, thuật chung xử lý phổi môn khi đột nhiên xuất hiện tâm thất rung động, sử dụng loại nào phương pháp nhất chính xác? Lại một người phóng viên hỏi. Vấn đề này, có thể nói là thực chuyên nghiệp. Nếu không có nghiên cứu quá người, căn bản vô pháp đáp thượng. Thượng Nhất Mạn hơi hơi mỉm cười, chọn dùng ngực nội điện trừ run phương pháp là được. Cái này đáp án, tự nhiên là Trương Huyền nói cho Thượng Nhất Mạn. Thượng Nhất Mạn đáp xong,
hướng phóng viên nói, các vị phóng viên bằng hữu, các ngươi nếu nghi ngờ ta thượng nhất mạn y thuật, đại nhưng không cần thiết hỏi cái này chút đơn giản đồ vật, hỏi một ít hơi chút khó vấn đề hảo. Đơn giản vấn đề, một mạn, theo ta được biết, vừa mới cái kia vấn đề, là 6 năm trước khảo thí để kho giữa lựa chọn đề, chuyên nghiệp tính rất mạnh, ngươi nếu nói cái này đề mục đơn giản, xin hỏi ở ngươi trong lòng, cái gì đề mới tính khó đâu? Khó, thượng nhất mạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, theo sau hơi hơi mỉm cười, thực xin lỗi, về y học loại đề, ở ta trong mắt, cũng không có khó. Thượng nhất mạn này một tin tưởng tràn đầy trả lời, lại khiến cho bên ngoài các fan một trận tiếng hoan hô. Có phóng viên lại lần nữa hỏi ra một ít vấn đề, đều bị thượng nhất mạn nhẹ nhàng đáp ra. Một mạn, nếu ngày nọ ngươi đột nhiên ở trên phố nhìn đến một người người bệnh, ngươi sẽ ra tay thi cứu sao? Đương nhiên sẽ, y giả nhân tâm, hành y cứu thế, đương một cái bác sĩ, là ta mộng tưởng, nếu ngày nào đó, đại gia không nghĩ ở trên màn hình lớn nhìn đến ta, ta nhất định sẽ chuyển hình trở thành một cái bác sĩ. Thượng nhất mạn không cần nghĩ ngợi trả lời nói. Chương 675 cùng loại tồn tại. Chu trợ lý đứng ở một bên, nhìn trong sân thế cục, vỗ vỗ ngực, mắt thấy thời gian mau đến, nàng sợ cành mẹ đẻ cành con, lập tức đi tới, các vị, hôm nay thời gian liền đến nơi này, nếu các vị còn có cái gì khác vấn đề, thỉnh mặt sau hỏi lại đi. Chu trợ lý đẩy ra các phóng viên microphone, thượng nhất mạn nhưng thật ra còn có chút chưa đã thèm hương vị, mỗi một lần trả lời ra vấn đề, nhìn đến những phóng viên này nhóm kinh diễm ánh mắt, nghe được các fan hoan hô, đều làm nàng có tràn đầy cảm giác thành tựu. Đối với như vậy kết quả, Chu trợ lý cũng là dị thường vui sướng, nàng có thể nghĩ đến, hôm nay việc này một quá, thượng nhất mạn giá trị con người tuyệt đối sẽ lại lần nữa dâng lên, công ty quản lý một vui vẻ, chính mình được đến chỗ tốt cũng sẽ không thiếu cái gì. Trương Huyền gỡ xuống tai nghe. Lão công, vất vả ngươi lạp. Lâm Thanh Hạm đứng ở Trương Huyền phía sau, xinh xắn nhìn Trương Huyền. Vất vả cái gì, không phải nói mấy câu sự sao. Trương Huyền vẫy vẫy tay, hắn mới vừa đứng lên, liền thấy phòng hóa trang môn bị người đẩy ra. Thượng nhất mạn đầu cao cao dơ lên, giống một con cao ngạo thiên nga trắng giống nhau, bước đi tiến hóa trang thất, xem cũng không xem Trương Huyền liếc mắt một cái, hướng xã giao bộ giám đốc nói, được rồi. An bài xe đi, cơm chiều chuẩn bị tốt sao, vội một ngày đều mau mệt chết, ta về sau nhưng không nghĩ tái kiến tình huống như vậy xuất hiện, các ngươi Lâm thị chú ý điểm. An bài hảo, xe liền ở dưới lầu, xã giao bộ giám đốc vội vàng đáp, theo sau vội vàng an bài người, mang theo thượng nhất mạn rời đi nơi này. Lão bà, chúng ta cũng đi thôi, ngày đó liền đáp ứng mỗi ngày mang nàng đi nhi đồng nhạc viên chơi, vừa vặn liền hôm nay đi. Trương Huyền kéo Lâm Thanh Hạm tay, cũng hướng ra phía ngoài đi đến. Lâm Thanh Hạ một khuôn mặt một chút liền đỏ, tuy rằng nàng đã sớm nhận định Trương Huyền, hai người chi gian cảm tình cũng là càng ngày càng tốt, nhưng bắt tay loại này thân mật động tác, vẫn là rất ít trước mặt ngoại nhân làm, huống chi ở đây còn có như vậy nhiều chính mình công nhân. Nhưng xấu hổ về xấu hổ, Lâm Thanh Hạ vẫn là tùy ý Trương Huyền như vậy lôi kéo, đi ra hội sở. Lâm Thanh Hạ xe liền ngừng ở hội sở ngoại, Trương Huyền lái xe, mang theo Lâm Thanh Hạ về trước Lâm thị tiếp Tần Nhu cùng mỗi ngày. Mới vừa đem xe ở Lâm thị đại lâu trước cửa dừng lại, Trương Huyền liền nhìn đến đứng ở Lâm thị trước cửa mấy đạo thân ảnh, tổng cộng 9 người, chờ ở Lâm thị trước cửa, trong đó 8, Trương Huyền buổi sáng gặp qua, chính là Trình Tiếu cùng Toàn Phong kia một đội người, dư lại một cái, là lưỡi dao sắc bén tổng đội trưởng, Vương An. Trương Huyền mới vừa xuống xe, Vương An đám người liền đã đi tới. Trương tiên sinh, ngài hảo. Vương An đi tuốt đàng trước mặt, khách khí hướng Trương Huyền chào hỏi. Lâm Thanh Hạm nhìn thoáng qua, thực hiểu chuyện mở miệng nói, lão công, ngươi trước vội, vừa vặn công ty có chút việc xử lý, ta đi xử lý xong rồi tới tìm ngươi. Nói xong, Lâm Thanh Hạm đi nhanh chiều công ty trên lầu đi đến. Trương tiên sinh, chúng ta này đó đội viên, niên thiếu khinh cuồng, không hiểu chuyện, đắc tội ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không cần theo chân bọn họ chấp nhặt a. Vương An bồi vẻ mặt tươi cười, hôm nay này một buổi chiều, nhưng cho hắn sốt ruột hỏng rồi, đương buổi sáng biết được Trình Tiếu mấy người không có đem hỏa tinh còn trở về thời điểm, Vương An liền trước tiên tới rồi Ngân Châu. Phải biết rằng, hiện tại này khối hỏa tinh, đó chính là phỏng tay khoai lang, nhiều lấy một phút, liền nhiều một phân nguy hiểm, nếu này hỏa tinh thật muốn còn không quay về, Vương An tuyệt đối tin tưởng, sẽ có không dưới 20 cái đỉnh cấp ngầm thế lực tìm tới lưỡi dao sắc bén. Đến lúc đó sẽ có cái dạng nào hậu quả, Vương An cũng không dám tưởng tượng, chỉ sợ lưỡi dao sắc bén bị giết, kia đều là nhẹ nhất đi.
Vương An quay đầu lại trừng mắt nhìn Toàn Phong mấy người liếc mắt một cái, mau, cấp Trương Tiên Sinh xin lỗi. Trương Tiên Sinh, phía trước nhiều có đắc tội, thỉnh ngài tha thứ. Toàn Phong đem cúi đầu. Còn lại vài tên đội viên, cũng đều cúi đầu ra tiếng xin lỗi, thái độ thành khẩn. Phía trước bọn họ đối đãi Trương Huyền khi kiêu ngạo thái độ, nói những lời này đó, hiện tại hồi tưởng lên, giống như là một cái nhớ dùng sức cái tát, đánh vào trên mặt. Vương An duỗi tay lấy ra hỏa tinh, Trương Tiên Sinh, thỉnh ngài nhận lấy đi. Trương Huyền liếc mắt Vương An trong tay hỏa tinh, mở miệng nói, nhận lấy đến không có vấn đề, chẳng qua, các ngươi một cái vui đùa, làm ta người từ Quang Minh đảo suốt đêm tới rồi, đem hỏa tinh cho các ngươi, hiện tại các ngươi nói từ bỏ, có phải hay không đến cấp bổ điểm lộ phí. Bằng không về sau còn không được ai, đều đạp lên chúng ta Quang Minh đảo trên đầu ị phân. Bồi thường, khẳng định muốn bồi thường. Vương An liên tục gật đầu, Trương Tiên Sinh ngài mở miệng, chỉ cần chúng ta lưỡi dao sắc bén có thể làm được. Trương Huyền vươn một ngón tay, tin tức, các ngươi điều tra sở hữu về thần thánh thiên quốc sự tình, ta đều phải biết. Này, Vương An trên mặt lộ ra một tia khó xử, về thần thánh thiên quốc sự, đã bị liệt vào tối cao cơ mật, sở hữu điều tra kết quả, đều là SSS bảo mật cấp bậc. Như thế nào, không muốn, Trương Huyền khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Vương An hít sâu một hơi, Trương Tiên Sinh, chúng ta tiếp thu. Thông minh, Trương Huyền búng tay một cái, từ Vương An trong tay lấy đi kia khối hỏa tinh, đi nhanh rời đi. Nhìn Trương Huyền bóng dáng, Vương An đám người, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi mấy cái, Vương An cú đánh tiếu cùng Toàn Phong mấy người quát, mỗi người trở về, cho ta viết một phần kiểm tra, nửa năm nội, không được chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, tham dự căn cứ trùng kiến công tác. Trình Tiếu đám người qua lại đối diện, đều từ đối phương trong mắt, thấy được chua xót. Trương Huyền ngồi ở Lâm Thị Đại sảnh đợi trong chốc lát, trong nhà ba nữ nhân đồng thời cưỡi một bộ thang máy xuống lầu. Ba ba, mỗi ngày vui mừng một tiếng, chiều Trương Huyền chạy tới. Trương Huyền đem mỗi ngày ôm vào trong ngực, đi, ba ba mang ngươi đi nhạc viên chơi. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu hai nàng, đứng ở một bên, nhìn Trương Huyền trên mặt lộ ra tươi cười, cũng là nhìn nhau cười. Một đêm sung sướng thời gian, ở người một nhà tiếng cười giữa qua đi, buổi tối về đến nhà sau, Trương Huyền liền quần áo đều lười đến thoát, trực tiếp một đầu chát đến trên giường, mí mắt đều mau nâng không đứng dậy. Ở bên ngoài chơi thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình phá lệ mỏi mệt, hướng trên giường một nằm, buồn ngủ như thủy triều đánh úp lại. Bóng đêm tiệm thâm, Trương Huyền phát ra cân xứng tiếng hít thở, ở hắn trong túi hỏa tinh, tản ra mỏng manh ánh sáng, một minh một ám. Ngày hôm sau, Trương Huyền ở một trận chói mắt ánh mặt trời trung tỉnh lại, xem mắt trên tường đồng hồ nội biểu hiện thời gian, đã mau 11 giờ, hắn lắc lắc đầu, rửa mặt, trong phòng ba người đã toàn bộ rời đi. Trương Huyền lấy ra di động, mười mấy cuộc gọi nhỡ, ấn nhập Trương Huyền trong mắt, tất cả đều là đến từ chính phí lôi tư. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị cấp phí lôi tư hồi bát qua đi, điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là phí lôi tư đánh tới. Lão đại, thế giới ngầm ra đại sự. Phí lôi tư có chút ngưng trọng thanh âm ở điện thoại chung vang lên, đêm qua, có tổng cộng 7 cái một bậc ngầm thế lực, phân biệt để Ý quốc, Anh quốc, Ấn quốc, toàn bộ chịu khổ diệt môn, chúng ta phái người đi ra ngoài điều tra, đến trở về kết quả, chúng ta suy đoán, là một loại cùng loại với thị tộc tồn tại động tay. Chương 676 nếu không thay đổi người đi. Cùng loại với thị tộc tổ chức. Trương Huyền phía trước vẫn luôn cũng đang lo lắng một vấn đề, nếu nói, Hoa Hạ có thị tộc tồn tại. Từ cổ duyên tồn đến nay. Như vậy còn lại quốc gia, cũng nhất định sẽ có như vậy từ xưa truyền xuống tới thế lực, chỉ là không biết bọn họ như thế nào truyền thừa. Hiện tại, thị tộc đột nhiên có xuất thế dấu hiệu, còn lại quốc gia truyền thừa thế lực, cũng sôi nổi chạm đầu lộ giác, này nhất định không phải bởi vì trùng hợp, mới làm này đó thần bí thế lực toàn bộ thò đầu ra. Nhưng rốt cuộc, vì cái gì đâu? Trương Huyền mày nhăn lại. Trương Huyền suy tư trong quá trình. Phí lôi tư thanh âm lại lần nữa ở điện thoại chung vang lên. Lão đại, Bạch Trì kia tiểu tử gần nhất làm người ở Vân Tỉnh điều tra một sự kiện, theo hắn nói chuyện này khả năng cùng gần nhất thị tộc xuất thế có quan hệ, người có thể cùng hắn liên hệ một chút. Người tiếp tục đinh những cái đó thần bí tập đoàn tài chính, có động tĩnh gì, trước tiên nói cho ta. Trương Huyền hướng phí lôi tư nói. Kết thúc cùng phí lôi tư trò chuyện, Trương Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là không cùng Bạch Trì liên hệ, nếu có cái gì phát hiện. Bạch Trì khẳng định sẽ trước tiên báo đi lên. Rời giường hơi chút thu thập một chút, ăn vài thứ,
Trương Huyền nhận được Lâm Thanh Hạm điện thoại. Lão công, người muốn đi điện ảnh thành sao? Điện ảnh thành, Trương Huyền bị Lâm Thanh Hạm đột nhiên hỏi có chút ngốc. Đúng vậy, hôm nay chúng ta tổ chức ở điện ảnh thành quay chụp, người muốn hay không đi cùng nhau chơi chơi? Trương Huyền tuy rằng chưa thấy được Lâm Thanh Hạm, nhưng căn cứ Lâm Thanh Hạm nói chuyện ngữ khí, cũng có thể nghĩ đến nữ nhân trên mặt kia phúc ý động biểu tình, nghe ý tứ này, Lâm Thanh Hạm cũng rất tưởng ở điện ảnh thành chơi một vòng. Ngẫm lại Lâm Thanh Hạm ngày thường công tác trạng thái, nhàn hạ thời gian cơ hồ rất ít. Hành, lão bà, các ngươi là đi trước vẫn là chờ ta cùng nhau? Trương Huyền đáp ứng xuống dưới. Lâm Thanh Hạm trong thanh âm nhiều vài phần nhảy nhót, kia có công tác muốn bố trí, ta đi trước an bài hảo, người đuổi trong đó ngọ lại đây là được. Trương Huyền đi trước chính mình khai hằng thành an bảo chi nhánh công ty nhìn thoáng qua, không có gì vấn đề sau, đi trước điện ảnh thành. Điện ảnh thành xem như Ngân Châu tiêu chí điểm du lịch, rất nhiều kinh điển điện ảnh kịch, đều là ở chỗ này quay chụp, tới rồi tiết ngày nghỉ, điện ảnh bên trong thành sẽ xuất hiện thật nhiều sắm vai Tím Hà cùng Chí Tôn Bảo Người, cũng là một phen phong cảnh. Hôm nay không phải tiết ngày nghỉ, điện ảnh thành người cũng không phải rất nhiều, thời tiết hơi lạnh, làm người có một loại cả người thoải mái cảm giác. Điện ảnh bên trong thành, một cái đoàn phim đang ở bận trước bận sau, cũng không phải quay chụp cái gì điện ảnh phim truyền hình, mà là một cái đại ngôn. Đoàn phim người bận trước bận sau sáng sớm thượng, Lâm Thanh Hạm đứng ở đoàn phim chung, mày liễu hơi nhíu. Thế thân đâu, tới lại bổ một hồi. Đạo diễn, thế thân diễn đã chụp xong rồi, liền kém thượng tiểu thư người tới bổ cái chính diện là được. Người đâu, bổ cái chính diện kết thúc công việc. Còn không có tới. Còn không có tới, không phải nói buổi sáng 8 giờ liền tới rồi sao? Hiện tại đã giữa trưa. Đạo diễn cùng camera đối thoại, cơ hồ toàn bộ đoàn phim nội người đều có thể nghe được rõ ràng. Người đâu, sao lại thế này? Lâm Thanh Hạm hướng bí thư lý hỏi. Đã gọi điện thoại thúc giục, đối phương nói đang ở trên đường. Bí thư lý bắt lấy di động, trả lời nói. Giữa trưa 12 giờ rưỡi, Trương Huyền lảo đảo lắc lư đi vào điện ảnh thành. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm thị đoàn phim, bước nhanh đi tới, ở đoàn phim chung tìm được rồi Lâm Thanh Hạm. Lão bà, vội xong rồi sao? Trước cùng nhau ăn một bữa cơm lại chuyển đi, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm nói. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, còn không có, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi sẽ đi, còn kém một cái màn ảnh, chờ thượng nhất mạn tới liền chụp xong rồi. Ân, hành, Trương Huyền tìm cái địa phương ngồi xuống. Lâm Thanh Hạm hướng bí thư lý phân phó nói, bí thư lý. Trước đem đại gia cơm trưa an bài một chút đi, làm đại gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hết thảy bối cảnh làm xong, hiện tại chỉ còn thượng nhất mạn tới bổ mấy cái chính mặt màn ảnh, mọi người đều ở đoàn phim chờ. Buổi chiều 2 điểm, bí thư lý, lại gọi điện thoại hỏi sao, Lâm Thanh Hạm nhìn mắt đồng hồ, mày nhăn lợi hại hơn. Hỏi, đối phương nói ra môn, mau tới rồi, bí thư lý trả lời. Ra cửa, mới vừa không phải nói mau tới rồi sao? Bí thư lý cười khổ một chút, nàng cũng chỉ là đem thượng nhất mạn bên kia nói cho nàng đồ vật truyền đạt lại đây, dư thừa nàng cũng vô pháp hỏi. Đã đến giờ buổi chiều 4 điểm, điện ảnh trong thành, như cũng không gặp thượng nhất mạn thân ảnh, bí thư lý lại đem điện thoại đánh qua đi, đã là không người tiếp nghe trạng thái. Trương Huyền dựa vào trên chỗ ngồi, cảm thụ được thời gian dần dần qua đi, một ngày thời gian, liền như vậy hoàn toàn tiêu hao. Lão công! Hôm nay chỉ sợ vô pháp cùng ngươi cùng nhau đi dạo. Lâm Thanh Hạm đi đến Trương Huyền bên người ngồi xuống, mặt đẹp thượng che kín xin lỗi. Trương Huyền nắm lên Lâm Thanh Hạm nhu đề, không có việc gì a lão bà, chỉ cần có thể cùng ngươi đãi cùng nhau thì tốt rồi. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên. Đúng rồi, Trương Huyền hỏi Thanh, lão bà, cần thiết phải dùng cái này thượng nhất mạn sao, đổi một cái khác nghệ sĩ không được sao. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu. Hiện tại Lâm thị tuy rằng phát triển càng ngày càng tốt, nhưng trước sau ở vào tam tuyến thành thị, chúng ta cùng phần lớn giải trí công ty căn bản không có gì tiếp xúc, nhị tam tuyến nghệ sĩ hảo thỉnh, nhưng một đường, đương kỳ đều thực mãn, muốn một lần nữa bài, chúng ta sản phẩm mới tuyên bố cũng lửa xém lông mày, căn bản chờ không đi xuống, thượng nhất mạn là nhất thích hợp người, nàng tự thân hình tượng cùng chúng ta công ty sản phẩm ăn khớp, nàng fan quần thể loại hình, cũng là chúng ta định nghĩa tiêu phí quần thể. Trương Huyền suy tư một phen. Lão bà, ta nhưng thật ra nhận thức vài người, bằng không ta đem bọn họ tìm tới cấp ngươi thử xem. Trương Huyền xem cái này thượng nhất mạn chỉ là tới chụp cái màn ảnh, đều làm nhiều chuyện như vậy, rong rong dài dài, lại thích chơi đại bài, mặt sau cuộc họp báo thời điểm, làm người phát ngôn nàng cũng muốn ra mặt,
còn không biết có bao nhiêu phiền toái đâu, nếu Lâm Thanh Hạ muốn nguyện ý, đơn giản đổi mấy cái nghệ sĩ tới hảo. Ngươi còn nhận thức nghệ sĩ đâu? Ai à? Lâm Thanh Hạm có chút tò mò hỏi. Kỳ thật cũng không riêng gì nghệ sĩ a, cầu tinh a, đua xe tay a. Trương Huyền ánh mắt một phiết, vừa vặn nhìn đến một chương poster, duỗi tay chỉ một chút, liền cái kia, ta nhớ rõ là ca hát đi, hắn cũng đúng a. Lâm Thanh Hạm theo bản năng theo Trương Huyền chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, cái miệng nhỏ lập tức há hốc, hắn. Lão công, người có thể đem hắn gọi tới, hắn chính là toàn thế giới đỉnh cấp ca sĩ a, hắn album ở toàn cầu doanh số đạt tới 600 triệu chương. Có thể, người muốn cảm thấy hắn có thể nói, ta hiện tại an bài đem hắn mang lại đây, mấy cái giờ liền đến, còn có này mấy cái. Trương Huyền lấy ra di động, điều mấy chương ảnh chụp cấp Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền di động thượng những cái đó ảnh chụp, lão công, những người này, mỗi một cái nhưng đều là đứng ở ngành sản xuất đỉnh A, bọn họ fan nhưng không ngừng một quốc gia, đó là toàn cầu tính, lực ảnh hưởng thật lớn. Ngươi thật sự có thể đem bọn họ gọi tới. Trương Huyền cười cười, lão bà, không phải ta đem bọn họ gọi tới, là ta nói một lời, bọn họ tranh nhau tới. Chương 677 thêm tiền. Lâm Thanh Hạm nghe được Trương Huyền lời này, nhìn Trương Huyền, thật lâu không có ra tiếng, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, lão công, đây là địa ngục quân vương uy thế sao? Cái gì địa ngục quân vương a? Trương Huyền che chán, lão bà, ngươi tuyển một cái đi. Làm ai lại đây? Kia, Lâm Thanh Hạ mặt lộ vẻ suy tư, nếu là dĩ vãng, Trương Huyền nói này đó minh tinh, tùy tiện tới một cái, đều có thể làm Lâm Thanh Hạm không chút do dự đồng ý, hiện tại làm nàng tại như vậy nhiều người chúng tuyển một cái, thật làm nàng có điểm không hảo quyết định, cái nào đều không đành lòng buông a. Lâm Thanh Hạm chạy đến một bên, tìm Lâm Thị kế hoạch bộ thương lượng một chút, ước chừng gần nửa tiếng đồng hồ, Lâm Thanh Hạm mới làm ra lựa chọn. Nàng lựa chọn một người hơn 30 tuổi hoa hạ nữ nghệ sĩ, lão công, bằng không liền nàng đi. Ách, Trương Huyền mặt lộ vẻ một tia khó xử. Làm sao vậy lão công, là có khó khăn sao? Đổi một cái cũng đúng lạp, những người này tùy tiện tới một cái, hiệu quả đều so thượng nhất mạn hiếu thắng vô số lần. Không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, lão bà, ta xem ngươi có chút khó tuyển, mới vừa thông chi người, làm cho bọn họ đều đã tới. Toàn, đều đã tới. Tuy là Lâm Thanh Hạm, nghe được lời này, đều có chút sững sờ, này đó thế giới đỉnh cấp minh tinh phóng cùng nhau, đều đủ toàn cầu tối cao thảm đỏ quy mô, hiện tại tất cả đều gọi tới, cấp Lâm Thị chụp một cái đại ngôn. Trương Huyền từ ghế trên đứng lên, giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, đi thôi, lão bà, ta làm người trực tiếp an bài phi cơ trực thăng tới này, bọn họ chỉ sợ còn phải muốn mấy cái giờ, này mấy cái giờ, hai ta phải hảo hảo đi đi dạo đi. Ngân Châu Thị một nhà tư nhân spa hội sở chung. Thượng Nhất Mạn thoải mái dễ chịu nằm ở massage trên giường, nhắm mắt hưởng thụ. Chu trợ lý cầm một cái máy tính bảng, ngồi ở một bên, một Mạn, ngày hôm qua phóng viên cuộc họp báo sau khi kết thúc, chúng ta thành công đăng đỉnh hot search đệ nhất, vừa mới công ty quản lý gọi điện thoại tới, chỉ sợ ngươi lần này giá trị con người, lại phải hướng nâng lên một mảng lớn. Ha ha, Thượng Nhất Mạn nhẹ nhàng cười, này chỉ là cái bắt đầu mà thôi, hiện tại vài giờ. Chu trợ lý nhìn xuống tay cánh tay, trả lời, buổi chiều 4 điểm. Nga, cùng Lâm Thị ước chính là vài giờ tới. Buổi sáng 8 giờ. Vậy chờ một chút đi, chờ đến 6 giờ thời điểm, người nhớ rõ kêu ta. Thượng Nhất Mạn nói xong, đem tay đặt ở bụng nhỏ chỗ, an an tĩnh tĩnh nằm, không nói chuyện nữa, chỉ chốc lát, phát ra cân xứng tiếng hít thở, hiển nhiên đã là ngủ rồi. Chu trợ lý nhìn mắt di động thượng chưa tiếp điện thoại, ước chừng có mười mấy cái, tất cả đều là bí thư lý đánh tới. Nàng vẻ mặt không thèm để ý đưa điện thoại di động ném tới một bên, cũng thoải mái dễ chịu nằm đến một chương massage trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Điện ảnh bên trong thành, Lâm Thanh Hạm làm bí thư lý an bài đại gia trước nghỉ ngơi, buổi tối khoảng 7 giờ lại tiến hành quay chụp, toàn bộ giao đãi xong sau, liền cùng Trương Huyền chuyển đi. Hai người thật lâu đều không có hưởng thụ quá như vậy hai người thời gian, tay cầm tay ở điện ảnh thành đi rồi lên, Lâm Thanh Hạm giống như là một cái tò mò tiểu cô nương giống nhau. Gì đều muốn nhìn một chút, gì đều tưởng nếm thử một chút, bất chi bất giác chung, sắc trời dần dần đen đi xuống. Mùa thu buổi chiều 7 giờ, ánh nắng chiều đã tan đi. Một chiếc GMC xử tiến điện ảnh trong thành, ngừng ở Lâm Thị đoàn phim trước. Thượng Nhất Mạn thành thành thơi thơi từ bảo mẫu trên xe đi xuống, nhìn mắt có chút trống vắng đoàn phim, mày nhăn lại, lớn tiếng quát lớn nói, sao lại thế này? Người đâu, mau tới bổ trang.
Nguyên bản chờ đến 7 giờ, đã có chút mơ màng sắp ngủ đoàn phim nhân viên công tác, vừa thấy Thượng Nhất Mạn tới, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ cần bổ một hai cái màn ảnh, hôm nay sự liền tính kết thúc, đại gia cũng đều có thể tan tầm, nguyên bản giữa trưa 12 giờ là có thể làm xong công tác, hiện tại ngạnh sinh sinh kéo 7 tiếng đồng hồ, làm mọi người đều mỏi mệt bất kham. Thượng tiểu thư, chuyên viên trang điểm đã chuẩn bị tốt, bên này thỉnh. Lâm thị xã giao giám đốc đi lên trước tới, hướng Thượng Nhất Mạn mở miệng. Từ từ, trước không vội, Thượng Nhất Mạn đôi tay ôm ngực. Xã giao giám đốc trong lòng một cái lộp bộp, có một tia dự cảm bất hảo, mở miệng hỏi, Thượng tiểu thư, người còn có cái gì an bài sao? An bài nhưng thật ra không có, chẳng qua ta muốn hỏi một chút, các ngươi Lâm thị, còn có liêm sỉ một chút sao? Thượng Nhất Mạn khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Thượng tiểu thư, ta không rõ người ý tứ. Xã giao giám đốc lắc lắc đầu. A, à, Thượng Nhất Mạn cười lạnh ra tiếng, là không rõ ta ý tứ, vẫn là giả ngu giả ngơ. Từ ngày hôm qua bắt đầu, ta nhiệt độ liền vẫn luôn xếp hàng hot sớt bảng đệ nhất, các ngươi Lâm thị còn dùng phía trước giá cả mời ta đại ngôn, này giá cả, chỉ sợ có chút quá thấp đi. Này, xã giao giám đốc há miệng thở dốc, Thượng tiểu thư, chúng ta là có hiệp ước trước đây, huống chi ngươi kia nhiệt độ, cũng là chúng ta Lâm thị. Câm miệng, Thượng Nhất Mạn hét lớn một tiếng, ngừng xã giao giám đốc nói, ta nhiệt độ thế nào, tất cả đều là ta Thượng Nhất Mạn một tay chế tạo ra tới, cùng các ngươi Lâm thị thí điểm quan hệ đều không có, hiện tại gọi điện thoại cho các ngươi Lâm tổng, đại ngôn phí, ít nhất thêm gấp đôi, nếu không lần này đại ngôn, liền tính. Ở đây Lâm thị mời đến đoàn phim nhân viên công tác, cùng với Lâm thị nhân viên công tác, tất cả đều nhìn Thượng Nhất Mạn, trong mắt đều mang theo chút phẫn nộ. Ngày hôm qua phát sinh sự tình, Lâm thị nhân viên công tác là trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải Trương Tiên sinh ra mặt hỗ trợ giải vây, liền Thượng Nhất Mạn kia không màng hậu quả nói chuyện phương thức, tuy rằng cũng là đăng đỉnh hot sớt đệ nhất, nhưng kia tuyệt đối là một mảnh bêu danh, hiện tại nàng khen ngược, cầm chính mình nhiệt độ tới áp chế Lâm thị, Lâm thời yêu cầu tăng giá. Như vậy cách làm, thật sự làm nhân khí phẫn. Xã giao giám đốc thở sâu, bình phục hạ tức giận tâm tình, mở miệng nói, Thượng tiểu thư, ngươi làm như vậy, chỉ sợ có chút không thích hợp, chúng ta phía trước từng có hiệp nghị, ngươi. Ta cái gì ta, Thượng Nhất Mạn không kiên nhẫn đánh gãy xã giao giám đốc nói, hung tợn trừng mắt nhìn xã giao giám đốc liếc mắt một cái, nói cho các ngươi Lâm tổng, nếu không đáp ứng yêu cầu của ta, khiến cho nàng lại tìm người đi, ta sáng mai muốn thu được hồi đáp, nếu không cho ta vừa lòng, ta sẽ trực tiếp hồi kinh. Thượng Nhất Mạn thanh âm vừa ra, một đạo thanh âm liền từ một bên vang lên. Đừng ngày mai, hiện tại liền về đi. Người nói chuyện, đúng là Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm dắt tay nhau cùng Trương Huyền cùng đi tới. Người nói cái gì? Thượng Nhất Mạn nhìn thấy người nói chuyện, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Người nói, làm ta hiện tại liền hồi. Như thế nào, ta nói chuyện đọc từng chữ không rõ sao? Trương Huyền nhẹ nhàng cười, hiện tại lập tức cút đi. Ngươi làm càn, Chu trợ lý hướng Trương Huyền lớn tiếng quát lớn, khi nào, cũng luôn được đến ngươi một cái tài xế tại đây khoa tay múa chân. Chu trợ lý nói cho hết lời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, chờ Lâm Thanh Hạm hồi đáp. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không phải là cái gì tài xế, mà là ta lão công, lời hắn nói, liền đại biểu Lâm thị quyết sách, cho nên, hiện tại các ngươi hai cái, có thể thu thập đồ vật, rời đi. Chương 678 hoảng loạn hai người. Lâm Thanh Hạm nói xong, đem đầu vặn đến một bên, xem cũng không hề xem Thượng Nhất Mạn cùng Chu trợ lý liếc mắt một cái. Lâm Thanh Hạm nói, đối với Thượng Nhất Mạn cùng Chu trợ lý tới nói, không khác đất bằng một tiếng sấm sét, nàng hai như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này trong mắt tài xế, thế nhưng là Lâm Thanh Hạm lão công, Lâm thị quyết sách giả. Nói như vậy nói, chính mình hai người từ dưới phi cơ kia một khắc khởi, liền ở cùng Lâm thị quyết sách giả sinh ra xung đột. Chu trợ lý sắc mặt có chút khó coi, nàng hai không phải thật sự muốn cùng Lâm thị trở mặt, chỉ là tưởng được đến lớn nhất ích lợi, nếu cùng Lâm thị hoàn toàn nháo phiên, đối nàng hai cũng không chỗ tốt, công ty quản lý bên kia tuyệt đối sẽ tìm tới chính mình. Chu trợ lý nhìn mắt Thượng Nhất Mạn. Thượng Nhất Mạn đem đầu vừa nhấc, không đi xem Chu trợ lý, ý tứ thực rõ ràng, làm Chu trợ lý chính mình đi xử lý chuyện này, nàng không có khả năng buông mặt mũi nói cái gì lời nói. Chu trợ lý hướng Lâm Thanh Hạm mở miệng nói, Lâm Tổng, người xác định muốn cùng chúng ta hủy bỏ hợp tác. Người phải biết rằng, nhà của chúng ta một mạn, hiện tại chính xếp hàng hot sớt bảng đệ nhất vị trí, nàng lực ảnh hưởng, có thể vì các ngươi Lâm thị mang đến thật lớn ích lợi,
nếu lần này. Chu trợ lý nói còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Thanh Hạm đánh gãy. Lâm Thanh Hạm mặt như băng sương nhìn Chu trợ lý, ta tưởng, ta vừa mới lời nói đã rất rõ ràng, ta lão công nói, liền đại biểu cho Lâm thị quyết sách, thỉnh các ngươi lập tức rời đi, liền hiện tại. Nghe Lâm Thanh Hạm này chém đinh chặt sắt ngữ khí, Chu trợ lý một chút liền luống cuống, nàng theo bản năng nhìn mắt Thượng Nhất Mạn, Thượng Nhất Mạn trong ánh mắt, cũng mang theo chút hoảng loạn, chỉ là nàng kiêu ngạo, làm nàng không có biểu hiện ra ngoài. Lâm thị hiện tại sở biểu hiện ra ngoài, là Thượng Nhất Mạn cùng Chu trợ lý hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy hiện trường tăng giá sự, nàng hai không phải không có trải qua, dĩ vãng, những cái đó xí nghiệp cũng đều sẽ ở một phen cò kè mặc cả giữa thỏa hiệp, nhưng Lâm thị thái độ, thật sự là quá ra ngoài nàng hai dự kiến. Lâm thị là cùng công ty quản lý thiêm hiệp ước, hiện tại thật muốn đi rồi, liền tính nàng hai tự mình vi ước, công ty quản lý trách tội xuống dưới nói, nàng hai cũng ăn không hết hảo. Lâm Tổng, ta cảm thấy, đại gia hòa khí sinh tài tương đối hảo, chúng ta một mạn, cũng là vì các ngươi suy xét, ngươi ngẫm lại, hiện tại chúng ta một mạn ở hot search bảng đệ nhất, nếu nàng lần này đại ngôn phí chuyển ra đi, một mạn các fan sẽ nói như thế nào? Sẽ cho rằng các ngươi không đem một mạn để vào mắt. Nghiêm trọng điểm nói, sẽ tập thể lên án công khai Lâm thị, chống lại Lâm thị sản phẩm, này đối Lâm thị cũng không hảo a, thật sự không được, các ngươi không cần nhiều hơn quá nhiều giá cả, hơi chút thêm một chút liền hảo. Chu trợ lý ngữ khí chịu thua không ít. Cút đi, Trương Huyền không kiên nhẫn phất phất tay. Hiện tại Chu trợ lý, là căn bản không dám cùng Trương Huyền đi chủ động nói cái gì, rốt cuộc nàng hòa thượng một mạn phía trước hành vi, đã đem Trương Huyền cấp đắc tội gắt gao. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Lâm Thanh Hạm trên người. Lâm Tổng, người thật sự hẳn là suy xét một chút ta nói cái này phương diện. Chu trợ lý tiếp tục làm nỗ lực, nếu Lâm thì có thể không để bụng cái này mặt trái ảnh hưởng nói, chúng ta dựa theo phía trước hiệp nghị đi cũng có thể, ta hiện tại liền mang một mạn đi bổ trang. Chu trợ lý nói xong, không đợi Lâm Thanh Hạm nói thêm cái gì, vội vàng lôi kéo Thượng Nhất Mạn hướng bên cạnh đáp khởi Lâm thời phòng hóa trang đi đến. Mau mau mau. Bổ trang, mau chụp xong đại gia cũng sớm một chút tan tầm. Chu trợ lý lớn tiếng tiếp đón chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm đứng ở bên cạnh, cố ý trước nhìn mắt Lâm Thanh Hạm sắc mặt, đương nhìn đến Lâm Thanh Hạm hướng chính mình lắc lắc đầu sau, chuyên viên trang điểm đem vừa mới cầm lấy phấn nền buông. Chu trợ lý thấy chuyên viên trang điểm không dao động, chủ động cầm lấy hóa trang dùng đồ vật, hôm nay một mạn thân thể không thoải mái, chúng ta đi tranh bệnh viện. Đại gia thật là vất vả, trang tùy tiện bổ một chút là được. Chu trợ lý giờ phút này, hoàn toàn đã không có phía trước kiêu ngạo, Lâm thị thái độ, làm các nàng một chút đều kiêu ngạo không đứng dậy. Thượng Nhất Mạn tuy rằng là cái minh tinh hạng nhất, nhưng cùng Lâm thị loại này quái vật khổng lồ so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, nàng sở dựa vào, bất quá là nàng kia số lượng khổng lồ fan, nhưng tình huống hiện tại, fan lại nhiều, nhìn dáng vẻ cũng vô pháp thay đổi Lâm thị quyết định. Nếu vứt bỏ fan phương diện này không đề cập tới nói, Thượng Nhất Mạn đối Lâm thị tới nói, cái gì đều không tính. Chu trợ lý thần sắc hoảng loạn cầm lấy mi bút, động tác cũng có vẻ phi thường hoảng loạn, luống cuống tay chân. Bí thư lý, đi, an bài xe, làm các nàng đi. Lâm Thanh Hạm hướng bí thư lý phân phó nói. Bí thư lý gật gật đầu, đi ra phía trước, một fan từ Chu trợ lý trong tay đoạt quá mi bút, Chu tiểu thư, người hòa thượng tiểu thư nên rời đi. Chúng ta, Chu trợ lý nhìn trước mặt bí thư lý, trong mắt thực rõ ràng xuất hiện xin tha thần sắc. Thượng Nhất Mạn ngồi ở chỗ kia, không rên một tiếng. Thỉnh đi, hai vị, bí thư lý làm cái thỉnh thủ thế. Bang, một tiếng trọng vang, ngồi ở chỗ kia Thượng Nhất Mạn, đem trong tay di động dùng sức tạp đến trên mặt đất, đột nhiên đứng lên, các ngươi Lâm thị, cũng không nên khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Thượng Nhất Mạn trong miệng này bốn chữ vừa ra. Ở đây mọi người, đều có một loại ác nhân trước cáo trạng cảm giác, rốt cuộc là ai, vẫn luôn ở khinh người quá đáng. Toàn đoàn phim người, chờ nàng chờ 7 tiếng đồng hồ, nàng tới câu đầu tiên lời nói, không phải xin lỗi, mà lại yêu cầu tăng giá, mắng to Lâm thị không biết xấu hổ. Chuyện như vậy, đặt ở ai trên người, đều khó có thể tiếp thu, càng đừng nói Lâm thị như vậy xí nghiệp lớn. Nếu như vậy, cũng coi như Lâm thị khinh người quá đáng nói, kia nàng Thượng Nhất Mạn lại tính cái gì. Lâm Thanh Hạm trực tiếp làm lơ Thượng Nhất Mạn nói. Trương Huyền đứng ở tại chỗ, phất phất tay, hai gã bảo an lập tức đi ra, này hai người đi đường nện bước lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng, thả hai người ánh mắt, đều như có như không liếc hướng bốn phía, có thể nhẹ nhàng ứng đối bất luận cái gì đột phát vấn đề.
Này hai người không phải bình thường bảo an, mà là Trương Huyền chuyên môn xếp vào ở Lâm Thanh Hạm người bên cạnh. Này hai người, chỉ biết nghe theo Trương Huyền mệnh lệnh, đối người ngoài sẽ không có một chút ít lưu tình. Hai người đi đến Thượng Nhất Mạn bên người, một tả một hữu bắt lấy này cánh tay, trực tiếp đem này nhắc tới, xô đẩy ra phòng hóa trang ngoại. Thượng Nhất Mạn bị lui một cái lảo đảo vài bước, nàng trước tiên, ngẩng đầu nhìn quét bốn phía, đương phát hiện tất cả mọi người lấy một loại có chứa cười nhạo ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, trong lòng hổ thẹn cùng phẫn nộ đồng thời nảy lên trong lòng, cái này làm cho nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì lý trí cảm xúc, phát ra một tiếng thét chói tai, các ngươi Lâm thị cho ta chờ. Chờ. Chu trợ lý cũng vội vàng chạy ra tới, trước trấn an một chút Thượng Nhất Mạn cảm xúc, một Mạn, ngươi đừng vội, đừng nóng vội. Trấn an xong sau, Chu trợ lý lại hướng Lâm Thanh Hạm nói, Lâm tổng, các ngươi Lâm thị làm như vậy, có phải hay không có chút thật quá đáng? Quá mức, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, nói thật cho ngươi biết, các ngươi muốn lại không lăn, còn có càng quá mức chờ các ngươi, lăn. Chương 679 chúng ta một Mạn sẽ cứu. Trương Huyền cuối cùng kia một cái lăn tự, lấy khí phát ra. Chu trợ lý bước chân liên tiếp lui hai bước, ngã ngồi đến trên mặt đất. Trương Huyền thật muốn vận dụng khí, liền bình thường ngự khí cao thủ, đều khó có thể thừa nhận trụ hắn khí thế, càng không cần đề người thường. Thượng Nhất Mạn cũng ở Trương Huyền này một cái lăn tự hạ, sợ tới mức có chút hai chân nhũn ra, nàng chỉ vào Trương Huyền, hảo. Các ngươi Lâm thị thực hảo, ta nói cho các ngươi, ta hiện tại khiến cho các ngươi hối hận. Thượng Nhất Mạn nói xong, hướng Chu trợ lý phân phó nói, Chu trợ lý, hiện tại lập tức cho ta dây cót động thái, nói cho ta sở hữu fan, nói ta đang ở điện ảnh thành, bị Lâm thị người khi dễ. Chu trợ lý từ trên mặt đất bò dậy, lấy ra di động, vội vàng đã phát một cái động thái, này động thái phát ra đi không đến một phút, phía dưới liền theo mấy chục điều bình luận. Thượng Nhất Mạn như vậy tiểu kỹ xảo, căn bản là không bị Trương Huyền để vào mắt, quản cũng chưa quản nàng. Chu trợ lý điện thoại cũng vào lúc này vang lên, một Mạn, là Triệu Tĩnh tỷ đánh tới, ngươi tiếp đi. Chu trợ lý đem điện thoại đưa cho Thượng Nhất Mạn, miệng nàng Triệu Tĩnh, chính là Thượng Nhất Mạn người đại diện, đồng thời cũng là Thượng Nhất Mạn công ty quản lý lão bản. Thượng Nhất Mạn một tay đem điện thoại lấy quá, đối với trong điện thoại liền bắt đầu khóc lóc kể lể, nói các loại có không, Triệu Tĩnh tỷ, Lâm thị có chút quá khi dễ người, các nàng tự mình sửa, bức ta đổi một ít quần áo, còn làm ta bồi người khác uống rượu. Ta thật sự là chịu không nổi. Này đó giả dối hư ảo sự, bị Thượng Nhất Mạn nói năng có khí phách, giống như thực sự có chuyện như vậy giống nhau. Thượng Nhất Mạn dám nói như vậy, là bởi vì nàng có tự tin, công ty quản lý tuyệt đối sẽ không thâm nhập điều tra chuyện này, sẽ chỉ ở trước tiên liền đứng ở phía chính mình, lấy chính mình hiện tại nhiệt độ, chẳng sợ công ty quản lý biết sự tình rốt cuộc là thế nào, cũng sẽ trợ giúp chính mình tới viên chuyện này, chính mình là không đối phó được Lâm thị. Nhưng chính mình sau lưng công ty quản lý, vẫn là sẽ không sợ này một cái nho nhỏ Lâm thị. Thượng Nhất Mạn khóc lóc kể lể biểu tình, ở nghe được trong điện thoại người đại diện hồi phục sau, dần dần trở nên đắc ý lên, ân, Triệu Tĩnh tỷ, ta đã biết, ta sẽ đem chuyện này còn nguyên nói cho ta sở hữu fan. Thượng Nhất Mạn nói chuyện thời điểm, cố ý đem còn nguyên bốn chữ cắn thực trọng, tự cấp Triệu Tĩnh nghe đồng thời, càng có rất nhiều cấp Lâm Thanh Hạm đi nghe. Bí thư Lý cầm di động đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, sắc mặt có chút khó coi đưa điện thoại di động phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt, Lâm Tổng, ngươi xem một chút. Lâm Thanh Hạm cúi đầu vừa thấy, ở bí thư Lý trên màn hình di động, đúng là vừa mới Thượng Nhất Mạn ở ứng dụng mạng xã hội thượng phát động thái, ngắn ngủn thời gian, phía dưới đã có gần 200 điều bình luận. Thượng Nhất Mạn ngày hôm qua buổi chiều mới vừa đăng đỉnh hot search, lúc này đúng là nhất hỏa thời điểm, nhất cử nhất động đều bị người chú ý. Ở Thượng Nhất Mạn động thái phía dưới, thuần một sắc đều là đối Lâm thị lên án công khai thanh. Vô sỉ Lâm thị, dơ bẩn xấu xa. Ti tiện Lâm thị, chống lại. Chống lại Lâm thị hết thảy sản phẩm, dám khi dễ chúng ta Mạn Mạn. Rác rưởi Lâm thị. Đủ loại chửi rủa, lên án công khai, trực tiếp spam, thả như vậy bình luận, mỗi một giây đều ở gia tăng. Càng có kích động fan, trực tiếp lên tiếng, nói hiện tại liền tới rồi điện ảnh thành, tìm Lâm thị phiền toái. Cần thiết hỏi Lâm thị muốn một cái công đạo. Lâm Thanh Hạm nhìn đủ loại bình luận, lắc lắc đầu, như vậy fan lên án công khai, nàng phía trước liền gặp qua một lần, đó là Trương Huyền trực tiếp động thủ đánh một cái đương hồng tiểu sinh, cũng là bị như vậy lên án công khai, chờ chân tướng đại bạch thời điểm, này đó cái gọi là lên án công khai, cái gọi là chửi rủa, đều bất quá là cái chê cười mà thôi.
Thượng Nhất Mạn cắt đứt điện thoại sau, nhìn chính mình động thái phía dưới bình luận, cười lạnh liên tục. Lâm Thị, các ngươi liền chờ xem. Thượng Nhất Mạn lược hạ những lời này, đi nhanh chiều đoàn phim ngoại đi đến. Lâm Tổng, hiện tại hình thức, đối chúng ta thực bất lợi, tân phẩm tuyên bố nói, sẽ bị rất lớn một bộ phận quần thể tới chống lại. Thượng Nhất Mạn như vậy cố ý bôi đen, cũng sẽ cấp khác xí nghiệp cung cấp cơ hội, nếu bỏ đá xuống giếng nói. Bí thư Lý trong mắt, toàn là lo lắng. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, Thượng Nhất Mạn fan quần thể lại nhiều, có từ từ đã đến những cái đó thế giới đỉnh cấp minh tinh fan cỡ nào. Ở khổng lồ số đếm lực ảnh hưởng hạ, kia căn bản là không tính cái gì, hơn nữa, cái này hắc oa, Lâm Thị không có khả năng vẫn luôn bối đi xuống. Thượng Nhất Mạn sau lưng xã giao đoàn đội thực lực là cường, khả năng không để bụng một cái Lâm Thị tập đoàn, nhưng toàn bộ Tô ra đâu. Tô ra nguyên bản liền thực lực cường đại, lần trước chính mình tiếp nhận chức vụ gia chủ thời điểm, Quang Minh đảo lại đưa tới vô số tài nguyên, hiện tại Tô ra ở cổ võ thế gia trung địa vị, so kinh thành tam đại thế gia còn muốn cao, Thượng Nhất Mạn xã giao đoàn đội, ở cổ võ thế gia trước mặt, cái gì đều không tính. Thượng Nhất Mạn cùng Chu trợ lý hai người, bày ra một bộ người thắng tư thái, rời đi đoàn phim, đi ở điện ảnh trong thành. Hiện tại tuy rằng thời gian có chút vãn, nhưng điện ảnh bên trong thành người lại một chút đều không ít, một ít ly đến gần chút Thượng Nhất Mạn fan, giờ phút này đã đuổi lại đây. Đường này đó các fan nhìn đến Thượng Nhất Mạn thời điểm, sôi nổi hô lên Thượng Nhất Mạn tên. Lúc này Thượng Nhất Mạn, không hề giống xuống phi cơ khi như vậy, đem fan cự với chính mình mấy thước ở ngoài, mà là nhiệt tình phất tay, cùng các fan chào hỏi. Một Mạn không phải sợ, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Rác rưởi Lâm Thị, dám khi dễ chúng ta Một Mạn. Xem về sau ai còn mua các ngươi đồ vật. Thật sự rác rưởi. Đủ loại chửi rủa tiếng vang lên. Một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, ăn mặc thú bông áo khoác, đầy mặt mỏi mệt chiều điện ảnh ngoài thành mặt đi đến, xem hắn trang phẫn, hiển nhiên là điện ảnh thành nhân viên công tác, vừa mới kết thúc một ngày công tác, đang chuẩn bị về nhà. Một câu chửi rủa tiếng vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển tiến trung niên nam nhân trong tai. Trung niên nam nhân đang ở mỏi mệt đi trước thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, bốn phía truyền đến tiếng la, làm hắn có loại ngực buồn khó có thể hô hấp cảm giác, trước mắt tối sầm, một đầu liền hướng phía trước tài đi. Lão Tôn, lão Tôn, trung niên nam nhân phía sau, một người nhìn qua cũng 40 tới tuổi trung niên nữ nhân thấy như vậy một màn, phát ra một tiếng kinh hô, đầy mặt cuống quýt chạy tới. Này trung niên nam nhân té xỉu địa phương, liền ở Thượng Nhất Mạn trước người cách đó không xa. Trung niên nữ nhân ở trung niên nam nhân trên người sờ soạng một phen, lấy ra một cái chai, đổ đảo, cái gì cũng chưa đảo ra tới. Trung niên nữ nhân hướng bốn phía nhìn một vòng, một bên móc di động ra gọi sốt ruột cứu điện thoại, một bên la lớn, bác sĩ, có hay không bác sĩ, ta lão công hắn cấp tính tâm ngạnh, có hay không bác sĩ a? Một Mạn, nhà của chúng ta Một Mạn chính là bác sĩ khoa ngoại. Đúng vậy, đều tránh ra, làm nhà của chúng ta Một Mạn tới. Vừa mới chuẩn bị vòng qua trung niên nam nhân rời đi Thượng Nhất Mạn, nghe được lời này, biểu tình một ngưng, làm chính mình cứu. Thượng Nhất Mạn nhìn chung quanh một vòng, thấy chung quanh các fan, đều nhìn về phía chính mình, lại xem cái kia hôn mê trung niên nam nhân, Thượng Nhất Mạn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Chương 680 đừng không hiểu trang hiểu. Bác sĩ, ngươi là bác sĩ sao? Trung niên nữ nhân dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn Thượng Nhất Mạn. Đương nhiên. Nhà của chúng ta Một Mạn chính là trên thế giới này tốt nhất bác sĩ khoa ngoại, người mau tránh ra, làm nhà của chúng ta Một Mạn nhìn xem. Thượng Nhất Mạn phen lớn tiếng trả lời trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân nghe được lời này, yên tâm không ít, hướng Thượng Nhất Mạn nói, đa tạ người bác sĩ. Thượng Nhất Mạn nhìn mắt hôn mê trên mặt đất trung niên nam nhân, lại nhìn nhìn chung quanh phen, nghe các phen tiếng gọi ầm ĩ, nàng mạnh mẽ bài trừ một mặt mỉm cười, không cần cảm tạ. Cứu người vốn dĩ chính là bác sĩ thiên chức, làm ta nhìn xem liền hảo. Trung niên nữ nhân cấp Thượng Nhất Mạn nhường ra vị trí, Thượng Nhất Mạn đi qua, ngồi xổm xuống thân tới, làm bộ làm tịch cấp trung niên nam nhân nhìn một chút, nàng đã từng đóng vai quá bác sĩ khoa ngoại một góc, đột nhiên nhìn qua, thật đúng là cho người ta một loại chuyên nghiệp cảm giác. Xem, chúng ta Một Mạn hảo bồng. Một Mạn, chúng ta ái ngươi. Đủ loại tiếng hoan hô vang lên. Thượng Nhất Mạn đứng dậy. Hướng trung niên nữ nhân mở miệng nói, không có việc gì, hắn chỉ là quá mệt mỏi, làm hắn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi liền hảo, bên cạnh có nghỉ ngơi xe, trước kêu người đem hắn ôm đến trên xe đi, ngày thường nhiều vận động một ít.
Thượng Nhất Mạn nói xong, cất bước liền đi phía trước đi đến. Đồng thời, Thượng Nhất Mạn vừa dứt lời, liền thấy vài tên phen vọt đi lên, xung phong nhận việc nói, tới, ta giúp ngươi phụ một chút. Ta cũng tới. Vài tên phen chiều té xỉu trên mặt đất trung niên nam nhân chạy tới. Đều tránh ra, một tiếng giống to từ bên cạnh vang lên. Này một đạo tiếng hô, làm những cái đó vào tới Thượng Nhất Mạn phen theo bản năng sửng sốt, chiều phát ra tiếng hô địa phương nhìn lại. Trương Huyền bước nhanh đi tới, đẩy ra đổ trong người trước Thượng Nhất Mạn phen, đều đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, ngươi là ai a? Người bệnh đã xảy ra chuyện ngươi phụ trách a? Ta nhận thức hắn, hắn là Lâm Thị người, hắn bên cạnh cái kia chính là Lâm Thị tổng tài, khi dễ chúng ta một mạn người. Nguyên lai là rác rưởi Lâm Thị. Trương Huyền không để ý đến chung quanh vang lên chửi rủa thanh, bước đi đến té xỉu trung niên nam nhân bên cạnh, ngồi xổm xuống thân tới, trước vươn hai cái ngón tay đặt ở trung niên nam nhân động mạch thượng kiểm tra một chút, theo sau nhẹ nhàng nâng dậy trung niên nam nhân tác dụng chậm, lấy ra một cái tay khác dùng sức bóp trung niên nam nhân huyệt nhân trung. Ngươi làm gì đâu ngươi? Một người phen bước đi đi lên, liền phải kéo ra Trương Huyền. Lăn một bên đi, Trương Huyền trực tiếp đem cái này phen đẩy ra. Đồng thời trừng hướng Thượng Nhất Mạn, quát hỏi nói, ai nói cho ngươi cơ tim tắc nghẽn muốn cho người nâng đi nghỉ ngơi. Mỗi một cái đại biên độ động tác đều khả năng sẽ làm người bệnh trái tim sậu đỉnh có biết hay không? Ngươi biết cái gì, chúng ta một mạn nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Ngươi hiểu y sao ngươi, vừa mới bị Trương Huyền đẩy ra tên kia phen hướng Trương Huyền quát. Theo Trương Huyền đối trung niên nam nhân huyệt nhân trung ấn, trung niên nam nhân tái nhợt sắc mặt trở nên hồng nhuận không ít. Ngực cũng có chút mỏng manh phập phồng, Trương Huyền đem trung niên nam nhân nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, duỗi tay ấn đối phương ngực, liên tục vài cái qua đi, trung niên nam nhân dần dần có hô hấp, đôi mắt cũng chậm rãi mở. Nhìn đến trung niên nam nhân trợn mắt, kia trung niên nữ nhân đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, xông lên ôm lấy trung niên nam nhân, lão tôn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, trung niên nam nhân có chút suy yếu lắc lắc đầu, theo sau vẻ mặt cảm kích nhìn Trương Huyền. Tiên sinh, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi. Ít nói lời nói, nhiều hô hấp, Trương Huyền đánh gãy trung niên nam nhân nói, tình huống của ngươi không tính nghiêm trọng, đi bệnh viện nhiều quan sát mấy ngày đi, mấy ngày nay thời gian, tận lực không cần có cái gì kịch liệt vận động, có thể nằm tận lực nằm. Hảo, trung niên nam nhân gật gật đầu. Trương Huyền đứng dậy, đẩy ra che ở chính mình trước người Thượng Nhất Mạn phen, đi đến Thượng Nhất Mạn trước người, nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng nói. Ngươi không hiểu y, không hiểu trang hiểu, thích dùng đủ loại phương pháp tới cấp chính mình xào nhiệt độ, đây là chính ngươi sự, ta quản không được, nhưng thỉnh ngươi không cần đứng ở một cái bác sĩ góc độ, tới hầu ngôn loạn ngữ. Thượng Nhất Mạn mày nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi hẳn là minh bạch, Trương Huyền xoay người, thanh âm truyền tiến Thượng Nhất Mạn trong tai, ngươi nguyện ý đương một cái sống ở chính mình thế giới rác rưởi, đó là chính ngươi lựa chọn, nhưng ngươi không cần dùng ngươi rác rưởi hành vi. Đi tai họa người khác, hiểu sao? Trương Huyền nói xong, không cho Thượng Nhất Mạn đáp lời cơ hội, bước đi khai. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một người Thượng Nhất Mạn phen ngăn lại Trương Huyền, ai làm ngươi cùng một mạn như vậy nói chuyện, cấp một mạn xin lỗi. Chính là, nói chúng ta một mạn không hiểu y, ngươi liền hiểu. Các ngươi Lâm Thị mới là chân chính rác rưởi đi. Thượng Nhất Mạn các phen, cảm xúc có vẻ phi thường kích động. Trương Huyền lắc lắc đầu. Không để ý tới này đó phen. Một chiếc xe cứu thương, vang tiếng còi xử vào điện ảnh thành, ở đông đảo phen bên ngoài dừng lại. Hai gã bác sĩ trước tiên lao xuống xe, lớn tiếng kêu, người bệnh đâu? Người bệnh đâu? Hồ bác sĩ, trung niên nữ nhân hướng dẫn đầu một tiếng hô một tiếng. Hồ bác sĩ ánh mắt nhìn qua, đương nhìn đến trung niên nam nhân đã tỉnh lại thời điểm, đại tùng một hơi, tỉnh liền hảo, này một đường cấp chết ta, tới. Đem cáng nâng tới. Trung niên nam nhân vẫy vẫy tay, Hồ bác sĩ, không cần, ta chính mình có thể đi. Đi, ngươi đi cái gì đi? Hồ bác sĩ lông mày một hoành, ngươi tình huống hiện tại, bất luận cái gì một động tác, đều khả năng dẫn tới ngươi trái tim sậu đình, không nghĩ tiến phòng cấp cứu, liền thành thành thật thật nằm hảo, sắp tới đều không cần lộn xộn. Hồ bác sĩ nói, mới vừa Trương Huyền vừa mới nói, ý tứ hoàn toàn tương đồng, mà cùng Thượng Nhất Mạn nói so sánh với. Là hoàn toàn hai cái ý tứ. Thượng Nhất Mạn là làm người trước đem người bệnh nâng đến một bên, sau đó nhiều vận động. Bác sĩ, loại tình huống này không nên là làm người bệnh nhiều vận động sao? Một người phen mở miệng.
Ai nói cho ngươi nhiều vận động? Hồ bác sĩ trừng mắt nhìn tên này phen liếc mắt một cái, loại này lầm đạo người bệnh nói, thực dễ dàng làm người bệnh sinh ra ảo giác, tiến hành sai lầm trị liệu hành vi, do đó dẫn tới xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên là chúng ta một mạn chính là tốt nhất bác sĩ khoa ngoại. Tên kia phen vẻ mặt tự hào nói. Hồ bác sĩ nhìn mắt đứng ở kia thượng nhất mạn là đương hồng một đường nữ tinh, khá vậy gắt gao là ở người trẻ tuổi cái này quần thể giữa nổi danh, thế hệ trước người, cũng không nhận thức này đó tuổi trẻ minh tinh. Hồ bác sĩ không vui nhìn mắt thượng nhất mạn, ngươi là bác sĩ khoa ngoại. Ta, thượng nhất mạn há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào trả lời. Hồ bác sĩ hơn 50 tuổi, nơi nào nhìn không ra thượng nhất mạn là thật hiểu vẫn là giả hiểu, ra tiếng nói, người muốn thật là bác sĩ, kia thế giới này đã có thể hủy hoại. Ở y học thượng không hiểu trang hiểu, cung cấp với thảo gian nhân mạng. Xe cứu thương mang theo trung niên nam nhân hai vợ chồng rời đi, thượng nhất mạn sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ. Chương 689 cá chết lưới rách. Đoàn người chung quanh chung, không riêng gì có thượng nhất mạn fan, còn có rất nhiều truyền thông tồn tại. Thượng nhất mạn một câu hiểu y, bản sắc biểu diễn, có hành y tế thế chi tâm, một chút liền lên tới hot search bảng đệ nhất, tự nhiên đưa tới quá nhiều người đỏ mắt. Có rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm thượng nhất mạn. Hiện tại, rất nhiều màn ảnh nhắm ngay thượng nhất mạn, có truyền thông, cũng có một ít tư nhân trinh thám, có thể nghĩ đến, thượng nhất mạn vừa mới hành động, cùng với hồ bác sĩ nói, đều sẽ một tia không lậu bị camera ký lục xuống dưới, mặt sau này đó video sẽ như thế nào biên tập. Sẽ như thế nào tới tuyên bố, các phóng viên có quá nhiều ý tưởng cùng sáng ý. Có thể khẳng định chính là, đã xảy ra vừa mới cái kia sự tình lúc sau, thượng nhất mạn tuyệt đối sẽ nghênh đón một đại sóng nghi ngờ thanh âm, nàng cách làm, hướng nhỏ nói, đó là không hiểu trang hiểu, cố ý xào nhiệt độ, nhưng hướng lớn nói, liền cùng hồ bác sĩ vừa mới nói như vậy, hoàn toàn chính là thảo gian nhân mạng, cuối cùng muốn như thế nào định nghĩa, toàn xem thượng nhất mạn xã giao đoàn đội. Chu trợ lý điện thoại tại đây sự phát sinh không đến 3 phút liền vang lên. Chu trợ lý sắc mặt khó coi cầm di động, một mạn, là Triệu Tĩnh tỷ điện thoại. Trước không tiếp, thượng nhất mạn sắc mặt cũng thật không đẹp, nàng nhìn mắt Lâm thị đoàn phim phương hướng, theo sau bước đi qua đi. Chu trợ lý vội vàng chạy chậm đi theo thượng nhất mạn phía sau. Lâm thị đoàn phim nội, Lâm Thanh Hạm đang ở an bài bố trí tân cảnh tượng, Trương Huyền vừa mới nhận được tin tức, hắn an bài tới những người đó. Nhiều nhất lại có hơn 10 phút liền đến. Các vị, lại vất vả một chút, từ từ ăn khuya liền an bài tới, chờ vội xong rồi, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Thanh Hạm ra tiếng ủng hộ sĩ khí. Vừa mới Lâm Thị làm thượng nhất mạn cút đi một màn, xem đoàn phim nội người là cảm thấy hả giận, lúc này cũng là động lực 10 phần, một đám người bận trước bận sau, liền mỏi mệt đều quét dọn không ít. Thượng nhất mạn bước đi tiến Lâm Thị studio chung, mở miệng mắng, họ Lâm. Các người có ý tứ gì? Có phải hay không cố ý cùng ta thượng nhất mạn không qua được? Thượng nhất mạn này một tiếng mắng, làm mọi người đều chiều nàng ở địa phương nhìn lại. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nghi hoặc nhìn thượng nhất mạn, gì có ý tứ gì? Thượng nhất mạn hừ lạnh một tiếng, đi đến Lâm Thanh Hạm trước người, nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền hai người, hừ lạnh nói, các ngươi là thật sự tưởng cùng ta thượng nhất mạn cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, Trương Huyền một cái không nhìn xuống. Một chút cười ra tiếng tới. Này thật đúng là không phải Trương Huyền khinh thường thượng nhất mạn, đừng nói thượng nhất mạn, chính là thượng nhất mạn sau lưng công ty quản lý, cũng không có cùng bọn họ cá chết lưới rách tư bản. Trương Huyền cười ra thanh âm, một chút liền chọc giận thượng nhất mạn. Hành, các ngươi Lâm thị một hai phải chơi đúng không, chúng ta đây phải hảo hảo chơi, ta thượng nhất mạn bồi cái mấy trăm vạn ta không để bụng, ta liền muốn biết, các ngươi Lâm thị mệt cái mấy trăm triệu, để ý không để bụng. Thượng nhất mạn nói, một phen đoạt quá Chu trợ lý trong tay di động, theo sau ngón tay ở trên màn hình liền điểm, ở ứng dụng mạng xã hội thượng lại biên tập một cái động thái ra tới. Từ hôm nay trở đi, ta thượng nhất mạn cùng Ngân Châu Lâm Thị, thế bất lưỡng lập, ai cùng Lâm Thị hợp tác, chính là cùng ta thượng nhất mạn không qua được, về sau có hắn địa phương, liền không ta thượng nhất mạn. Này một cái động thái, có thể nói đại biểu quá nhiều, Chu trợ lý thấy thượng nhất mạn biên tập cuối cùng thời điểm. Liền muốn ngăn cản thượng nhất mạn, nhưng đã không còn kịp rồi. Thượng nhất mạn ngón tay nhẹ nhàng một chút, này động thái phát ra. Làm nghệ sĩ nổi tiếng, thượng nhất mạn này một cái động thái, đặt ở người khác trong mắt, đại biểu cũng không phải là nàng chính mình, mà là nàng sau lưng công ty quản lý. Thượng nhất mạn biết,
Chính mình làm như vậy, khẳng định sẽ bị công ty quản lý xử phạt. Nàng lúc trước cũng nói, tổn thất mấy trăm vạn không để bụng, chứng minh nàng làm tốt bồi thường chuẩn bị. Nàng chính là muốn cho chính mình sau lưng công ty quản lý ra tay, làm Lâm Thị, vì chuyện này trả giá đại giới. Thượng Nhất Mạn này động thái một phát, lập tức liền tạc nồi, nguyên bản chỉ là nàng fan ở chú ý chuyện này, hiện tại, đại bộ phận trong nghề người, đều ở chú ý chuyện này. Thượng Nhất Mạn cười lạnh liên tục, họ Lâm, ta nói cho ngươi, ta nhìn xem về sau, ai còn dám tiếp các ngươi Lâm Thị đại ngôn, ai dám tiếp, chính là cùng ta Thượng Nhất Mạn không qua được. Thượng Nhất Mạn thanh âm này vừa ra, ở đoàn phim nhập khẩu, liền vang lên một đạo thanh âm. Nguyên lai tiếp cái đại ngôn còn có lớn như vậy nguy hiểm a, nhìn dáng vẻ ta về sau ở trong vòng thật đúng là phải cẩn thận điểm, bằng không ngày nào đó bị phong sát, đều không hiểu ra sao. Thanh âm này một vang, Thượng Nhất Mạn xem cũng chưa xem là ai, liền ra tiếng trả lời, bởi vì cái này làm cho nàng cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích. Cái nào đồ đê tiện? Thượng Nhất Mạn mở miệng. Đồ đê tiện hai chữ mới ra, nàng miệng đã bị người che lại. Che lại Thượng Nhất Mạn không phải người khác, đúng là Thượng Nhất Mạn bên người Chu trợ lý. Thượng Nhất Mạn một phen đẩy ra Chu trợ lý, phẫn nộ nói, ngươi làm gì? Một Mạn, ngươi xem kia, Chu trợ lý dùng ngón tay chỉ. Thượng Nhất Mạn đem ánh mắt buông tha đi, liền thấy, một người có 30 tuổi tả hữu vũ mị nữ nhân, chính đại bước chiều bên này đi tới, Thượng Nhất Mạn ở nhìn đến nữ nhân này nháy mắt. Trên mặt ngạo khí toàn bộ biến mất, trong miệng lẩm bẩm, Cao. Cao sư tỷ. Bị Thượng Nhất Mạn gọi Cao sư tỷ nữ nhân, tên là Cao Vũ Phỉ. Thượng Nhất Mạn hiện tại tuy rằng là lửa lớn một đường nữ tinh, nhưng muốn cùng Cao Vũ Phỉ so sánh với, còn kém quá nhiều, bởi vì, Cao Vũ Phỉ danh khí, nhưng không đến mức hoa hạ một quốc gia, đó là ở toàn cầu đều có được đại lượng fan, nàng có một bài hát, càng là bị bầu thành trên đời tiếng trời, bị toàn cầu bầu thành nhất êm tai thanh âm. Bị đặt ở hàng thiên trên phi thuyền, làm cùng vũ trụ không biết giống loài giao lưu thanh âm, bởi vậy có thể thấy được, Cao Vũ Phỉ ở giới giải trí chung địa vị. Rốt cuộc có bao nhiêu cao? Cho dù là Thượng Nhất Mạn công ty quản lý lão bản, nhìn thấy Cao Vũ Phỉ, cũng đến thành thành thật thật tiếng la Cao tỷ hảo. U, người còn biết kêu ta một tiếng sư tỷ, không gọi ta đồ đê tiện. Nhẹ nhàng cười. Cao sư tỷ, ta không biết là ngươi, đối. Thực xin lỗi. Thượng Nhất Mạn liên tục cúi đầu nhận sai, bởi vì nàng rõ ràng, trước mặt nữ nhân này, chỉ cần một câu, là có thể đem chính mình hoàn toàn phong sát. Cao Vũ Phỉ cười cười, hỏi, ta đây hiện tại muốn tiếp cái này đại ngôn, người có ý kiến sao? Không dám, Thượng Nhất Mạn đầu cũng không dám ngẩng lên, liền như vậy cúi đầu nói chuyện. Ha ha, Cao Vũ Phỉ khẽ cười một tiếng, chúng ta đều là một vòng tròn, người phải có ý kiến. Ta có thể nghe, bất quá bọn họ có nghe hay không ngươi ý kiến, đã có thể nói không chừng. Cao Vũ Phỉ đầu một ngưỡng, không có lại để ý tới Thượng Nhất Mạn. Bọn họ, Thượng Nhất Mạn nghi hoặc một tiếng, theo bản năng chiều đoàn phim cửa nhìn thoáng qua, này vừa thấy, làm Thượng Nhất Mạn há to miệng, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Không riêng gì Thượng Nhất Mạn, tính cả hiện tại đoàn phim nhân viên công tác, Lâm Thị nhân viên công tác, cũng đồng thời há to miệng, vẻ mặt dại ra nhìn đoàn phim cửa. Chương 682 tất cả đều là siêu sao. Kia từng chương ở trên TV thường xuyên sẽ nhìn thấy gương mặt, lúc này từ đoàn phim cửa, nối đuôi nhau mà nhập, ngày thường nhìn thấy một cái, đều sẽ làm vô số fan thét chói tai, này đó đã đến người, mỗi một cái, đều là khai một hồi buổi biểu diễn, sẽ làm cuồng nhiệt fan phi một cái lục địa đi người quan sát, giờ phút này một chút liền xuất hiện hơn 20 cái, mỗi một cái, đều có được cực cao địa vị, mỗi một cái, ở giới giải trí chung. Đều là mẫu hạng nhất cột mốc lịch sử tồn tại, bị toàn cầu âm nhạc người dự vì ca thần tồn tại. Thế giới lớn nhất điện ảnh thị trường ảnh đế, có được vô số người mê bóng cầu tinh, âm nhạc ra, mỗi một cái, đi ra, mặc kệ ở danh khí thượng vẫn là fan số lượng thượng, hoặc là sự nghiệp thành tựu thượng, kia đều là có thể hoàn toàn nghiền áp Thượng Nhất Mạn tồn tại. Vừa mới, đoàn phim người nghe Lâm Thanh Hạm nói từ từ sẽ có một ít nghệ sĩ tới một lần nữa quay chụp đại ngôn. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng là Lâm Thị Lâm thời tìm tới nhị tam tuyến minh tinh, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng là toàn cầu đỉnh cấp siêu sao, hơn nữa gần nhất, liền tới rồi hơn 20 cái. Như vậy đội hình, làm ngày thường đều nhìn quen minh tinh đạo diễn, đều có điểm run run. Thượng Nhất Mạn càng là gian nan nuốt nước miếng, vừa mới miệng nàng còn kêu, ai muốn cùng Lâm Thị hợp tác, dám tiếp Lâm Thị đại ngôn, chính là cùng nàng Thượng Nhất Mạn không qua được, kết quả hiện tại tới nhiều người như vậy. Chẳng sợ trong đó một cái hòa thượng một Mạn không qua được,
kia thượng nhất mạn tinh đồ, cũng chỉ đến đó mà dừng lại. Nhìn dáng vẻ, cùng ngươi không qua được người còn rất nhiều, muốn hay không ta nhất nhất thông chi một chút. Trương Huyền hướng thượng nhất mạn nhẹ nhàng cười. Ở Trương Huyền tươi cười chung, thượng nhất mạn sở cảm nhận được, chính là vô tận trào phúng, nàng nào dám cùng này đó thế giới đỉnh cấp minh tinh không qua được a. Chu trợ lý, mau, xóa động thái, xóa động thái. Thượng nhất mạn môi run run, vội vàng mở miệng. Không được, Chu trợ lý ở một bên dùng sức điểm di động, cấp mồ hôi đầy đầu, tài khoản quyền hạn bị công ty bên kia hạn chế chỉ có Triệu Tĩnh tỷ có thể xử lý. Tình huống thế nào, thượng nhất mạn vội vàng hỏi. Chu trợ lý lắc lắc đầu, khổ một khuôn mặt, Triệu Tĩnh tỷ đã phát hàm, chính ngươi xem đi. Thượng nhất mạn nhìn mắt di động, đương nhìn đến trên màn hình biểu hiện đồ vật khi, trước mắt tối sầm, bước chân về phía trước một cái phủ phiếm, nếu không phải Chu trợ lý đỡ, nàng này đến một đầu tải đến trên mặt đất. Xong rồi, đều xong rồi, thượng nhất mạn trong miệng lẩm bẩm. Ở thượng nhất mạn công ty quản lý lấy được nàng xã giao tài khoản sau, lập tức phát hàm, nói công ty sẽ toàn lực giữ gìn kỳ hạ nghệ sĩ quyền lợi chính đáng, sẽ áp dụng thi thố, làm Lâm thị cấp cái công đạo. Công ty quản lý cách làm, cùng thượng nhất mạn vừa mới tưởng giống nhau, tuyệt đối sẽ duy trì chính mình, nhưng hiện tại duy trì, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong, nhiều như vậy đỉnh cấp minh tinh đều cùng Lâm thị hợp tác, trước không nói Lâm thị rốt cuộc là như thế nào mời đến những người này, chỉ là những người này sau lưng công ty quản lý, liền sẽ không làm lơ chính mình công ty phát hàm. Chính mình phía sau công ty quản lý, sẽ nghênh đón hủy diệt tính đả kích, một khi công ty xảy ra chuyện, chính mình làm lần này đương sự. Nhất định là đứng mũi chịu sào. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Thượng nhất mạn trong ánh mắt mất đi sắc thái. Chu trợ lý đỡ thượng nhất mạn tay, cũng chậm rãi buông ra, nàng trong lòng rất rõ ràng, thượng nhất mạn lúc này đây, là hoàn toàn tài, hơn nữa không còn có xoay người khả năng, thậm chí đều không có bất luận cái gì một cái công ty. Dám đến lấy lần này sự tình lăng xê, đã chịu thượng nhất mạn ảnh hưởng, sau lưng công ty quản lý cũng tuyệt đối sẽ đi theo xui xẻo, chính mình đã không cần phải lại đi theo nàng, chỉ biết bị liên lụy thượng. Toàn bộ đoàn phim, lúc này không ai lại đi chú ý thượng nhất mạn, rốt cuộc cùng ở đây này đó siêu cấp siêu sao so sánh với, thượng nhất mạn tồn tại, giống như là một cái bình thường diễn viên quần chúng. Đạo diễn đứng ở nơi đó, sừng sốt nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào đi chào hỏi. Rốt cuộc này tới siêu sao quá nhiều, vô pháp toàn chiếu cố đến, càng không dám chậm trễ cái gì. Đang ở đạo diễn còn tự hỏi nên làm như thế nào khi, Trương Huyền bước nhanh đi tới. Tới tới tới, một đám, đều đừng thất thần, chính mình đi xem hạ kịch bản, bổ cái trang, tranh thủ một giờ nội kết thúc, đại gia này đều chạm một ngày mệt, chờ tan tầm về nhà ôm thức phụ đâu, mau mau mau, động lên. Trương Huyền một bên lớn tiếng kêu, một bên không ngừng vỗ tay. Liền cùng giáo viên mầm non giáo dục tiểu bằng hữu giống nhau. Đạo diễn đứng ở Trương Huyền bên cạnh, trong lòng căng thẳng, sao có thể như vậy cùng này đó siêu sao nói chuyện a? Liền ở đạo diễn cho rằng này đó siêu sao sẽ phát hỏa thời điểm, liền thấy bọn họ một đám, thật liền dựa theo Trương Huyền nói, chủ động cầm lấy kịch bản, bổ trang đi, kia một đám bộ dáng, thật là một chút cái giá đều không có, bọn họ trên mặt thậm chí còn mang theo khẩn trương cùng co quắp, liền cùng mới vừa vào này đi tới phỏng vấn giống nhau. Như vậy một màn, đều làm đạo diễn có loại không chân thật cảm, này một đám, thật đúng là chính là siêu sao sao. Trình diện này đó siêu sao, tuy rằng không rõ ràng lắm Trương Huyền thân phận, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, chính mình lần này là vì sao mà đến, ở cái kia thế lực trước mặt, cái gì siêu sao quang hoàn, đó là người khác tùy thời tưởng trích đi là có thể cấp trích đi. Kế tiếp quay chụp tiến trình, càng là thuận lợi đến đạo diễn đều có chút không thể tin được, một đám đỉnh cấp siêu sao. Khó có thể tưởng tượng nghe lời thành thật, thả một đám thái độ tích cực, chỉ dùng không đến 40 phút, liền quay chụp xong. Rất nhiều siêu sao tới cấp Lâm thị chụp đại ngôn một màn, cũng bị rất nhiều phóng viên bắt giữ đến, chụp xuống dưới, có thể tưởng tượng, ở Lâm thị cuộc họp báo tổ chức phía trước, rất nhiều người ánh mắt, đều sẽ bởi vì này đó siêu sao xuất hiện, tập trung ở Lâm thị trên người, này tương đương với vô hình bên trong liền cấp Lâm thị kiếm lấy một đợt trong mắt. Cao Vũ Phỉ ở quay chụp hoàn thành sau, cố ý cùng chính mình công ty quản lý liên hệ một chút. Cao Vũ Phỉ nơi công ty quản lý, kia chính là giới giải trí long đầu, nghe tới Cao Vũ Phỉ nói đến về thượng nhất mạn xong việc, lập tức hứa hẹn Cao Vũ Phỉ, toàn lực chèn ép thượng nhất mạn cùng này sau lưng công ty quản lý. Đã xảy ra lần này sự tình, thượng nhất mạn tinh đồ, chú định là hủy hoại, hủy ở nàng cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì mặt trên.
đối với Thượng Nhất Mạn sẽ có cái dạng nào hậu quả, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền căn bản là không bỏ trong lòng, chẳng sợ không có Cao Vũ Phỉ cố ý chèn ép, chỉ bằng hôm nay Thượng Nhất Mạn ở điện ảnh cửa thành cứu người sự, cũng tuyệt đối sẽ bị khác công ty lấy tới làm văn, cái này nói dối, chú định là sẽ bị vạch trần, đến lúc đó, Thượng Nhất Mạn giống nhau nhân thiết toàn băng, hiện tại chỉ là thời gian có biến hóa mà thôi. Đến buổi tối 8 giờ nhiều thời điểm, quay chụp hoàn thành, đại gia kết thúc công việc, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cũng cùng nhau ngồi xe hướng ra trở về. Trên đường, hai người còn ở thảo luận buổi tối muốn ăn chút cái gì, mới vừa nói hứng khởi thời điểm, Bạch Chỉ điện thoại đánh lại đây. Lão đại, đã xảy ra chuyện, người hiện tại mau hồi đảo một chuyến đi, Vân Tỉnh bên kia, có chút đến không được phát hiện. Bạch Chỉ ngữ khí thực cấp, đồng thời thanh âm rất lớn, ngồi ở Trương Huyền bên người Lâm Thanh Hạm đều nghe được rành mạch. Trương Huyền quay đầu, đối Lâm Thanh Hạm cười khổ một chút. Lâm Thanh Hạm thở dài, nàng vẫn luôn đều làm Trương Huyền tùy thời sẽ rời đi chuẩn bị. Chú ý an toàn.